Lúc đầu có hai cái giày, kết quả có một đầu tại thiên đạo di thuế cầu lỗ đen cùng chấn thần bạch nhật, khắc kim nhất kích đối bính bên trong, bị đại chiêu dư uy xoắn thành vỡ nát, cuối cùng chỉ để lại cái này một đầu. Chấn thần bạch nhật cùng khắc kim nhất kích lai lịch đều phi thường lớn, thiên đạo di thuế cầu không cách nào từ nơi này hai đạo trong công kích suy tính ra vật hữu dụng tới. Ngược lại là cái này nhìn như phổ thông giày bên trên, có thể suy tính ra rất nhiều đồ vật tới. Thiên đạo di thuế cầu nắm lấy cái này giày, dựa theo bản năng bắt đầu hành động trước mắt thiên đạo di thuế cầu cũng không có tự chủ năng lực suy tính, hắn sẽ dựa theo một số cố định quy tắc cùng hình thức, cùng một chút bản năng tiến hành hoạt động. Tỷ như nắm lấy cái này giày lúc, hắn liền sẽ tự tiến hành khí tức suy tính, tin tức bắt, viễn trình khóa chặt một hệ liệt thao tác, đi khóa chặt giày chủ nhân. Bất quá, bởi vì hắn hiện tại vị trí thế giới là nguyên thiên đạo phòng tối tường kép. Sở dĩ, thiên đạo di thuế cầu rất nhiều thủ đoạn, thi triển ra lúc đều bị thiên đạo phòng tối có hạn chế, kỹ năng hiệu quả giới hạn tại thiên đạo phòng tối khu vực, không cách nào truy tìm đến Tống Thư Hàng trên người. Nhưng thiên đạo di thuế cầu không hề từ bỏ, hoặc là nói hiện tại hắn căn bản không hiểu được từ bỏ là vật gì. Tại không có mới sự kiện hấp dẫn nó lực chú ý trước, hắn sẽ một mực nắm lấy cái này giày, không ngừng sử dụng các loại pháp thuật, kỹ năng đi khóa chặt giày chủ nhân cho dù là trăm năm, ngàn năm, nó đều sẽ một mực tiếp tục nữa. Mà lại, thân là thiên đạo tinh thần di thuế, hắn có lục soát thủ đoạn, nhiều như sao trời. Hắn bắt đầu từng cái kỹ năng nếm thử, từng lần một mà đối với cái này giày thi triển pháp thuật. Cái này trên giày, bắt đầu không ngừng lóe lên pháp thuật hào quang. Nếu như, cái này giày tại tiếp nhận từng lần một pháp thuật tẩy lễ về sau, còn có thể may mắn còn sống sót lời nói không chừng hắn sẽ trở thành một kiện pháp khí mạnh mẽ cũng không nhất định. Bởi vì hắn thế nhưng là bị thiên đạo di thuế khai quang qua giày. Thời gian không phụ người hữu tâm. Nửa ngày thời gian đi qua. Tại không biết thứ mấy đợt pháp thuật về sau, rốt cục, thiên đạo di thuế cầu trong tay giày bên trên, bắt đầu lóe lên kim sắc quang mang. Hắn được cường hóa. Hiện tại hắn, có thể được xưng là giày thể thao. Đang bị cường hóa qua về sau, từ nơi này chỉ giày bên trên có một đạo như ẩn như hiện tuyến, đâm vào hư không, bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc quá trình. Thiên đạo di thuế cầu tiếp tục nắm lấy giày, không nhúc nhích. Một bên khác, hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng đang tĩnh tọa tu luyện, khôi phục tiêu hao linh lực. Hắn bây giờ có được một cái nguyên anh, còn bổ sung một cái bị phục sinh phì kình kim đan, chẳng khác gì là một, linh lực tốc độ khôi phục lão nhanh. Nhiều người sức mạnh lớn, chính là cái đạo lý này. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Nốt sổ đen tiểu ban ban đồng ý Trình Lâm tiên tử kêu gọi chuyển di, nói chuyện riêng mô đun xây dựng thành công. Tống Thư Hàng mở to mắt, a, ban văn long đại lão cứ nhiên kết nối tin tức rồi. Nửa ngày trước, hắn liên hệ Trình Lâm tiên tử, muốn hỏi thăm có thể hay không đưa nàng giao chỉ bí cảnh chuyển cái nhà vấn đề. Kết quả Trình Lâm tiên tử tao thao tác tầng tầng lớp lớp, lại còn tự mang kêu gọi chuyển di công năng. Mà ban văn long đại lão cũng y như dĩ vãng, tựa hồ cũng không để ý tới lần này kêu gọi chuyển di. Sở dĩ, Tống Thư Hàng liền từ bỏ kêu gọi Trình Lâm tiên tử, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, khôi phục linh lực. Không nghĩ tới nửa ngày thời gian, ban văn long đại lão đột nhiên lại tiếp kêu gọi chuyển di. Đều nói đại lão thời gian quan cùng tiểu manh tân khác biệt. Có lẽ đối ban văn long đại lão tới nói, nửa ngày thời gian chỉ là một cái chớp mắt mà thôi a. Lại là ngươi cái này trưởng không đẹp hình bá tống, tìm ta có chuyện gì? A, cái này tu chân công năng lại thăng cấp, ban văn long đại lão dẫn đầu dò hỏi. Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cằm, hắn đối với mình trưởng đẹp hay không cũng không thèm để ý, dù sao cũng là đại lão gia, trưởng thô giáp điểm cũng không có quan hệ. Lại nói, ban văn long đại lão là long loại thẩm mỹ cùng người bình thường là khác biệt. Sở dĩ coi như mỗi lần ban văn long đại lão nói chuyện trời đất đều muốn chuyên môn vạch Tống Thư Hàng không đủ mỹ hình, Tống Thư Hàng cũng không có mảy may để ý. Kỳ thật ta là tìm Trình Lâm tiên tử có việc, bất quá nàng tắt máy. Ta không biết nàng đây là cái gì thao tác, sau đó nàng lại đem ta kêu gọi chuyển rời đến tiền bối trên người ngươi. Tống Thư Hàng trả lời. Ban văn long đại lão, nàng lại tại làm cái gì phi cơ? Cũng có thể là đang làm xe lửa. Tống Thư Hàng vô ý thức trả lời ban văn long đại lão mặc dù một mực sống ở đó cái đặc thù bí cảnh bên trong, nhưng gần nhất hắn tựa hồ một mực đang chú ý ngoại giới tin tức. Bây giờ cùng hắn giao lưu lúc, không có đại câu cảm giác. Ban văn long đại lão, tiểu tử ta quất ngươi,
Trình Lâm trước đó thả một chút, ngươi lại phải làm cái gì phi cơ? Ta không làm phi cơ, ta lúc đầu chỉ là muốn hỏi một chút Trình Lâm tiên tử, ta muốn cho nàng giao chỉ bí cảnh chuyển cái nhà, hỏi nàng có đồng ý hay không tới. Tống Thư Hàng trả lời. Ban Văn Long đại lão lại hỏi, chuyển đến đâu? Đem đến ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng thành thật nói. Ban Văn Long đại lão nhanh chóng hồi phục, không có vấn đề, đi chuyển đi. Sớm điểm rời, để cho nàng không nhà có thể về. Dạng này nàng mới biết được lúc nào muốn về nhà, nhìn xem ta đầu này mẹ quá con côi lão long. Chuyện này ta cho phép ngươi, nếu như Trình Lâm sau đó hỏi, liền nói là ta để ngươi làm như vậy. Thỏa Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Dù sao kêu gọi chuyển di là Trình Lâm tiên tử bản thân tao thao tác, đây chính là nhân quả. Ban Văn Long đại lão, Trình Lâm còn có cái gì cái khác hang ổ không, có lời nói ta đều cho phép ngươi đi rời. Nếu như ngươi mang không nổi, ta có thể viễn trình cho ngươi trợ giúp. Trước mắt ta chỉ biết là như thế một cái. Tống Thư Hàng trả lời. Ban Văn Long đại lão, ủng hộ, còn có chuyện khác sao? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, tạm thời đã nghĩ không ra sự tình khác. Nhưng hắn không có lập tức kết thúc cùng Ban Văn Long đại lão trò chuyện. Khó được cùng Ban Văn Long đại lão kết nối một lần, sở dĩ hắn phải suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không còn có chuyện gì còn muốn hỏi, một hơi giải quyết. Đang lúc Tống Thư Hàng khổ sở suy nghĩ lúc. Gõ, đây là cái gì đồ chơi? Ban Văn Long đại lão đột nhiên phát một đầu tin tức tới. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, làm sao vậy, tiểu ban ban tiền bối. Người bị người truy lùng, phi, thi thể một dạng tồn tại, cũng dám ám toán ta. Ban Văn Long đại lão trả lời. Tống Thư Hàng hai mặt mộng bức. Xảy ra chuyện gì rồi? Có người cách bản thân, hướng Ban Văn Long đại lão khởi xướng ám toán. Không có việc gì trước hết kết thúc truyền tin, trong thời gian ngắn trước không muốn liên hệ ta, miễn cho bại lộ. Ban Văn Long đại lão dặn dò. Tốt, tiền bối, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, kết thúc cùng Ban Văn Long đại lão liên hệ. Mộng bức trên cây kết mộng bức quả đập trúng mộng bức hàng. Tống Thư Hàng nắm lấy đầu, lại quay đầu nhìn về hoạt tuyền bên trong sở các chủ cùng quy tiền bối, thông nương. Bên cạnh bia đá đạo hữu nhìn không được nói, bá Tống đạo hữu, người không bế quan coi như xong, liền bình thường tu luyện đều chống đỡ bất quá nửa ngày. Sự ra có nguyên nhân, vừa rồi tiểu ban ban tiền bối đột nhiên liên hệ ta, ta liền đành phải tạm thời từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Bất quá không quan hệ, vừa rồi tu luyện nửa ngày, linh lực của ta khôi phục hơn phân nửa. Lại thêm trong cơ thể ta còn có linh quỷ, đón lấy đến coi như chính ta không chủ động tu luyện, linh quỷ cũng có treo máy công năng. Ta sẽ để một nguyên anh cùng kim đan phối hợp linh quỷ, mau chóng khôi phục linh lực. Tống Thư Hàng nói. Bia đá đạo hữu. Linh quỷ một mực bị cho rằng là tu sĩ giới tu luyện chính thức hách, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Mặt khác vừa rồi, có người đem ta khóa chặt, xuyên thấu qua ta, đi ám toán Ban Văn Long đại lão. Chuyện này... các vị tiền bối thấy thế nào? Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Tại hạch tâm thế giới bên trong, đều có thể trực tiếp khóa chặt ngươi. Sở các chủ nhíu mày. Hạch tâm thế giới cường đại, nàng phi thường rõ ràng, hạch tâm thế giới chỉ muốn túng lên. Hắn chỉ muốn xử tại quan bế trạng thái, liền xem như trường sinh giả cũng vô pháp mạnh mẽ xông tới tiến đến. Đừng nhìn hắn một mực túng, nhưng cái này kỳ thật chỉ là hạch tâm thế giới tốc độ lên cấp. Theo không kịp Tống Thư Hàng đối địch nhân cấp độ đổi mới tốc độ, mỗi lần đều bị Tống Thư Hàng cường địch không gian cấm cố thủ đoạn ngăn cách mà thôi. Tống Thư Hàng nếu là đưa nó thăng cấp đến cùng tự thân đối địch nhân xứng đôi cấp độ, hắn tuyệt đối sẽ không túng thành bộ dáng như vậy. Thấy thế nào, nếu không, ta nằm sấp nhìn thử một chút, Quy Tiền Bối nói. Vậy ta nằm nhìn, Thông Nương hì hì cười nói. Quy Tiền Bối cùng Thông Nương đừng làm rộn, hiện tại nghiêm túc đây. Tống Thư Hàng khoát tay áo. Đồng thời, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Vì xác định khả năng này, hắn còn cần hướng sở các chủ xác nhận một chút, sở tiền bối, vừa rồi trên người của ta, có hay không bị người tỏa định cảm giác. Ta không có cảm giác nào. Sở các chủ lắc đầu, tại nàng lắc đầu thời điểm, tóc dài mang theo bọt nước, thân thể của nàng có chút nổi lên, lộ ra để Quy Tiền Bối hâm mộ xương quai xanh. Ngươi đoán được cái gì không? Bia đá đạo hữu dò hỏi. Tống Thư Hàng nâng lên chân của mình, ta hoài nghi là thiên đạo di thuế cầu tại đối với ta tiến hành công kích từ xa, phổ thông đại lão nhóm thuận võng tuyến tới đánh người đều là bình thường thao tác. Mà thiên đạo di thuế cầu thuận mạng vô tuyến tới đánh người, cũng có thể lý giải.
lại bởi vì hắn dùng có thể là thiên đạo cấp thủ đoạn, cho nên mới sẽ liền sở các chủ đều không thể phát giác. Dù sao vừa đổi qua, còn nóng hổ lấy. Sở dĩ, Tống Thư Hàng cái thứ nhất hoài nghi đối tượng đương nhiên sẽ trước hết nghĩ đến thiên đạo di thuế cầu. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt cũng chỉ có thiên đạo di thuế cầu có khả năng nhất làm đến việc này. Nếu như ngươi trốn ở hạch tâm thế giới, vẫn như cũ sẽ bị hắn tỏa định, tình cảnh của ngươi liền rất nguy hiểm. Bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Thứ này cũng ngang với treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống. Sở dĩ bia đá đạo hữu, chúng ta tùy tiện ở giữa không muốn đối đại lão. Đại lão nhóm tao thao tác nhiều lắm, mỗi đối một lần đều có hậu di chứng. Ta lần trước bi thảm đến chỉ còn một cái đầu, cũng là bởi vì đối đại lão, bị thiên phạt oanh. Tống Thư Hàng một mặt hí hư nói. Bia đá đạo hữu, ngươi có cái gì mặt nói lời này? Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Quy tiền bối trở mình, nghiêm túc hỏi. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, ta trước liên hệ Long Lạc nữ sĩ, nhìn nàng một cái có hay không bắt được tín hiệu loại hình. Long Lạc nữ sĩ một mực đang viễn trình hiệp trợ giúp hắn hấp thu thiên đế đạo quả, thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm công năng. Mà lại, Long Lạc nữ sĩ có được loại thiên đạo quyền hành. Tống Thư Hàng mở ra hảo hữu liệt biểu, kêu gọi Long Lạc nữ sĩ. Bởi vì nói chuyện riêng công năng đã kích hoạt, đón lấy đến Tống Thư Hàng cùng hảo hữu liệt biểu bên trong đại lão giao lưu, không còn cần truyền công nhắn lại phức tạp như vậy. Ba tống nhân viên quản lý, cự ly thiên đế đạo quả thôn vệ kết thúc còn cần 60 ngày 03 giờ, người còn có chuyện gì? Long Lạc nữ sĩ trả lời. Là như vậy, vừa rồi thiên đạo di thuế cầu khả năng đối với ta khởi xướng viễn trình khóa chặt, Long Lạc nữ sĩ ngài nơi này có không có bắt được tín hiệu loại hình? Tống Thư Hàng dò hỏi. Nếu như có thiên đạo di thuế cầu khởi xướng công kích từ xa trong nháy mắt tín hiệu, cái kia Tống Thư Hàng ứng đối tao thao tác liền có thêm. Bá tống nhân viên quản lý chờ một lát, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Ước chừng 5-6 phút sau, Long Lạc nữ sĩ hồi phục, lịch sử tín hiệu so sánh hoàn thành. Đổi thành bá tống nhân viên quản lý thế giới thời gian đơn vị, tại 9 phút trước, có từ bên ngoài đến tín hiệu quấy nhiễu. Cần chính xác hơn thời gian sao? Tống Thư Hàng đạt được xác thực hồi phục về sau, trong lòng vui vẻ, tinh chuẩn thời gian cũng không cần. Biết đại khái là được. Long Lạc nữ sĩ, ngươi có thể đem cái này từ bên ngoài đến quấy nhiễu tín hiệu đánh dấu một chút không? Nếu lần sau, hắn lần nữa hướng ta khởi xướng quấy nhiễu thời điểm, liền lập tức nhắc nhở ta. Xác định hạng mục, suy tính bắt đầu. Suy tính hoàn thành, phương án có thể thực hiện, ta lại ở tu chân công năng bên trong bổ sung một cái tiểu công năng. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn Long Lạc nữ sĩ, cái này đại ân Tống mỗ nhớ cho kỹ. Nhật ký càng mới, xác nhận, bá tống nhân viên quản lý thiếu nợ ta một cái đại ân. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng, ha 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 ha. Long Lạc nữ sĩ rất thú vị. Kết thúc cùng Long Lạc nữ sĩ trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng mở to mắt. Xử lý thỏa đáng, bia đá đạo hữu hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Long Lạc nữ sĩ nhật ký bên trong có cái kia đạo viễn trình quấy nhiễu ghi chép, sau đó ta để Long Lạc nữ sĩ khai phát virus báo động công năng. Chỉ muốn lần sau cái này viễn trình quấy nhiễu xuất hiện lần nữa, ta liền có thể sớm thu đến cảnh báo. Chức năng này cũng không tệ, sở các chủ nhẹ gật đầu, sau đó vạch mấu chốt, nhưng vấn đề là, người muốn thế nào xử lý đối phương công kích từ xa. Chỉ là báo động, còn thiếu khuyết xử lý quấy nhiễu thủ đoạn. Điểm ấy kỳ thật phương án giải quyết đã có. Tống Thư Hàng mỉm cười, vạch ra bản thân sổ đen liệt biểu, vừa rồi ta tại cùng Ban Văn Long tiền bối viễn trình trao đổi thời điểm, thiên đạo di thuế cầu quấy nhiễu công kích, bị chuyển rời đến Ban Văn Long tiền bối nơi đó. Hiện tại còn chỉ có bệnh độc báo động công năng, tương lai có một ngày hắn nhất định phải nghiên cứu ra giết độc công có thể. Quy tiền bối nhãn tình sáng lên, nói cách khác. Sở các chủ, chỉ cần dùng tương tự thủ pháp. Thông nương. Liền có thể chuyển di quấy nhiễu. Nhưng người muốn chuyển di cho ai? Bia đá đạo hữu nghi ngờ nói. Hảo hữu của ta liệt biểu bên trong, cũng không đều là hảo hữu a. Tống Thư Hàng cười nói. Tỷ như Hà Chỉ Ma Đế, Hà Chỉ Ma Đế, còn có Hà Chỉ Ma Đế. Cùng bất diệt chi chủ. Thật sự không đi lời nói, kỳ thật còn có trước đó thêm thiên đình dư đảng thành viên góp đủ số. Thư Hàng ngươi thật là quá hư, thông nương một tay xiên hành thân. Chỉ trích nói. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tại nàng hành trên ngọn bắn ra, vậy ta đem tín hiệu chuyển tiếp cho ngươi.
3. Bởi vì Tống Thư Hàng đã tấn thăng thất phẩm tôn giả, lại thêm tam đại thối thể công pháp tu luyện có thành tựu, hắn cảm giác là nhẹ nhàng bắn ra. Lại trực tiếp đem thông nương hành ngọn bắn bay. Tống Thư Hàng thề với trời, hắn thật sự không là cố ý. Xoát thông nương hành ngọn xoay tròn một vòng, cuối cùng như là lưỡi đao sắc bén, cắm ở hoạt tuyền bên cạnh đất đai phỉ nhiêu bên trong. A, chuyện gì xảy ra, thế giới làm sao đột nhiên biến thành đen? Thông nương duy chỉ lấy một tay xiên hành thân động tác, mê hoặc nói. Quy tiền bối. Sở các chủ. Ngay tại ngốc hành còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tống Thư Hàng làm một cái liền chính hắn đều không nghĩ tới hành động. Thân hình hắn khẽ động, chân đạp quân tử vạn lý hành thân pháp, trong nháy mắt lóe lên tại thông nương cái kia bị hắn bắn rất hành ngọn vị trí, duỗi ra ngón tay nắm hành ngọn. Sau đó, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng hất lên lần này hắn chú ý khống chế lực đạo của mình. Thông nương hành ngọn lại xoay tròn một vòng, vững vàng trở xuống nàng hành trên người. Cùng lúc đó, trong phút chốc, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hạch tâm thế giới lấy ra một cái cỡ nhỏ trong suốt băng dán. Thông nương hành ngọn trở xuống thân thể một cái chớp mắt, hắn lần nữa lách mình đến thông nương bên người, hai tay linh xảo dùng băng dán tại hành ngọn chỗ đứt tỉ mỉ quấn một vòng. Cả cái quá trình như nước chảy mây trôi, tại trong một giây liền toàn bộ hoàn thành. Lúc đầu dùng 520 nhựa cao su đi dính lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong không có nhựa cao su. Đem thông nương hành ngọn thiếp sau khi trở về, Tống Thư Hàng trở lại nguyên địa, mặt mỉm cười. À, thị giác lại khôi phục, nhưng là, cảm giác có chút choáng đầu. Thông nương lên tiếng nói, đang khi nói chuyện nàng đưa tay chụp vào bản thân hành ngọn vị trí. Sau đó, nàng mò tới bóng loáng trong suốt băng dán. Thông nương tay nhỏ tại trong suốt băng dán bên trên chọc chọc. Nàng lại nhấc đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng có chút chột dạ tránh đi ánh mắt. Họ Tống, ngươi lại đối ta hành ngọn làm cái gì? Thông nương táo bạo nói. Tống Thư Hàng rõ ràng đã đáp ứng sẽ không bao giờ lại đối nàng hành ngọn ra tay. Quả nhiên, nam sinh đều là đại móng heo. Tống Thư Hàng chột dạ nói, ngoài ý muốn, đây quả thật là một trận ngoài ý muốn. Gãy mất. Vẫn là lấy xuống đi, miễn cưỡng dính trở về là không có hạnh phúc, quy tiền bối nhẹ giọng an ủi. Thông nương nghe vậy, không khỏi rơi xuống thơm ngọt hành nước mắt. Tốt tại biệt tuyết tiên cơ không ở bên cạnh. Tăng lương, thông nương đưa tay xé mở trên người mình trong suốt băng dán, cua băng dán bên trên kề cận hành ngọt, hướng Tống Thư Hàng kháng nghị. Thông nương gần nhất ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, còn biết phối hợp hạch tâm tiểu trợ thủ quản lý hạch tâm thế giới. Làm nhân viên, nàng rất hợp cách. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng vung tay lên. Tăng lương loại chuyện này, việc rất nhỏ. Mặc dù hắn hiện tại người không có đồng nào, nhưng hắn hạch tâm thế giới bên trong khắp nơi tràn đầy cơ hội buôn bán, khắp nơi là mỏ vàng. Chỉ muốn hợp lý khai phát, tài nguyên cồn cồn. Coi như hắn không có bất kỳ cái gì kinh thương thiên phú, hắn còn có thể bán đất bì mà sống, trở thành tu chân giới đại phòng địa sản thương. Thật vất vả trấn an được thông nương về sau, Tống Thư Hàng đứng dậy, hít sâu. Thậm chí còn đánh bộ kim cương cơ sở quyền pháp làm nóng người. Ngươi muốn làm gì? Sở các chủ hỏi. Chúng ta không thể một mực trốn ở hạch tâm thế giới, tổng là muốn đi ra. Ta chuẩn bị trước mở cái lỗ nhìn xem, chúng ta bây giờ ở vào vị trí nào? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hạch tâm thế giới trước đó từ thiên đạo phòng tối tường kép khoảng cách bên trong thoát ra. Không biết hiện tại đã thoát ly thiên đạo phòng tối phạm vi không? Nếu như còn tại thiên đạo phòng tối phạm vi lời nói, liền phải cẩn thận thiên đạo di thuế cầu nổi lên. Sở các chủ cùng quy tiền bối nghe vậy, nhao nhao giữ vững tinh thần, để phòng không sẵn sàng. Tống Thư Hàng đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí tại hạch tâm thế giới lối vào mở một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên ngoài, một mảnh đen kịt. Tựa hồ không phải thiên đạo phòng tối thế giới, cũng không thấy thiên đạo di thuế cầu tung tích. Đây là địa phương nào? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Sở các chủ một sợi tóc dài từ trong lỗ thủng nhô ra, dò xét ngoại giới. Một lát sau, nàng phỏng đoán nói, xem ra, người bây giờ cắm ở thiên đạo phòng tối cùng hiện thế ở giữa. Đơn giản tới nói, liền cùng sử dụng không gian ngẫu nhiên truyền tống lúc, kẹt trong vách tường là một cái đạo lý. Nếu không phải Tống Thư Hàng có hạch tâm thế giới tồn tại, cái này một kẹt liền có thể muốn rơi hắn mạng nhỏ. Kẹt tại thiên đạo phòng tối cùng hiện thế ở giữa. Vậy ta trên người thiên đạo phòng tối hiệu quả vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Cái này không rõ ràng.
Sở các chủ lắc đầu. Ta tìm người thử một chút, Tống Thư Hàng vui a nói. Hắn đưa tay mở ra hảo hữu liệt biểu bên trong Hà Chỉ Ma Đế, hướng hắn phát khởi nói chuyện riêng cái này chức năng mới, nhất định phải để Hà Chỉ Ma Đế thể nghiệm một chút. Hà Chỉ tiền bối, đoán xem ta là ai, Tống Thư Hàng gửi đi tin tức nói. Cút, Hà Chỉ Ma Đế nhanh chóng hồi phục. Đơn giản một chữ, Tống Thư Hàng liền biết Hà Chỉ Ma Đế còn nhớ rõ hắn. Sách, xem ra thiên đạo phòng tối hiệu quả không có. Hắn tiếc nuối nói. Nói thật, hắn có chút hoài niệm lần trước cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ từ thiên đạo phòng tối bên trong lén qua đi ra hiệu quả cường hóa bài tả hữu cư sĩ hiệu quả. Tiểu trong suốt trạng thái lúc, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi muốn trở về hiện thế sao? Ta có thể cảm giác đến ở cái này tọa độ bên trong, ta không gian năng lực sẽ không bị hạn chế. Ngươi trước bước ra hạch tâm thế giới, tiến vào ngoại giới trong hư không, ta có thể hiệp trợ ngươi một thanh, đem ngươi đưa về hiện thế tọa độ. Sở các chủ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhấc tay hỏi, sở các chủ, ta nếu là bước ra hạch tâm thế giới, có thể hay không bị tường không gian kẹt chết? Lấy thể chất của ngươi, hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Điểm ấy thời gian đầy đủ ta đem ngươi đưa về hiện thế. Sở các chủ ngáp một cái, nhìn qua có chút mệt rã rời. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên, có lẽ. Ta có biện pháp trực tiếp về hiện thế. Dứt lời. Hắn bắt đầu vận chuyển môn kia thần binh kỳ giám thuật pháp. Đây là tống đầu gỗ mân mê đi ra, có thể tại thần binh bên trên đánh lên cá nhân lạc ấn, cũng thông qua không gian năng lực đem thần binh thu về công pháp. Mà tại Tống Thư Hàng trong tay, phối hợp hạch tâm thế giới thời điểm. Có thể đem đánh lên lạc ấn thần binh, biến thành một tọa độ. Lục soát, khóa chặt, tìm được, Tống Thư Hàng mở to mắt. Tay phải của hắn nhẹ nhàng một nắm. Tại phía xa hiện thế. Điền thiên trên đảo một thanh bảo đao, phát ra yếu ớt chấn động tiếng. Một vị đang tại cẩn thận nấu nướng, chế tác tiên hào váy đen tiên tử, xoay đầu lại, nhìn về phía chuôi này bảo đao. Sở Sở tỷ tỷ, thế nào? Bên cạnh có vị rửa rau tiên tử, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Vị này phụ trách rửa rau tiên tử, thần sắc như là đứa bé một dạng, có loại ngây thơ cảm giác. Trong lúc mơ hồ lộ ra một tia ngu đần. Đao vang lên, Sở Sở nói khẽ. Cái này đao hẳn là nàng người rất trọng yếu lưu lại chi vật, nhưng nàng ký ức tựa hồ có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời nhớ không nổi cái này đao chủ nhân cụ thể bộ dáng. Đang lúc này, một đạo không gian xuất khẩu phù hiện ở đao bên cạnh. Tống Thư Hàng trên bờ vai đứng đấy không đầu thông nương, từ trong không gian bước ra. Tại hắn bước vào hiện thế sát na, chư thiên vạn giới tất cả mọi người trong đầu liên quan tới bá Tống huyền thánh ký ức, toàn bộ như nước biển thủy triều một dạng, triệt để khôi phục. Xin chào bá Tống tiền bối. Đồng thời, ở đây tất cả tu sĩ, toàn bộ đứng dậy, cung kính đối Tống Thư Hàng hành lễ. Tống Thư Hàng có chút dừng lại. Nói thật, hắn còn không quá thích ứng bị nhiều người như vậy đồng thời cung kính hành lễ. Sở Sở gặp qua sư phụ, Sở Sở thả ra trong tay tiên trù đao cụ, đi theo hành lễ. Tống Thư Hàng bị khóa nhập thiên đạo ngục không gian thời gian bên trong, chư thiên vạn giới người tu luyện đối với hắn ký ức mơ hồ hóa. Mất đi đối với hắn ấn tượng. Mà khi hắn kể tại thiên đạo ngục cùng hiện thế ở giữa lúc, thiên đạo phòng tối hiệu quả bắt đầu dần dần rút đi. Nhưng chư thiên vạn giới đại bộ phận người tu luyện, đối với bá Tống huyền thánh còn có được rất sâu cảm giác xa lạ. Hiện tại, khi hắn chân chính bước vào hiện thế sát na, chư thiên vạn giới người tu luyện đối với hắn ký ức, giống như thủy triều tuôn ra về. Thế là đám người đối mặt bá Tống huyền thánh chân nhân lúc, liền sẽ có loại rất vi diệu cảm giác. Tức lạ lẫm, lại quen thuộc. Liên quan tới bá Tống ký ức, tức mơ hồ, lại rõ ràng. Trong lúc vô hình, liền có một loại cự ly cảm giác xuất hiện. Tại loại này cự ly cảm giác ảnh hưởng dưới, ở đây Điền Thiên Đảo tu sĩ, vừa nhìn thấy Tống Thư Hàng chân nhân hiện thân lúc, vô ý thức liền sẽ cung kính hành lễ. Các vị đạo hữu mạnh khỏe, các đạo hữu không cần câu thúc. Tống Thư Hàng ngón tay gảy nhẹ, ngự đao thuật thi triển ra, bảo đao phách toái trở về. Vững vàng rơi vào trong tay hắn. Nghe được bá Tống huyền thánh giọng ôn hòa về sau, ở đây tất cả tu sĩ chẳng biết tại sao, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra luôn cảm giác giống như là tránh thoát một kiếp. Đồng thời, có tu sĩ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bá Tống huyền thánh dám làm như vậy, đều là gan mập. Cái này nhìn một cái, liền khó lường. Chỉ thấy bá Tống huyền thánh trên người, phảng phất quấn quanh lấy một tầng hào quang nhàn nhạt, đó là đạo cùng pháp tắc hào quang. Tống Thư Hàng vừa đổi thiên đạo di thuế cầu,
trên đường lại thả ra hai đại bại gia tuyệt chiêu. Chiến hậu, trên người hắn khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên một số pháp thuật hiệu quả dư uy. Lại thêm thiên đạo phòng tối tường kép là cái chỗ đặc thù, đồng thời nơi đó thiên đạo quyền hạn vừa mới thối lui, Tống Thư Hằng từ nơi đó đi ra, trên người trong thời gian ngắn liền bổ sung lấy đặc thù khí tức. Sau đó, lại thêm Tống Thư Hằng trên bờ vai thông nương cắm rễ ở ngộ đạo thạch bên trên. Các loại đặc hiệu tổ hợp sau khi đứng lên, biến thành ra hào quang, phi thường huyền diệu. Mấy vị này gan lớn tu sĩ, nhìn Tống Thư Hằng một chút về sau, chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều linh quang bạo tạc sinh ra. Trong tu luyện gặp gỡ khó khăn, công pháp lên không hiểu chỗ, hoặc là trong tu luyện cần một điểm lĩnh ngộ điểm phá tầng cuối cùng giấy. Tại ngẩng đầu nhìn bá Tống Huyền Thánh một chút về sau, nhao nhao đạt được đáp án. Đây chính là thiên niên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh. Cũng chỉ có như vậy có được đại trí tuệ tiền bối, mới dám tại nhân tiền giảng pháp thời điểm, một hơi giải đáp chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nghi ngờ trong lòng. Có gan mập tu sĩ dẫn đầu về sau, tu sĩ khác lòng có cảm giác, một cái tiếp một cái ngẩng đầu, nhìn về phía bá Tống Huyền Thánh. Sau đó, liền sa vào đến lĩnh ngộ trạng thái, không cách nào tự kiềm chế. Cả cái tràng diện biến lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến làm cho người kinh hoàng. Không có người phát ra tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Tống Thư Hằng, loại này quỷ dị tẻ ngắt là chuyện gì xảy ra? Chúc mừng sư phụ, cảnh giới cao hơn một tầng. Sở Sở cái thứ nhất tỉnh táo lại, đối Tống Thư Hằng truyền âm nói. Nàng không có trực tiếp lên tiếng, miễn cho ảnh hưởng đến chung quanh tu sĩ lĩnh ngộ trạng thái. Xuất thân tu sĩ tiểu thế gia nàng, phi thường minh bạch loại này lĩnh ngộ trạng thái đối với phổ thông tu sĩ tới nói, trọng yếu bực nào. Bắt lấy, nói không chừng chính là ảnh hưởng cả đời duyên. Tống Thư Hằng đối Sở Sở khẽ gật đầu, ra hiệu nàng thu hồi bộ kia tiên chủ đồ làm bếp, đuổi theo hắn. Tại không quấy rầy ở đây tu sĩ lĩnh ngộ điều kiện tiên quyết, Tống Thư Hằng mang theo Sở Sở lặng lẽ chạy đi. Sau lưng, cái kia vị diện mang ngu đần tiên tử, một tấc cũng không rời đuổi theo. A, à, Điền Điềm phó đảo chủ, ngươi đã tỉnh, Tống Thư Hằng lúc này mới phát hiện, vị này ngây thơ tiên tử, đúng là Điền Điềm tiền bối. Điền Điềm hồn phách tại lần trước Điền Thiên Đảo sự kiện bên trong bị hao tổn, sau đó tựa hồ một mực hôn mê bất tỉnh. Điền Điềm nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ nhìn lại hướng Tống Thư Hằng. Sở Sở ở một bên giới thiệu nói, sư phụ, Điền Điềm tiền bối trạng thái còn tại điều chỉnh, theo Điền Thiên tiền bối nói, nàng còn cần chừng một năm mới có thể triệt để khôi phục. Nàng bây giờ, có đôi khi sẽ như hài đồng. Thì ra là thế, Tống Thư Hằng khẽ gật đầu, lại hướng Sở Sở hỏi, Sở Sở, gần nhất tu luyện như thế nào? Hắn cũng là lần thứ nhất đương người sư phụ, không có kinh nghiệm. Sở Sở gật đầu nói, gần nhất tu luyện phi thường thuận lợi, tại tiếp xúc sư phụ ngươi cho ta chủ tâm về sau, ta tại tiên chủ phương diện tiến triển cũng rất nhanh. Mà lại, Điền Thiên tiền bối cũng một mực có cung cấp ta nguyên liệu nấu ăn luyện tập. Nói thật, Sở Sở cảm giác mình gần nhất cảnh giới, đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Nàng phi thường thích hợp tiên chủ đạo, từ khi đem tiên chủ cùng tu luyện kết hợp lại về sau, nàng đã đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Dĩ vãng nàng, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến tu luyện có thể dễ dàng như vậy. Không cần vì đan dược phiền não, không cần vì tài nguyên bôn ba. Vừa tiếp xúc tiên chủ không lâu, sư phụ liền chủ tâm đều chuẩn bị cho nàng tốt. Đối Sở Sở mà nói, trước mắt sinh hoạt, cơ bản cũng là lúc còn nhỏ trong mộng nhân sinh. Tiên chủ phương diện tu luyện ta không có cách nào dạy ngươi, đến lúc đó ta liên hệ Biệt Tuyết tiên cơ, nhìn nàng một cái có thể hay không cho ngươi phụ đạo một chút. Tống Thư Hằng cười nói. Hắn hạch tâm thế giới bên trong, nuôi dưỡng không ít linh thú, còn có đến từ Hắc Long thế giới ma thú, những ma thú kia không giống với hiện thế chư thiên vạn giới hệ thống. Đối Biệt Tuyết tiên cơ tới nói, khẳng định phi thường có được sức hấp dẫn. Đồng thời, trong tay hắn cái kia thiên kiếp phần món ăn thực đơn, đối Biệt Tuyết tiên cơ càng có chí mạng dụ hoặc. Lại thêm Sở Sở có được Hà Chỉ Ma Đế một khỏa chủ tâm. Tam hoàn đủ bên dưới, để Biệt Tuyết tiên cơ chỉ đạo một chút Sở Sở, tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Tống Thư Hằng mở ra xem, lại là Biệt Tuyết tiên cơ điện báo. Đây là bởi vì Biệt Tuyết tiên cơ trong trí nhớ liên quan tới Tống Thư Hằng ký ức triệt để khôi phục về sau, liền lập tức gọi điện thoại cho hắn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tống Thư Hằng cho điện thoại tới phát nạp điện thuật, sau đó kết nối tiên cơ điện thoại. Bá Tống đạo hữu, người tại Giang Nam địa khu sao?
Biệt Tuyết Tiên Cơ hỏi. Không, ta tại Điền Thiên Đảo, bất quá ta lập tức sẽ về Giang Nam địa khu một chuyến, Tiên Cơ ngươi tìm ta có việc sao? Tống Thư Hằng hỏi. Bạch Đạo Hữu, cùng với ngươi sao? Biệt Tuyết Tiên Cơ nhỏ giọng hỏi. Không, Bạch Tiền Bối nửa đường có việc cùng ta tách ra hành động. Tống Thư Hằng nói. Biệt Tuyết Tiên Cơ, há, cái kia gặp lại. Đợi đã, Biệt Tuyết Tiên Tử chờ một lát, Tống Thư Hằng kêu lên, ta nghĩ cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Xin ý, Bạch Đạo Hữu tình báo, Biệt Tuyết Tiên Cơ mừng rỡ hỏi. Không, là bình thường xin ý, trong tay của ta có chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn chủng loại, Tiên Cơ ngươi có hứng thú hay không? Tống Thư Hằng hỏi. Ta tại Giang Nam địa khu chờ ngươi, để cho ta gặp hàng về sau, chúng ta trò chuyện tiếp. Biệt Tuyết Tiên Cơ có chút đề không nổi kinh. Kết thúc cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ trò chuyện về sau, Tống Thư Hằng sa vào đến trầm tư trạng thái. Thế nào, sư phụ, Sở Sở nghi hoặc hỏi. Ta đang mang thai, hoài dựng. Không đúng, ta đang hoài nghi Biệt Tuyết Tiên Cơ giá trị quan. Tống Thư Hằng xoa cằm nói. Có lẽ, mình có thể bán điểm Bạch Tiền Bối tình báo cho Biệt Tuyết Tiên Cơ, sau đó để Biệt Tuyết Tiên Cơ chỉ điểm xuống Sở Sở tiên chủ tu luyện. Trực giác nói cho hắn biết. Nếu là làm như vậy lời nói, Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng hắn sẽ tất cả đều vui vẻ. Cả hai cùng có lợi, Tống Thư Hằng gật đầu nói. Sở Sở một mặt mộng bức. Tống Thư Hằng mang theo Sở Sở cùng Điền Điềm phó đảo chủ, đi vào Điền Thiên đảo chủ động phủ chỗ. Điền Thiên tiền bối, mở cửa đưa ấm áp á. Tống Thư Hằng lên tiếng kêu lên. Hắn vừa dứt lời, bên trên Điền Điềm phó đảo chủ đột nhiên nhấc chân, đối động phủ đại môn chính là một cước, trực tiếp đem cửa đá văng. Đơn giản thô bạo. Đúng rồi, sư phụ, Điền Thiên đảo chủ buổi sáng hôm nay giống như đi ra ngoài mua dược tài. Đồng thời, bên cạnh Sở Sở đột nhiên nhớ tới việc này, lên tiếng nói, Điền Thiên tiền bối gần nhất một mực đang thu thập tầm bổ hồn phách dược liệu, đang tranh thủ để Điền Điềm tiền bối sớm ngày khôi phục. Tống Thư Hằng. Hắn lúc đầu muốn gặp Điền Thiên đảo chủ một mặt, thuận tiện cùng Điền Thiên đảo chủ nói chào, mang Sở Sở rời đi. Không nghĩ tới tiền bối đúng lúc ra cửa. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hằng lấy điện thoại di động ra, cho Điền Thiên đảo chủ gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Thư Hằng đạo hữu, tìm ta có việc, Điền Thiên đảo chủ hỏi. Tống Thư Hằng nói, Điền Thiên tiền bối, ta vừa tới Điền Thiên đảo, chuẩn bị mang Sở Sở rời đi. Vốn muốn cùng tiền bối ngươi nói khác, bất quá Sở Sở nói tiền bối ngươi sáng sớm ra cửa, sở dĩ cho ngươi gọi điện thoại. Điền Thiên đảo chủ cười nói. Nếu không các ngươi ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm, ta ngày mai sẽ có thể trở về đảo. Lần sau đi, tiền bối ngươi trước bận bịu. Tống Thư Hằng cười trả lời dù cho cách điện thoại, cũng có thể nghe ra Điền Thiên đảo chủ thanh âm bên trong mỏi mệt. Vì để cho Điền Điềm phó đảo chủ sớm ngày khôi phục, Điền Thiên đảo chủ nhọc lòng. Lại nói Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ là thân huynh muội sao? Tống Thư Hằng một mực rất ngạc nhiên việc này, nhưng lại cảm giác hỏi không ra lời. Kết thúc cùng Điền Thiên tiền bối trò chuyện về sau, Tống Thư Hằng lại từ càn khôn pháp khí bên trong lấy ra một cây nhánh cây. Đây là cái kia cỗ thân gỗ cành. Sau đó, hắn học Bạch tiền bối lấy chỉ làm kiếm. Đao, ở trên nhánh cây nhẹ nhàng tước động, đưa nó trẻ thành một thanh đoản đao bộ dáng. Bên cạnh Sở Sở cùng Điền Điềm tiên tử, đều hiếu kỳ nhìn qua hắn. Không khác nhau lắm về độ lớn, Tống Thư Hằng nắm chặt đao gỗ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Công đức phỉ kình sau lưng hắn hiển hiện. Sau đó, Tống Thư Hằng vận chuyển thần binh kỳ giám, sau lưng công đức phỉ kình cùng hắn bảo trì đồng bộ, hợp lực tại chuôi này đao gỗ bên trên lưu lại một thần binh kỳ giám lạc ấn. Thi triển thần binh kỳ giám lúc, cần thi thuật giả có được không gian năng lực hoặc là kiếp tiên cảnh giới. Lấy Tống Thư Hằng cảnh giới còn không đủ để đơn độc thi pháp, cần phải mượn công đức xà mỹ nhân lực lượng. Xong rồi, Tống Thư Hằng nâng lên chuôi này đoản đao. Chỉ nếu có thể lưu lại thần binh kỳ giám lạc ấn, chuôi này đoản đao liền có thể trở thành một tọa độ. Kể từ đó, là hắn có thể mượn nhờ hạch tâm thế giới, tiến hành không gian khiêu dược. Sư phụ ngươi học xong Bạch Thánh Quân duy nhất một lần phi kiếm. Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Đây không phải duy nhất một lần phi kiếm, đây là phách toái vật thay thế. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng huy động đao gỗ, hừm, nếu như có thể lại cường hóa một chút thì tốt hơn. Đáng tiếc. Hắn chưa từng học qua luyện khí thuật. Thế là, Tống Thư Hằng chỉ có thể triệu hồi ra bản thân bốn cái thánh ấn, đưa chúng nó thay phiên đắp lên đao gỗ bên trên. Bá Tống, Bá Nho, Bá Long, Bá Ma. Tứ đại thánh ấn tại đao gỗ bên trên lưu lại ấn ký,
đại đại cường hóa đao gỗ cường độ. Mặc dù ta sẽ không luyện khí thuật, nhưng ta thành ấn nhiều a. Tống Thư Hằng tự giễu nói, sau đó đem chuôi này đao gỗ đưa cho Điền Điềm tiên tử. Đưa ta chơi, Điền Điềm tiên tử nghi hoặc hỏi. Ừm, đúng, đưa ngươi, Tống Thư Hằng nói. Tạ ơn, Điền Điềm tiên tử phi thường có lễ phép, nàng muốn đem quà của mình ẩn giấu. Tỷ như chôn ở Điền Thiên Đảo hẻm núi chỗ sâu, nơi đó là nàng cất giữ bản thân đồ chơi địa phương. Quay lại ta lại đến Văn Châu, Giang Nam địa khu, Hoàng Sơn Mụ. Tiền bối động phủ, còn có các loại địa phương trọng yếu, các lưu một thanh đao gỗ. Tống Thư Hằng suy tư tung bay. Trước kia tìm không thấy thích hợp dùng để gánh chịu thần binh kỳ giám lạc ấn vật phẩm bình thường sẽ không chịu nổi lạc ấn lực lượng sụp đổ, dùng pháp khí tới làm tọa độ lại lộ vẻ quá lãng phí, Tống Thư Hằng cũng không có vốn liếng này. Hiện tại, thân gỗ cành xuất hiện, giải quyết tốt đẹp cái vấn đề khó khăn này. Chỉ muốn tại chư thiên vạn giới các nơi chỗ bí ẩn nhiều chôn mấy chuôi đao gỗ, liền có thể tiết kiệm rất nhiều lộ phí. Cáo biệt Điền Điềm tiên tử về sau, Tống Thư Hằng tế ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong thỏ ngọc tiên tử áo choàng, chở Sở Sở, đạp vào tiến về Giang Nam địa khu đường về. Ngự áo choàng lúc phi hành, sẽ có ngồi thảm bay cảm giác, phi thường mang cảm giác. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nhất diệu chỗ chính là hoán đổi tùy tâm. Chơi chán ngự đao, ngự kiếm phi hành lúc, liền có thể thay cái khẩu vị. Có khốc xoái hình Hà Long thần hành chiến xa, có an toàn đáng tin hình bốn tấm vương giả chi tường, thậm chí còn có cây cột hình dáng pháp khí. Ngự thuẫn phi hành, ngự chiếc nhẫn phi hành, ngự mũ giáp phi hành, ngự phất trần phi hành, ngự đàn phi hành, 33 loại khẩu vị cung cấp quân lựa chọn. Nếu như cảm giác 33 loại khẩu vị còn không cách nào thỏa mãn lời nói, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí còn có thể tiến hành phối hợp tổ hợp, biến hóa ngàn vạn. Như hôm nay đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới Tống Thư Hằng, ngự áo choàng lúc phi hành tốc độ cũng mau kinh người. Từ Điền Thiên Đảo trở lại Giang Nam địa khu, không được bao lâu thời gian. Ngày kế tiếp, ngày mùng 4 tháng 12 sáng sớm, thứ tư. Giang Nam địa khu vị trí. Trên bầu trời, có một thân ảnh chính ngự lấy kiếm quang bên trên còn mang theo hai người, phủ lấy ẩn thân trận pháp, trong hư không xuyên qua. Cái này ba bóng người mục đích chính là Giang Nam Đại học thành vị trí. Nói lên bá Tống Huyền Thánh, lão nghiêu bức, lần trước ta vụng trộm đi ra ngoài tìm A Thập Lục thời điểm, cùng hắn gặp qua một lần. Lúc ấy hắn ngự cánh cửa phi hành, cánh cửa kia vậy mà đều là bát phẩm pháp khí. Ta tự tay sờ qua, tay kia cảm giác, không lời nói. Trong đó có một vị thiếu niên bộ dáng thân ảnh, một bên ngự kiếm bay lên, một bên hướng sau lưng hai vị đồng bạn giới thiệu. Bên cạnh hai vị đồng bạn cùng nhau lộ ra chấn kinh, biểu tình hâm mộ. Hai vị đồng bạn, một nam một nữ, đều là thiếu niên. Không chỉ có như thế, bá Tống Huyền Thánh bên người còn có một thanh biết nói chuyện thần binh, đó là trường sinh giả thần binh. Ta kém chút cũng mò tới, ngự kiếm thiếu niên tiếp tục nói. Trường sinh giả thần binh, còn biết nói chuyện, đây chẳng phải là có khí linh. Sau lưng tiểu tiên tử kinh ngạc nói. Đúng, không sai. Chính là có khí linh thần binh, mà lại, ta mơ hồ nhớ kỹ, bản thân còn sờ qua một cái trường sinh giả cấp bậc đồ vật, cũng biết nói. Nhưng ký ức có chút mơ hồ, ngự kiếm thiếu niên gãi gãi đầu, dù sao xúc cảm siêu bổng. Nghe được ngự kiếm thiếu niên sờ qua nhiều như vậy bảo vật về sau, sau lưng hai vị tiểu đồng bạn tức hâm mộ lại bội phục. Đúng rồi, còn có Bạch Thánh Quân, các người biết không? Chính là các người biết đến vị kia Bạch Thánh, ta kém chút cũng mò tới. Ngự kiếm thiếu niên tiếp tục giới thiệu nói. Lúc đó chỉ thiếu một chút, là hắn có thể sờ sờ trong truyền thuyết Bạch Thánh Quân. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Sau lưng tiểu tiên tử nhìn không được hỏi, cái kia Không Vân sư huynh, chúng ta lần này có thể tới Bạch Thánh Quân sao? Cái này ta liền không xác định, có thể hay không nhìn thấy Bạch Thánh Quân, phải xem vận khí của chúng ta. Tô Không Vân mỉm cười. Ngự kiếm thiếu niên chính là Tô Thị A Thập Lục đường đệ Tô Không Vân. Hắn lần này là mang theo bản thân tộc đệ cùng tộc muội tiến về Giang Nam Đại học thành tìm kiếm bá Tống Huyền Thánh, cho hắn đưa thiếp mời tới. Từ khi thành công tấn thăng tam phẩm cảnh giới về sau, Tô Không Vân tại trong tộc đãi ngộ lại đề cao không ít. Lần này tiếp vào cho bá Tống đưa thiếp mời nhiệm vụ về sau, hắn còn chiếm được một kiện lượng thân định chế phi hành pháp khí. Bổ sung năng lượng kiểu dáng cánh cửa phi kiếm. Cùng Tống Thư Hằng ngay lúc đó khôi lỗi phi long là một cái hệ liệt đồ vật. Bất quá là phi kiếm tạo hình. Cần linh thạch đến khởi động, phi kiếm tốc độ,
ngoại trừ phi hành bên ngoài không có cái khác công năng, nhưng có thể để tứ phẩm trở xuống tu sĩ sớm thể nghiệm một chút ngự kiếm phi hành khoái cảm. Nếu như lần này cũng có thể nhìn thấy Bạch Thánh Quân liền tốt. Sau lưng tiểu tu sĩ trông đợi nói. Sau đó, vị kia tiểu tiên tử đột nhiên lại nhỏ giọng hỏi, cái kia Không Vân sư huynh. Ngươi sờ qua bá Tống Huyền Thánh sao? Đó là tự nhiên, bá Tống Huyền Thánh lúc ấy ngay tại bên cạnh ta, ta há lại sẽ bỏ lỡ. Ta tự tay sờ qua, xúc cảm cũng là siêu bổng. Tô Không Vân đắc ý nói. Tiểu tiên tử cùng tiểu tu sĩ đành phải nuốt khẩu nước bọt, kính nể nhìn qua Tô Không Vân. Nói thật, nghe được Tô Không Vân tự tay sờ qua bá Tống Huyền trùng kích cảm giác, sau nghe được hắn tự tay sờ qua trường sinh giả thần binh đều kích thích. Mang thai sao? Tiểu tiên tử lại e sợ hỏi. Cái gì? Tô Không Vân sững sờ, sau đó cười khan nói, không khoa trương như vậy, bá Tống Huyền Thánh không trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Cùng hắn nắm cái tay, tiếp xúc một chút, cũng không biết mang thai, yên tâm đi. Tiểu tiên tử nghe đến đó sau, rốt cục thoảng qua yên tâm một số. Mà lại, lúc trước bá Tống Huyền Thánh có thể mãnh liệt. Biết thiên kiếp sao, ta lúc ấy nhị tấn tam lúc thiên kiếp, bá Tống Huyền Thánh trực tiếp lên đi lấy tay xoa thiên kiếp, cái thiên kiếp này rung động đùng đùng, là đời ta gặp qua thảm nhất thiên kiếp, không có chút nào uy nghiêm. Tô Không Vân nói. Thậm chí, bá Tống Huyền Thánh còn có thể cầm thiên kiếp làm đồ ăn, nuốt ăn thiên kiếp, phi thường đáng sợ. Nói thật, lúc trước hắn phi thường may mắn bản thân tìm Tô Thị A Thập Lục lúc, gặp được bá Tống Huyền Thánh. Cùng bá Tống Huyền Thánh cùng một chỗ thời gian rất ngắn, nhưng này kinh lịch. Đầy đủ hắn thổi mấy năm ngưu bức. Nói thật, ta hoài nghi bá Tống Huyền Thánh là lôi thần chuyển thế, căn bản là không sợ lôi điện thiên kiếp. Tô Không Vân lại bổ sung, thậm chí coi như bá Tống Huyền Thánh mỗi lần đăng tràng, có ầm ầm thiên lôi làm bạn, ta đều sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Bá Tống Huyền Thánh, đây chính là trời sinh liền bị lôi điện yêu quý nam nhân. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, cách đó không xa trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm cuồn cuộn vang lên. Có người độ kiếp, không đúng, đây không phải kiếp vân. Tô Không Vân bấm một cái thủ ấn, ổn định phi kiếm dưới chân phi hành khí. Vị kia tiểu tiên tử mắt sắc, mây đen kia phía dưới có người. Ba người vận dụng hết thị lực, ngưng thị mây đen vị trí. A, Tô Không Vân sững sờ. Chỉ thấy ở mảnh này mây đen bên dưới, có một chương thảm bay đang tại bay múa. Thảm bay bên trên đồng dạng ngồi ba bóng người. Một vị là người mặc quần màu đen, vớ cao màu đen xinh đẹp tiên tử, vị này tiên tử dáng người cao gầy, duy nhất không được hoàn mỹ chính là trước ngực đường cong hơi có vẻ không đủ. Một vị khác tiên tử liền tương đối kinh dị, đó là vị người mặc màu xanh lá sườn xám tiên tử, dáng người bốc lửa, nhưng nàng không có đầu. Mà khống chế thảm bay phi hành, thì là một vị nam tử trẻ tuổi. Từ khí chất bên trên nhìn như còn là hơn 40 tuổi bộ dáng, lộ ra một loại tang thương hương vị. Nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ chỉ là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Bá Tống, tiểu tiên tử thốt ra, đọc lên nam tử này thánh hào. Bá Long, tiểu tu sĩ đồng dạng không có ngoại lệ. Tô Không Vân nuốt ngụm nước miếng, cứ nhiên thật sự là bá Tống tiền bối. Hắn lại ngẩng đầu nhìn cái kia đám mây đen. Ầm ầm, tiếng sấm vang lớn. Sau đó, một mảnh lôi điện hạ xuống, hướng phía bá Tống Huyền Thánh đánh xuống. Những thứ này lôi điện, phi thường khủng bố. So với hắn lúc ấy nhị tấn tam thiên kiếp uy lực còn muốn đáng sợ. Mỗi một đạo lôi quang, đều có được đem tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm tu sĩ oanh sát uy lực. Nhưng là, đối với bá Tống Huyền Thánh tới nói, cái này một mảnh lôi điện uy lực liền lộ vẻ quá yếu một chút. Lôi quang hạ bá Tống Huyền Thánh, thậm chí đều lười xuất thủ chống cự. Bất quá, vì chiếu cố hai vị kia tiên tử, hắn nhún người nhảy lên, như là cột thu lôi, hấp dẫn lôi quang. Vô tận lôi quang bổ ở trên người hắn, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Giờ khắc này, bá Tống Huyền Thánh phảng phất như là tắm rửa tại lôi quang phía dưới, phảng phất lôi thần hàng thế. Đối diện, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Hắn vừa bước vào Giang Nam địa khu vị trí thời điểm, đột nhiên có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tích tích sét đánh, vì ngài phục vụ, thân yêu bá Tống Huyền Thánh, người đặt trước sét đánh phần món ăn đã có hiệu lực. Uy lực vì ngũ phẩm cường độ, hết thảy 20 phát thần lôi, phạm vi vì Giang Nam địa khu. Trên trời rơi xuống lôi phạt, chính nghĩa đã đến. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác mình bị khóa chặt. Sau đó,
một đại đợt thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Là đánh lén, không đúng, nhà ai đánh lén sẽ còn trước đó nhắc nhở. Hơn nữa còn chuyên môn báo trước thiên lôi uy lực cùng phạm vi. Tống Thư Hàng trong lòng có rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Mà lại, vừa rồi nhắc nhở âm thanh bên trong nhắc nhở, cái này xét đánh phần món ăn là đặt trước một loại phục vụ. Tống Thư Hàng xác định bản thân cũng không có đặt trước qua loại phục vụ này. Hắn lại không bệnh, tại sao phải dự định thiên lôi đến bổ bản thân? Nhàn nhức cả trứng. Càng quan trọng hơn là, hắn không có tiền. Đã không có tiền, làm sao đi đặt trước loại này tích tích xét đánh phục vụ? Chẳng lẽ là có người, cố ý đặt trước thiên lôi, muốn oanh sát ta? Nhưng là ai? Tống Thư Hàng cau mày. Oanh long long long. Kiếp lôi không ngừng rơi xuống. 20 phát thần lôi, đến nhanh, đi cũng nhanh. Tống Thư Hàng không có chịu đến một tia tổn thương, đạo ý khôi giáp tự chủ hộ thể đem hắn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ mộng bức bên ngoài, cái này đợt tích tích xét đánh cũng không có sinh ra cái khác hiệu quả. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, thu trên người đạo ý khôi giáp, chân đạp hắc liên, chậm rãi hạ xuống. Phục vụ kết thúc, nếu như ngài đối lần này phục vụ hài lòng lời nói, xin nhớ đánh ngũ tinh khen ngợi nha. Cái kia tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Tống Thư Hàng thần thức nhanh chóng quét ngang. Nhưng là thần thức bao trùm vị trí, cũng không có tìm tới khả nghi đối tượng. Ngược lại là xa xa ba tên tiểu gia hỏa, bị Tống Thư Hàng thần thức khóa chặt. Nha, là tiểu gia hỏa này à. Tống Thư Hàng rất nhanh nhận ra vị kia cái gì đều muốn sở thiếu niên. Xa xỉ hào phóng tiền bối Tống. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Tô Thị A thập lục nhà vị này đường đệ cái gì đều muốn sở tính cách, khiến cho người ấn tượng khắc sâu. Lúc đó, nếu không phải Tống Thư Hàng kịp thời dùng niệm lực đem hắn bắt đi, Tô Không Vân chỉ sợ cũng muốn lên đi sở bạch tiền bối. Nói trở lại, Tô Không Vân không phải về thiên hà Tô Thị sao? Tại sao lại chạy giang nam địa khu tới? Chẳng lẽ, lại rời nhà đi ra ngoài? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, xa xa Tô Không Vân bấm một cái pháp quyết, khống chế dưới chân cánh cửa phi kiếm phi hành khí hướng phía Tống Thư Hàng vị trí dựa sát vào. Tô Không Vân hai mắt sáng lên, nhìn qua bá Tống Huyền Thánh tọa hạ thảm bay, cái này tấm thảm sẽ không lại là một kiện bát phẩm pháp khí a. Thật muốn đi tới sờ, cái này mềm mại xúc cảm, nhất định phải so lần trước mất thăng bằng cánh cửa muốn dẫn kinh. Mặt khác, trong truyền thuyết Thánh Quân, kiếp tiên từng cái mánh khóe thông thiên. Chỉ muốn trong miệng nhắc lên Thánh Quân hoặc kiếp tiên Thánh Hào, bọn hắn liền sẽ sinh lòng cảm ứng. Quả nhiên, bản thân mới vừa rồi cùng hai vị tiểu đồng bọn trò chuyện liên quan tới bá Tống Huyền Thánh chủ đề, bá Tống Huyền Thánh liền sinh lòng cảm ứng, xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Mà lại liền xuất tràng phương thức đều cùng hắn miêu tả một dạng, tắm rửa tại vạn lôi bên trong, bá khí xuất hiện. Thế là, tại Tô Không Vân trong lòng, bá Tống Huyền Thánh hình tượng biến cao lớn hơn. Cánh cửa phi kiếm tới gần Tống Thư Hàng về sau, Tô Không Vân cùng sau lưng hai cái tiểu đồng bọn đồng thời hành lễ, xin chào bá Tống Thánh Quân. Lần này, bá Tống Huyền Thánh không còn là thiếu niên bộ dáng, càng có uy nghiêm cũng có thể là bởi vì lần này không có Tô Thị A thập lục ở bên người, sở dĩ Tô Không Vân cảm giác đối mặt bá Tống Huyền Thánh lúc, áp lực so lần trước mạnh hơn gấp bội. Không Vân, ngươi sẽ không lại vụng trộm từ thiên hà Tô Thị chạy ra ngoài a? Tống Thư Hàng ngồi ở thảm bay trung gian, bên trái hắn là sở, bên phải là Thông Nương. Sở cùng Thông Nương tựa như là hàng rào một dạng, có thể cho Tống Thư Hàng mang đến một loại chịu nặng cảm giác an toàn. Không có, lần này ta là mang theo nhiệm vụ từ thiên hà Tô Thị cửa chính đi ra, ta phụ trách đến cho Tống tiền bối đưa thiếp mời. Tô Không Vân liên tục khoát tay nói. Dứt lời hắn lấy ra một đầu bình nhỏ, từ đó lấy ra một phong thiếp mời, cách không đưa về phía Tống Thư Hàng. Sau lưng tiểu tu sĩ cùng tiểu tiên tử, nhìn thấy Tô Không Vân lấy ra bình nhỏ lúc, lão hâm mộ cái này cùng loại một tấc thu nhỏ túi pháp khí, chính là bá Tống tiền bối đưa cho Tô Không Vân lễ gặp mặt. Tống Thư Hàng vẫy tay, vô hình niệm lực nâng thiếp mời, đưa đến trước mặt mình. Nguyên lai là Tô Thị Niên hội thiếp mời. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, đang nghe Tô Không Vân nói muốn đưa hắn thiếp mời thời điểm, hắn liền đã đoán được. Tống Thư Hàng đưa tay đem thiếp mời tồn vào tay xuyên càn khôn pháp khí bên trong, gật đầu nói, không có vấn đề, Tô Thị Niên hội thời điểm, ta nhất định đuổi tới. Mặt khác, các ngươi còn có những nhiệm vụ khác sao? Tô Không Vân gật đầu nói, trong tay của ta còn có một phong thiếp mời, muốn chuyển giao cho Biệt Tuyết Tiên Cơ. Bất quá Biệt Tuyết Tiên Cơ hành tung bất định,
ta trong lúc nhất thời còn liên lạc không được. Hắn đang chuẩn bị cho bá Tống Huyền Thánh đưa xong thiếp mời về sau, liền gọi điện thoại cho Tô Thị A Thất, hỏi thăm bên dưới biệt tuyết tiên cơ vị trí hiện tại. Đúng dịp, Tống Thư Hàng cố gắng duy trì ôn hòa mỉm cười bởi vì hắn có thể cảm giác được, Tô Không Vân sau lưng tiểu tu sĩ cùng tiểu tiên tử, như là bị diều hâu hù đến chim cút nhỏ, đi xong lễ sau liền núp ở Tô Không Vân phía sau. Vì không dọa sợ tiểu bằng hữu, Tống Thư Hàng hết sức duy trì nụ cười ôn nhu, tận lực cho người ta một loại thân cận cảm giác. Ta đón lấy đến vừa vặn muốn đi cùng biệt tuyết tiên cơ chạm mặt, người đi theo ta đi. Tống Thư Hàng thân thiết nói. Trùng hợp như vậy, tạ ơn bá Tống tiền bối. Tô Không Vân không khỏi xoa xoa đôi bàn tay muốn đuổi theo bá Tống tiền bối lời nói, hắn chuôi này phi kiếm hình phi hành pháp khí tốc độ khẳng định theo không kịp. Sở dĩ tiếp đó, bá Tống tiền bối hẳn là sẽ để bọn hắn bên trên đầu kia thảm bay a. Là thời điểm nhượng hắn sờ sờ bát phẩm thảm bay xúc cảm. Hôm nay bá Tống tiền bối thật ấm nam. Tống Thư Hàng. Hắn nhìn thấy không ngừng xoa tay Tô Không Vân, liền biết thiếu niên này khẳng định là bệnh cũ phạm vào. Mặc dù rất tưởng tượng lần trước như thế, dùng niệm lực hóa thành đại thủ nắm lên Tô Không Vân phi hành, nhưng cứ như vậy, sợ rằng sẽ dọa sợ cái kia tiểu tu sĩ cùng tiểu tiên tử. Các ngươi phi hành pháp khí tốc độ quá chậm, lên đây đi, Tống Thư Hàng nói, đưa tay trong hư không một điểm. Một điểm bảo quang từ hắn đan điền lóe lên Hà Long thần hành chiến xa hiển hiện. Đây là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, ngoại hình mắt sáng nhất pháp khí. Kéo xe kim sắc long thú, xa hoa chiến xa, còn có trên đó không ngừng hiện lên bát phẩm pháp khí khí tức. Tô Không Vân không kịp chờ đợi lôi kéo tiểu tiên tử cùng tiểu tu sĩ, nhảy lên chiến xa. Đợi ba người ngồi vững vàng về sau, Tống Thư Hàng dò hỏi, hai vị tiểu đạo hữu cũng là Thiên Hà Tô Thị thành viên sao? Đúng vậy, bá Tống tiền bối. Tô Không Vân gật đầu đáp, đồng thời âm thầm cho hai cái hậu bối nháy mắt ra dấu bá Tống Huyền Thánh đây là muốn phái phát gặp mặt lễ tiết tấu. Cái kia tiểu tiên tử vội vàng đứng dậy, vãn bối Tô tiểu tiểu, gặp qua bá Tống tiền bối. Trước đó nhiếp tại bá Tống tiền bối uy nghiêm, các nàng cứ nhiên quên đi tự giới thiệu. Vãn bối Tô Nghịch, gặp qua bá Tống tiền bối. Tiểu tu sĩ cũng đuổi theo, tự giới thiệu. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Sau đó hắn vẫy tay, có hai đạo đao mang từ hắn chỉ điểm lóe lên, rơi vào Tô Tiểu Tiểu cùng Tô Nghịch trong tay. Tô Tiểu Tiểu cùng Tô Nghịch cúi đầu xem xét, liền thấy mình trong tay nhiều một thanh đoản đao. Cái này đoản đao tựa gỗ không phải gỗ, như kim mà không phải kim. Đoản đao chất liệu phi thường cường đại, nhìn qua căn bản không có luyện chế qua, cũng cảm giác đã không thể so với trong tay bọn họ pháp kiếm pháp đao kém bao nhiêu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng yếu không phải đoản đao, mà là đoản đao lên bá Tống Thánh ấn tiêu ký cùng một sợi cường hoành vô cùng đao ý. Lần đầu gặp, cái này hai thanh đao gỗ đưa cho hai vị tiểu đạo hữu phòng thân. Trong thân đao ẩn chứa ta một sợi đao ý, bước ngoặt nguy hiểm có thể thủ hộ các ngươi một lần. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Cái này hai thanh đoản đao, chính là có thể dùng tới làm không gian tọa độ sử dụng Thánh ấn đao gỗ. Cùng đưa cho Điền Điềm tiền bối khác biệt. Cái này hai thanh trên đao chỉ có một cái thánh ấn, mặt khác Tống Thư Hàng tại đao gỗ bên trong phòng ấn một đạo khôi giáp đao ý. Những thứ này đoản đao, Tống Thư Hàng vòng tay không gian bên trong còn có một đại chồng chất. Đều là từ Điền Thiên Đảo bay trở về đến Giang Nam địa khu lúc, nhàm chán thời khắc chế. Đến lúc đó, hắn phải dùng cái này chồng chất đoản đao, tại mẫu thân tổ quốc các nơi cắm mốc đánh dấu. Mà đối với hai vị này tiểu đạo hữu tới nói, cái này thánh ấn đao gỗ có thể tính là một kiện bảo mệnh vật phẩm. Tạ ơn bá Tống tiền bối. Hai vị tiểu đạo hữu vui vẻ nói. Bá Tống Huyền Thánh quả nhiên xuất thủ hào phóng, cùng Tô Không Vân sư huynh nói một dạng, là Huyền Thánh bên trong ít có xa xỉ tiền bối. Tô Không Vân trông mong nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, người cũng phải. Tô Không Vân trái lương tâm khoát tay nói, không cần không cần, bá Tống tiền bối ngươi lần trước đã đưa qua gặp mặt ta lễ. Ta không phải loại kia lòng tham không đáy người. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, lại lấy ra hai thanh cùng khoản bảo đao, ném Tô Không Vân, một thanh cho ngươi, một thanh ngươi đến lúc đó mang về giao cho A Thập Lục. Kể từ đó, Thiên Hà Tô Thị Niên hội lúc, hắn liền có thể khóa chặt tọa độ, trực tiếp vượt không gian đi qua. Tô Không Vân tiếp nhận hai thanh thánh ấn đao gỗ, đưa chúng nó tồn nhập bình nhỏ, cũng đối bá Tống Huyền Thánh bảo đảm nói, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, bá Tống tiền bối cứ việc yên tâm. Ngồi xong, đi thôi. Tống Thư Hàng lộ ra cởi mở tiếu dung, tâm niệm vừa động,
Thỏ Ngọc Tiên Tử áo choàng cùng Hà Long Thần hành chiến xa xẹt qua chân trời. Áo choàng cùng chiến xa tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng lại phi thường ổn. Đây là độc thuộc về Tống Thư Hàng ngự khí chế độ máy bay tại tốc độ cùng bình ổn ở giữa tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, dạng này mới sẽ không lật xe. Giang Nam địa khu, Thực Uyên Các. Nơi này là biệt tuyết tiên cơ tại Giang Nam địa khu mới mở một chỗ động phủ, chủ yếu là lần này Bạch Thánh Quân sau khi xuất quan, cứ điểm tại Giang Nam Đại học thành phụ cận, từ trước đến nay Tống Thư Hàng ở chung một chỗ. Thế là biệt tuyết tiên cơ cũng yên lặng tại Giang Nam địa khu mở ra một chỗ động phủ tử lâu, chỉ muốn cự ly tới gần, Bạch Thánh Quân muốn ăn ăn ngon, liền sẽ trước tiên nghĩ đến tử lâu của nàng. Chỗ này Thực Uyên Các nửa tháng trước vừa thành lập hoàn thành, các loại tiên chủ thiết bị cũng vừa tổ kiến hoàn tất. Lúc này, biệt tuyết tiên cơ ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, trên mặt nàng bảo bọc khăn lụa, một tay chống cằm, hai mắt vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Biệt tuyết tiên cơ hôm nay vẫn như cũ để không nổi kinh. Tính toán thời gian, bá tống hẳn là muốn tới đi. Biệt tuyết tiên cơ nhẹ giọng thì thầm. Đáng tiếc Bạch Thánh Quân không có cùng bá tống cùng một chỗ tới. Bá tống huyền thánh thân là đương kim tu chân giới danh tiếng nhất kình nhân vật, mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn cho. Biệt tuyết tiên cơ đổi một tay, đổi phương hướng tiếp tục chống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ. Một điểm kình đều không có a. Biệt tuyết tiên cơ thở một hơi thật dài. Nàng đề không nổi kình nguyên nhân có hai điểm. Trở lên hai điểm. Ân. Nguyên nhân chủ yếu là Bạch đạo hữu không tới. Một nguyên nhân khác là Thực Uyên Các bên cạnh mọc thành bụi tà vọng. Chỉ thấy tại Thực Uyên Các trận pháp bảo vệ bốn phía, có một nhóm màu xám sương mù bao phủ. Trong sương mù ẩn ẩn có ngọn lửa màu đen, đang trùng kích Thực Uyên Các trận pháp bảo vệ. Những thứ này chính là tà vọng. Tà vọng chủng loại rất nhiều, bao hàm toàn diện. Mà bao quanh biệt tuyết tiên cơ Thực Uyên Các tà vọng, thì là một chủng loại giống như tâm ma quỷ dị tồn tại. Dù cho bọn chúng không có đột phá trận pháp bảo vệ, nhưng ở bọn chúng lực ảnh hưởng, thậm chí có thể cách trận pháp bảo vệ ảnh hưởng đến tu sĩ. Sở dĩ biệt tuyết tiên cơ sẽ cảm giác đề không nổi kinh. Những thứ này tà vọng vẫn ở tại mới sinh giai đoạn, dù cho để chúng nó thiêu đốt cái 10 năm 8 năm, cũng vô pháp đột phá biệt tuyết tiên cơ trận pháp bảo vệ. Mà lại, biệt tuyết tiên cơ cũng không có xuất thủ đưa chúng nó phá diệt, thừa dịp tà vọng mới sinh, nhỏ yếu giai đoạn lúc, có thể dùng bọn chúng tôi luyện đạo tâm. Biệt tuyết tiên cơ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Này chủng loại giống như tâm ma tà vọng, tại tu sĩ giới có thể bán cái giá tiền rất lớn. Tu sĩ luyện đạo tâm thủ đoạn. Thiên kỳ bách quái. Đạo tâm loại vật này muốn tôi luyện, không có gì cố định xáo lộ, cũng không có giáo trình. Người khác nhau, tôi luyện đạo tâm phương pháp không giống nhau. Đã từng còn có tu sĩ, ra giá cao đi mời ma môn tiên tử nhảy ma môn bí vũ, dùng để vì tôi luyện đạo tâm. Xoát. Lúc này, trên bầu trời có hai đạo bảo quang lóe lên. Một kiện áo choàng cùng một cỗ chiến xa xuất hiện ở trong mắt biệt tuyết tiên cơ. Gió này tao chiến xa. Lần trước thực tiên yến bên trên lúc, bá tống huyền thánh đã từng đã lái qua. Rốt cuộc đã đến a, biệt tuyết tiên cơ lên tiếng nói. Nàng đưa tay vỗ, hộ các đại trận đỉnh chóp mở một cái lối đi, cung cấp Tống Thư Hàng thông hành. Một lát sau, món kia cosplay thảm bay áo choàng dẫn đầu hạ xuống. A, Tống Thư Hàng hạ xuống thời điểm, một chút liền phát hiện bao quanh Thực Uyên Các tà vọng. Những thứ này màu xám sương mù cùng ngọn lửa màu đen. Cho Tống Thư Hàng một loại cảm giác quen thuộc. Tâm ma, bá Tống Huyền Thánh hai mắt đều sáng lên. Bao quanh Thực Uyên Các tà vọng, đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, bọn chúng bắt đầu hướng lòng đất ẩn núp, độn về sâu trong lòng đất. Tâm ma chạy đâu, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Mặc dù tâm ma không phải tâm ma kiếp, làm thành tâm ma sashimi cắt miếng cùng tâm ma kiếp sashimi có chút khác nhau, không cách nào cung cấp tất cả tu sĩ hưởng dụng. Nhưng âm ảnh lãnh chúa tiền bối thích ăn a. Bao nhiêu có thể chống đỡ niềm nợ, đại khái. Bá Tống đạo hữu đừng làm rộn, đây không phải là tâm ma. Đó là tà vọng chi vật, Lầu Các lên biệt tuyết tiên cơ lười biếng nói. Đồng thời biệt tuyết tiên cơ trong lòng 10 phần nghi hoặc kỳ quái, vì cái gì những thứ này tà vọng vừa tiếp xúc với Tống Thư Hàng liền sẽ bỏ chạy. Đơn giản tựa như là gặp gỡ khắc tinh. Đúng, kém chút quên Tống Thư Hàng trên người cái kia khổng lồ công đức lực. Công đức chi quang là hết thảy tà vật khắc tinh, tà vọng chi vật cũng không ngoại lệ, bị công đức chi quang khắc. Tống Thư Hàng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía biệt tuyết tiên cơ. Dù cho cách một tầng mạng che mặt,
Tống Thư Hàng vẫn như cũ từ đừng phát tiên cơ trên người cảm nhận được một loại uể oải hương vị. Đó là đã lười biếng đến thực chất bên trong đồi phế khí tức. Tựa như là lúc trước bích thủy các bên trong sở các chủ. Sau lưng, Hà Long thần hành chiến xa cũng chậm rãi hạ xuống. Tống Thư Hàng thu hồi hai kiện bản mệnh pháp khí, mang theo Sở Sở, Thông Nương cùng Tô Không Vân ba tên tiểu gia hỏa, leo lên Thực Uyên các lầu hai. Tùy tiện ngồi, lúc đầu muốn lên trà chiêu đãi các ngươi, nhưng hôm nay để không nổi kinh. Các ngươi tự chuẩn bị nước trà đi. Biệt Tuyết tiên cơ rốt cục liền chống cằm động tác đều không muốn bày, hai tay xếp lên, gối lên cái cằm. Tống Thư Hàng. Hắn đành phải yên lặng từ hạch tâm thế giới lấy ra linh mạch bích trà, bản thân nấu nước pha trà. Biệt Tuyết tiên tử, tà vọng là cái gì? Tống Thư Hàng bưng lấy chén trà, dò hỏi. Một bên Sở Sở bắt đầu vì tất cả đạo hữu châm trà. Thiên tướng đại loạn, tà vọng mọc thành bụi, dù sao chính là một số quỷ dị, mặt trái đổ vật. Những vật này xuất hiện, không phải chuyện gì tốt, ta chỗ này Thực Uyên các vừa thành lập, ta từ mặt trăng rời một đoạn linh mạch loại nhỏ tới, kết quả những thứ này tà vọng liền hiện lên. Biệt Tuyết tiên cơ miễn cưỡng trả lời. Tống Thư Hàng nhíu mày. Hắn lập tức minh bạch, việc này cùng thiên đạo quyền hành co vào, thế giới sụp đổ có quan hệ. Thế giới đã từ mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ thế giới bên trong, thiên đạo di thuế hiện thân. Mà hiện thế địa phương khác, cũng nhận ảnh hưởng. Những thứ này tà vọng, chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện ở thế giới các nơi. Tại thiên đạo chính thức hạ nhiệm, tân thiên đạo tiền nhiệm trước đó, chư thiên vạn giới sẽ có một đoạn dung chuyển thời gian. Có lẽ, liền người bình thường cũng sẽ bị cuốn vào, chịu đến ảnh hưởng to lớn. Hắn lại không khỏi nhớ tới Bạch Tiền Bối nhắc nhở, Bạch Tiền Bối nhượng hắn bớt thời gian đem trong thế tục sự tình xử lý một chút, chỉ sợ cũng có tương tự lo lắng. Xem người biểu lộ, người biết một số nội tình, Biệt Tuyết tiên cơ hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái này ba động loạn sợ rằng sẽ so sánh lớn, ta. Trước đừng nói, hôm nay lười nghe, ngày khác trò chuyện tiếp đi. Biệt Tuyết tiên cơ đột nhiên ngắt lời nói. Tống Thư Hàng, để cho ta giảng a. Liền mấy câu a. Lại nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được chủ tâm lực lượng. Biệt Tuyết tiên cơ đột nhiên dò hỏi. Ha ha, Biệt Tuyết tiên tử ngươi rốt cục cảm ứng được. Đúng, cái kia chính là chủ tâm lực lượng. Không chỉ có là ta, tiên cơ ngươi lại nhìn đệ tử của ta. Tống Thư Hàng chỉ hướng Sở Sở, lần này tới, kỳ thật mục đích chủ yếu là muốn mời tiên cơ chỉ điểm xuống Sở Sở. Biệt Tuyết tiên cơ ngước mắt nhìn về phía Sở Sở. Đối mặt vị này tu chân giới bây giờ thứ nhất tiên chủ, Sở Sở hơi có chút câu thúc dù sao nàng không có sư phụ loại kia đại điều thần kinh cùng lớn trái tim. Bất quá, nàng biết đây là Biệt Tuyết tiên cơ đang thẩm vấn xem bản thân. Sở dĩ, nàng tận lực điều chỉnh trạng thái của mình. Người vị này đệ tử, cũng đã tiếp xúc đến chủ tâm ngưỡng cửa. Biệt Tuyết tiên cơ hơi kinh ngạc nói. Nàng có thể nhìn ra, Sở Sở chân thực tuổi tác cũng không lớn. Còn trẻ như vậy liền tiếp xúc đến chủ tâm cánh cửa, tuyệt đối là cái có thiên phú tiên chủ. Đáng tiếc bái nhập đến bá tống môn hạ. Về phần Tống Thư Hàng cái này rõ ràng là tiên chủ thường dân gia hỏa, trên người vì sao lại có chủ tâm. Biệt Tuyết tiên cơ không muốn nghĩ, nàng hôm nay cũng lười suy nghĩ. Bởi vì chỉ muốn nghĩ lên các loại khả năng, nàng liền sọ não đau. Tiếp xúc đến chủ tâm cánh cửa, Tống Thư Hàng gật đầu nói, đúng đúng, không sai biệt lắm chính là như vậy. Mà lại chỉ cần chờ nàng sau khi tấn cấp, nàng liền có thể có được chính mình chủ tâm ta đều đã chuẩn bị xong. Biệt Tuyết tiên cơ nghe nói như thế, huyệt thái dương liền một trống chứng đau bởi vì nàng từ Tống Thư Hàng trong miệng nghe được không đi đường thường ý tứ. Chủ tâm loại vật này, cùng kiếm ý, đao ý là một loại hình đồ vật, là khái niệm tồn tại. Sở dĩ chủ tâm đều chuẩn bị xong là cái quỷ gì? Đương chủ tâm loại vật này là trái tim. Hái xuống còn có thể đổi cái mới a. Nàng há to miệng, muốn đậu đen rau muống. Nhưng bây giờ nàng thực sự đề không nổi kinh, liền đậu đen rau muống động lực đều không có. Lúc này, nếu là có ai có thể thông qua trên mặt nàng biểu lộ đọc đến trong nội tâm nàng ý nghĩ, thật là tốt bao nhiêu. Thật hy vọng mình có thể kháo biểu lộ nói chuyện. Sở dĩ, ta cảm giác mình không thể lãng phí Sở Sở tiên chủ thiên phú. Liền muốn mời Biệt Tuyết tiên tử chỉ đạo nàng tiên chủ phương diện tu hành một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng chân thành nói, trong tay của ta có một nhóm chư thiên vạn giới đều không có ma thú nguyên liệu nấu ăn, bắt nguồn từ một thế giới thần bí. Biệt Tuyết tiên tử nếu như cảm thấy hứng thú lời nói,
ta nghĩ dùng bọn chúng đến chống đỡ Sở Sở học phí. Ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, Tống Thư Hằng còn có một chương thiên kiếp menu át chủ bài, không sợ Biệt Tuyết Tiên Cơ không mắc câu. Nếu không, ngày khác, Biệt Tuyết Tiên Cơ nói khẽ. Tống Thư Hằng. Không được sao, Biệt Tuyết Tiên Cơ đem vùi đầu vào cánh tay. Tiên Cơ, ngươi chẳng lẽ ngã bệnh? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Từ vừa chạm mặt thời điểm, hôm nay Biệt Tuyết Tiên Cơ nhìn liền giống bị Vũ Nhu Tử đại sư huynh Lưu Kiếm Nhất phụ thân một dạng, một điểm tinh thần đều không có. Bệnh tình này so ngay lúc đó lười biếng Sở các chủ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không phải sinh bệnh, chỉ là chịu đến bên ngoài những tà vọng kia ảnh hưởng, nhưng là loại trạng thái này rất dễ chịu a. Biệt Tuyết Tiên Cơ trong lòng trả lời. Thầm nghĩ rất nhiều, nhưng nói ra miệng lúc lại bị nàng áp xúc thành hai chữ, tà vọng. Tà vọng phụ thể, ta đến vì Tiên Cơ khu trục tà vọng. Tống Thư Hằng vội vàng đứng dậy. Không, chỉ là chịu ảnh hưởng. Biệt Tuyết Tiên Cơ khoát tay áo. Tống Thư Hằng. Mà lại ta hiện tại rất tốt, để cho ta lại tiếp tục một hồi. Biệt Tuyết Tiên Cơ nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy. Tiên Cơ, người đây là chúng ta. Tống Thư Hằng nghiêm túc nói, hắn đưa tay, một phát bắt được Biệt Tuyết Tiên Cơ đong đưa tay nhỏ, ta có nhất pháp, chuyên khắc để không nổi kinh, không có tinh thần các loại triệu chứng để ta vì Tiên Cơ thi pháp. Biệt Tuyết Tiên Cơ muốn tránh né, nhưng nàng bây giờ căn bản trạng thái, tránh không khỏi Tống Thư Hằng tốc độ. Tống Thư Hằng bắt lấy bàn tay của nàng, chân khí cổ động, trên người công đức chi quang bùng lên. Sau một khắc, Biệt Tuyết Tiên Cơ chỉ cảm thấy toàn thân từng cái huyệt đạo giống như là bị đả thông một dạng. Toàn thân thư sướng. Tinh thần lập tức tỉnh lại, cả người đều tràn đầy sức sống. Mà lại, nàng cảm giác mình toàn thân có dùng không hết kinh, có loại lập tức chạy phòng bếp, mân mê ra một bàn tiên hào xúc động. Người đây là cái gì pháp thuật, quả thực là lợi hại. Biệt Tuyết Tiên Cơ thẳng tắp thân thể, đem bàn tay của mình rút về. Dưỡng, Ngô Pháp, Tống Thư Hằng nói, trên người công đức chi quang càng thêm tăng vọt, liền mặt của hắn đều bị công đức chi quang che đậy. Thấy không rõ nét mặt của hắn. Trên người ngươi một số thần thần bí bí pháp thuật cũng không phải ít. Biệt Tuyết Tiên Cơ không nghi ngờ gì, vậy kế tiếp nói chuyện giao dịch đi. Xem ở Bạch Thánh Quân cùng trên mặt của ngươi, chỉ muốn ngươi giao dịch vật phẩm qua đi, ta chỉ điểm một chút vị này Sở Sở cô nương ngược lại không có vấn đề. Tiên tử lại nhìn, Tống Thư Hằng đưa tay vạch một cái, trong tay liền xuất hiện một vật, đây là tới bắt nguồn từ Hắc Long thế giới đặc sản ma thú, bọn chúng có được rất kỳ lạ năng lượng thể hệ. Là chúng ta. Ách! Nói đến một nửa lúc, hắn phát hiện mình trong tay cũng không phải là ma thú, mà là khôi lỗi tiên tử. Tiên tử ngươi chạy thế nào đi ra rồi? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói hắn vừa rồi để hạch tâm tiểu trợ thủ chuyển di một đầu ma thú đi ra. Ta dung hợp, hạch tâm, có thể phạm vi nhỏ, hoạt động một chút, thế là liền. Đi ra, khôi lỗi tiên tử dùng tạp ngừng thanh âm trả lời. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, từ Tống Thư Hằng trên bàn tay nhảy xuống. Tống Thư Hằng lần thứ nhất cùng tam nhãn tiền bối đánh cược lúc, ngoại trừ hai cái chủ tâm bên ngoài, còn thắng một cái hạch tâm trở về, liền cho khôi lỗi tiên tử trang đi lên. Xem ra khôi lỗi tiên tử không sai biệt lắm thích ứng khối này tân hạch tâm. Sau khi hạ xuống, khôi lỗi tiên tử đưa tay chống không xuất hiện, tại bàn tay nàng lòng có một con xinh xắn hắc long thế giới dê loại ma thú bị đỡ ra, cái này dê loại ma thú trên người đã mất đi lông dê. Khôi lỗi tiên tử đưa tay vừa để xuống. Đưa nó để dưới đất. Dê loại ma thú đón gió căng phồng lên, khôi phục vì bình thường lớn nhỏ. Trưởng Trung Phật Quốc, Tống Thư Hằng kinh ngạc nói. Đây là cửu phẩm cấp cường giả không gian thủ đoạn A. Không phải trưởng Trung Phật Quốc, đây là xúc vật thành thốn pháp thuật. Khôi lỗi tiên tử chậm rãi nói. Đồng thời, nàng ngắm nhìn Sở Sở. Ân, quả nhiên, Sở Sở trạng thái đã không sai biệt lắm thành thục. Bên cạnh. Biệt Tuyết Tiên Cơ đưa tay đặt tại dê loại ma thú trên người, cẩn thận xem xét lấy hắn, lên tiếng hỏi, mau đâu? Hôm nay tại đối một vị đại lão lúc, hiến tế dùng hết. Tống Thư Hằng đau lòng nói. Biệt Tuyết Tiên Cơ, tha thứ nàng não động không đủ lớn, nàng thực sự không cách nào đem đối đại lão loại sự tình này cùng lông dê loại sự tình này liên lạc với cùng một chỗ. Tương tự ma thú có bao nhiêu số lượng? Biệt Tuyết Tiên Cơ lại hỏi. Chủng loại phong phú, chẳng qua trước mắt đại lượng còn cần dùng để lai giống sinh sôi. Tống Thư Hằng lên tiếng trả lời. Biệt Tuyết Tiên Cơ. Mặt khác, kỳ thật những ma thú này chỉ là bổ sung giao dịch. Tống Thư Hằng hắng giọng một cái, trong tay của ta có một chương menu, Biệt Tuyết Tiên Tử ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.
Miệt tuyết tiên cơ. Thiên kiếp menu, đây là một chương đem thiên kiếp chế tác thành thức ăn ngon menu. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Sau lưng Tô Tiểu Tiểu cùng Tô Nghịch nghe đến đó, miệng há lão đại, cảm giác đầu óc vận chuyển tốc độ muốn theo không kịp. Ngươi sợ không phải mất trí rồi. Miệt tuyết tiên cơ dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn qua Tống Thư Hàng. Đúng, chính là cái này phản ứng. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói. Hắn lần đầu tiên nghe được thiên kiếp menu thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng là vạn mã bôn đằng, sở dĩ hắn thích vô cùng đem loại tâm tình này chia sẻ cho người khác. Bên cạnh, khôi lỗi tiên tử nắm lên dê loại ma thú, đưa nó đặt ở lòng bàn tay, một lần nữa thu nhỏ sau đó quay người bắt đầu dùng cái này thu nhỏ ma thú đùa tiểu tu sĩ chơi đùa. Miệt tuyết thiên cơ chầm chầm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ra hỏa này đầu óc rốt cục tan rã thành dịch thể rồi. Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng trên thực tế, thiên kiếp phần món ăn ăn rất ngon. Kho lôi kiếp hương vị, ta đến nay nhớ lại còn đầy miệng nước bọt. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung một câu trọng yếu đánh dấu, để cho mình lời nói biến càng thêm đáng tin, bạch tiền bối cũng rất thích ăn. Miệt tuyết tiên cơ. Không nghĩ tới người cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cứ nhiên cướp ta công tác. Đã ngươi nói có menu, vậy liền để ta nhìn một chút thực đơn. Miệt tuyết tiên cơ xốc lên khăn che mặt của chính mình, nói, chỉ muốn thực đơn trên lý luận không có vấn đề, ta liền sẽ đem hết toàn lực dạy bảo đệ tử của ngươi. Tiên cơ đã tận lực đem yêu cầu hạ thấp, đều không cầu thực tế hiệu quả, chỉ yêu cầu thực đơn trên lý luận không có vấn đề. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, không có vấn đề, thêm cái hảo hữu, ta cho ngươi truyền một phần kho lôi kiếp thực đơn. Sau lưng. Tô thị lũ tiểu gia hỏa chỉ cảm thấy bá tống tiền bối cùng biệt tuyết tiên cơ ở giữa giao lưu, đặc biệt có đại lão nói chuyện khí thế. Hai vị tiền bối giao lưu ở giữa, phong khinh vân đạm, lại tựa hồ có một loại thiền ý ở trong đó. Ta không thêm ngươi sao? Nhớ kỹ thêm qua a. Biệt tuyết tiên cơ nghi ngờ lấy điện thoại cầm tay ra, điểm mở phần mềm chat. Ta nói không phải cái này. Tống Thư Hàng mỉm cười, tay phải hắn ngón cái cùng ngón trỏ kéo ra. Một cái kim quang lóng lánh mã QR xuất hiện tại ngón tay hắn ở giữa. Từ khi tấn thăng thất phẩm tôn giả về sau, hắn tại đem mã QR hình chiếu đi ra về sau, đã có thể tùy tâm sử dụng khống chế mã QR lớn nhỏ. Thất phẩm thật sự là tiện lợi. Thứ gì, biệt tuyết tiên cơ theo bản năng dùng tinh thần lực tại mã QR hình chiếu bên trên quét qua. Đốt, người đã tăng thêm bá tống huyền thánh làm hảo hữu. Ghi chú biệt danh vì ăn rất ngon. Biệt tuyết tiên cơ. Cái này ghi chú biệt danh tên, có tin ta hay không lần sau tại ngươi đặt trước tiên hào chung hạ độc. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đã hướng nàng khởi xướng nói chuyện riêng. Đồng thời, hắn đem kho lôi kiếp thực đơn, cùng bản thân chế tác kho lôi kiếp quá trình, dùng văn tự tận lực kỹ càng hướng biệt tuyết tiên cơ gửi đi một lần. Thực đơn tương đối dài, phía sau miêu tả cũng là đại thiên bức nội dung, biệt tuyết tiên cơ yên lặng quan sát. Tại Tô thị tiểu tu sĩ nhóm trong mắt. Bá Tống Huyền Thánh đưa tay vạch một cái, tựa hồ thi triển một cái pháp thuật. Tiếp đó, hắn cùng biệt tuyết tiên cơ xa vào đến dài rằng giặc trong trầm mặc. Mơ hồ trong đó có thể cảm ứng ra biệt tuyết tiên cơ cùng bá Tống Huyền Thánh đang tại giao lưu. Đây chính là đại tiền bối nhóm giao lưu phương thức sao? Sau một lúc lâu, biệt tuyết tiên cơ nhíu mày, trên tổng thể dùng chính là ma môn tiên chủ thủ pháp. Đúng vậy. Bởi vì sáng tạo ra thiên kiếp menu chính là một vị ma môn cường giả tuyệt thế, sở dĩ đặc biệt thích ma môn tiên chủ thủ pháp. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Lúc đó hắn chế tác kho thiên kiếp thời điểm, trong lúc đó cũng cần hà chỉ ma đế cái viên kia ma môn chủ tâm phối hợp. Trên lý luận không có vấn đề, có thể thực hiện độ cực cao. Ta cần một chút thời gian nếm thử. Biệt tuyết tiên cơ lên tiếng nói. Nàng lúc này, phảng phất như là một vị kiếm khách đạt được tuyệt thế kiếm phổ. Hận không thể lập tức thử một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này kho thiên kiếp nguyên vật liệu, cũng không phải là dễ dàng như vậy vào tay. Đầu tiên phải tìm kiếm nhị tấn tam cấp bậc tu sĩ, còn muốn nghĩ biện pháp đem hắn thiên lôi phong ấn. Trọng yếu là, tại phong ấn thiên lôi quá trình bên trong còn không thể can thiệp tấn cấp tu sĩ độ kiếp quá trình, miễn cho bị cuốn vào thiên kiếp, tăng cường thiên kiếp uy lực. Cùng loại kho thiên kiếp dạng này thực đơn, trong tay của ta còn có nguyên bộ. Tống Thư Hàng chậm rãi nói bổ sung. Đây chính là bày ở trên mặt bàn dụ dỗ. Biệt tuyết tiên cơ. Mặt khác, nếu như tiên cơ ngươi muốn lập tức thí nghiệm kho thiên kiếp lời nói, ta có thể vì ngươi cung cấp một điểm nguyên vật liệu. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Hắn đưa tay từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra bị phong ấn lôi kiếp.
là ta nhị tấn tam lôi kiếp. Tô Không Vân nhịn không được lên tiếng nói. Không, không phải ngươi lôi kiếp, ngươi nhị tấn tam lôi kiếp lần trước tại Điền Thiên trên đảo lúc sau đã ăn xong. Đây là ta về sau từ một vị gọi Đinh Cam tiểu hữu cái kia xoa xuống lôi kiếp. Tống Thư Hàng quay đầu trả lời. Vị kia Đinh Cam tiểu đạo phi thường cao sản, không chỉ có cống hiến một nhóm nhị tấn tam lôi kiếp, còn cống hiến một đầu hoàn chỉnh tâm ma kiếp. Tô Không Vân. Biệt Tuyết Tiên Cơ nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay phong ấn lôi kiếp, nghi ngờ nói, tại sao là hình trụ tròn? Tống Thư Hàng nói, vì tồn chữ thuận tiện, ta cùng Bạch Tiền Bối đưa nó xoa thành viên trụ trạng sau lại tiến hành phong ấn. Thực đơn bên trên cũng có nói rõ, viên trụ trạng lôi kiếp càng tốt hơn ngon miệng. Biệt Tuyết Tiên Cơ thở vào một ngụm chọc khí, hạ xuống quyết định nói, như vậy, thực đơn cùng lôi kiếp trụ ta trước nhận. Chỉ điểm ngươi đệ tử sở tu luyện sự, ta sẽ tận tâm dạy bảo nàng. Hợp tác vui vẻ, Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra, cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ nhẹ nhàng một nắm. Sau đó hắn quay người, đem một cái đao gỗ đưa cho sở, nói, sở, đón lấy đến một đoạn thời gian, ngươi lưu tại Biệt Tuyết Tiên Cơ nơi này hảo tu luyện. Nếu như có chuyện, liền liên hệ ta. Sở bây giờ cách tấn cấp đã rất gần, chỉ kém một cái khế ước, lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới. Sở dĩ, đến cho nàng chừa chút phòng bị. Sư phụ ngươi thì sao? Sở hỏi. Ta chuẩn bị trước về chuyến trường học nhìn xem, có đoạn thời gian không trở về. Tống Thư Hàng nhìn về phía Giang Nam Đại học thành vị trí. Từ chính thức bước vào tu chân cảnh giới về sau, trong bất chi bất giác, trường học sinh hoạt cùng hắn dần dần kéo dài khoảng cách. Trước mắt hắn, đã không cách nào lại trở thành cái kia học sinh bình thường Tống Thư Hàng. Đây là chính hắn lựa chọn, cũng chưa bao giờ hối hận qua. Bất quá, ngẫu nhiên trở về nhìn một chút, lưu lại một ngày hoặc hai ngày, thư giãn một tí đối tâm cảnh cũng có chỗ tốt. Khôi Lỗi tiên tử ngẩng đầu lên nói, ta, lưu tại nơi này, cùng sở, cùng một chỗ. Sở lúc nào cũng có thể độ kiếp, có nàng ở một bên lời nói, chính là một đạo bảo đảm. Được. Dù sao nơi này cự ly Giang Nam Đại học thành rất gần. Tống Thư Hàng đứng dậy duỗi lưng một cái, Không Vân, ta cùng tiên cơ sự tình nói xong rồi. Các ngươi thiếp mời, cũng thừa dịp hiện tại giao cho tiên cơ đi. Tô Không Vân lúc này mới nghĩ lên, bản thân còn gánh vác đưa thiếp mời nhiệm vụ. Giang Nam Đại học vị trí. Liễu Hiêu Khinh Vũ thận trọng từ rừng cây bên trong đem căn rút ra. Gần nhất thổ, hương vị không thích hợp a, có phải hay không thiêu rồi? Khinh Vũ lẩm bẩm nói. Luôn cảm giác gần nhất trường học rừng cây dưới nền đất, tràn đầy làm nàng ngán mùi lạ. Xem ra đến đổi loại mới khẩu vị phân bón. Một bên khác, Diệt Phượng công tử cuộn thành một đoàn. Đúng rồi, kém chút quên việc này. Diệt Phượng công tử móc ra điện thoại, vạch ra tên Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ lên, tự mình nghĩ hướng Tống Thư Hàng mua sắm lông thú, chuẩn bị chiếu cố cho hắn buôn bán sự. Đem sở cùng Khôi Lỗi tiên tử lưu tại Biệt Tuyết Tiên Cơ Thực Uyên Các, Tống Thư Hàng đứng dậy tiến về Giang Nam Đại học thành vị trí. Thời gian còn sớm, Tống Thư Hàng không có ngự khí phi hành, hắn ở trên người phụ lên ẩn tàng thân hình đơn giản huyễn thuật về sau, dựa vào tự thân cảnh giới thực lực, ở trên không trung chậm rãi tiến lên, dẫm qua tầng mây. Mỗi một bước ra, màu đen hoa sen liền sẽ sớm hiển hiện, xuất hiện tại hắn tiếp theo bước muốn dẫm đạp hạ vị trí. Không đầu thông nương hóa thành hành hình trạng thái, ngồi trên vai của hắn, hai chân nhẹ nhàng lay động. Cuối cùng từ Thực Uyên Các còn sống ra, thông nương nhỏ giọng nói. Tại Thực Uyên Các bên trong, đối mặt với Biệt Tuyết Thiên Cơ thời điểm, nàng tựa như là tại đứng trước thiên địch, ngay cả lời cũng không dám lớn tiếng. Từ đầu tới đuôi, nàng đều tại tận lực kiềm chế mình tồn tại cảm, luôn cảm giác nếu là nói chuyện lớn tiếng điểm, liền sẽ bị Biệt Tuyết Thiên Cơ chộp tới cắt miếng. Tống Thư Hàng mỉm cười. Trong thời gian ngắn, Biệt Tuyết Tiên Cơ hẳn là sẽ không có ý đồ với thông nương nàng đã từng từ Tống Thư Hàng trong tay thu mua qua một nhóm lợi hành ra khỏi vỏ hành đầu, tạm thời còn đủ nàng dùng một đoạn thời gian. Ngươi chứng sợ độ cao xong chưa? Thông nương đột nhiên dò hỏi. Tống Thư Hàng thở dài, đừng phá hư bầu không khí. Hắn tại tầng mây bên trong chậm rãi dạo bước, chế tạo ra cường đại khí tràng, lập tức liền bị thông nương hủy sạch sẽ. Mặt khác, chỉ cần tốc độ không nhanh. Ta cũng không có vấn đề. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn hiện tại, cho dù ở tầng mây bên trong hướng phía dưới nhìn xuống mặt đất, cũng không cần lo lắng dù sao lấy hắn thất phẩm tôn giả cảnh giới tam đại tôi thể thần công hộ thể chất, coi như đập xuống thụ thương cũng chỉ sẽ là đại địa mẫu thân, mà không phải hắn,
Thực Uyên Các cùng Giang Nam Đại học thành khoảng cách cũng không xa. Khoảng cách này, đều là Biệt Tuyết Tiên Cơ lặp đi lặp lại tính toán ra tới hoàn mỹ khoảng cách, tức sẽ không quá gần, lại không biết quá xa. Dù cho không có ngự khí phi hành, Tống Thư Hàng vẫn như cũ rất nhanh liền đến Giang Nam Đại học thành trên không. Thời gian này điểm, chính là tuổi trẻ các học sinh vội lên lớp trình thời gian. Đại học thành từng cái cửa vào, tràn đầy chen chúc dòng người. Tống Thư Hàng nhìn qua phía dưới một màn này, trong lòng phun lên một loại tức quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Kinh lịch sẽ khiến người trưởng thành. Vô luận là hướng lên trưởng thành, vẫn là nghiêng trưởng thành, đều sẽ làm người ta cải biến. Rõ ràng không có cách quá lâu thời gian, vậy mà lại cảm giác mình đã cùng trường học không hợp nhau. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Thông Nương nói chúng tim đen trả lời, bởi vì tâm của ngươi Lý tuổi tác đã là cái lão đầu tử. Nói thật, từ nàng chiếm cứ ngộ đạo thạch bị Tống Thư Hàng bắt giữ sau đến bây giờ, Tống Thư Hàng kinh lịch nàng đều rõ ràng. Biến thành người khác đi tiếp thu Tống Thư Hàng kinh lịch, tâm lý chỉ sợ sớm đã băng. Không có mấy người tại chết rồi lại chết, bị người bóp một lần lại một lần, lần lượt tiếp nhận thế giới đỉnh cấp thống khổ về sau, còn có thể giống Tống Thư Hàng như vậy nhảy nhót tưng bừng. Chính là bởi vì thoáng có chút bị kích thích, gần nhất Thông Nương cũng đang cố gắng tu luyện, nghiêm túc hướng các vị tiền bối thỉnh giáo tri thức. Nói bậy, ta tâm lý tuổi tác nhiều nhất 40 tuổi. Tống Thư Hàng phản bác. Sau đó hắn ý thức tại nam sinh ký túc xá cách đó không xa rừng cây nhỏ đảo qua, khóa chặt Liễu Yêu Khinh Vũ vị trí. Đang lúc hắn chuẩn bị hạ xuống thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Tống Thư Hàng lấy điện thoại di động ra. Cẩn thận, đừng từ trên không trung rơi xuống. Cao như vậy, điện thoại rớt xuống đập phải người, sẽ chết người đấy. Thông Nương nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Bình thường đến nói, tu sĩ bên trong hẳn không có không cẩn thận như vậy người a. Điện thoại là Diệt Phượng tiền bối đánh tới. Diệt Phượng tiền bối làm sao lại sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? Tống Thư Hàng kết nối điện báo. Uy, Thư Hàng, ở địa cầu sao? Diệt Phượng công tử thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng cười nói, ở đây, vừa về Giang Nam địa khu. Tiền bối có việc. Không biết tại sao, người bây giờ gọi ta tiền bối thời điểm, ta đột nhiên muốn đánh người. Diệt Phượng công tử trả lời. Tống Thư Hàng. Hảo hảo nói chuyện phiếm a, Diệt Phượng tiền bối. Người dạng này ta làm sao nói tiếp gốc dạ. Ta nghe nói người nuôi dưỡng một nhóm linh thú cùng ma thú, cho nên chuẩn bị hướng người mua chút đồ vật, để người kiếm ít tiền lẻ. Diệt Phượng công tử tiếp tục nói. Diệt Phượng tiền bối, người biết ta ngay cả toái linh thạch đều bị hiến tế chuyện. Tống Thư Hàng trong lòng vậy mà hiển hiện một loại cảm động cảm xúc, Diệt Phượng tiền bối quả thực là trong bụng hắn run đũa. Diệt Phượng công tử. Toái linh thạch đều bị hiến tế, Tống Thư Hàng đã trải qua thảm đến loại trình độ này. Tiền bối người muốn mua cái gì? Tống Thư Hàng cười nói. Mua lông, các loại linh thú lông, ma thú lông, chỉ cần là mềm mại hình, ta đều muốn. Diệt Phượng công tử nói. Tống Thư Hàng. Làm sao không có thanh âm? Tín hiệu không tốt, Diệt Phượng công tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài, lông thú, toàn bộ hiến tế. Nếu không... Diệt Phượng tiền bối ngươi cho ta chút thời gian. Mấy tháng về sau, mới lông thú liền lại có thể mọc ra. Thật không được, hắn nhìn xem có thể hay không cải tiến hạ tăng pháp thuật, đem pháp thuật này đổi thành có thể đối linh thú thi triển hình. Bao lâu, Diệt Phượng công tử hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, 2-3 tháng. Gặp lại, Diệt Phượng công tử không chút do dự cúp điện thoại. Tống Thư Hàng nắm lấy điện thoại, ngẩng đầu vọng thiên. Sau đó hắn đưa tay gãi gãi mình đầu đinh không biết Diệt Phượng tiền bối có thu hay không bá Tống Huyền Thánh tóc dài. Luận mềm mại trình độ, tuyệt đối không thể so linh thú lông chênh lệch. Đồng thời hắn mở ra điện thoại cuốn sổ, đem cải tiến tăng pháp thuật ghi chép đi lên. Coi như không thể dùng tại linh thú trên thân, nhưng nếu như cải tiến về sau, dùng tại trên người địch nhân có lẽ cũng là cái xuất kỳ bất ý diệu chiêu. Một phát biến dị tăng pháp thuật xuống dưới. Trên người đối phương lông tóc điên cuồng tăng vọt, nháy mắt biến thành một cọng lông cầu. Cảm giác rất mang cảm giác. Trong rừng cây nhỏ, Liễu Yêu Khinh Vũ cảm ứng được bá Tống Huyền Thánh tinh thần lực đảo qua khí tức. Lúc đầu chuẩn bị đứng dậy, vì bạn ngủ mua bữa sáng Khinh Vũ, liền ngừng lại, lưu tại nguyên địa chờ đợi bá Tống. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống bên người nàng, dò hỏi, Khinh Vũ, gần nhất trong trường học có phát sinh cái đại sự gì sao? Khinh Vũ nhánh cây khẽ động, sau đó nàng đem gần nhất ngụy trang thành Tống Thư Hàng lúc kinh lịch,
mơ hồ giảng thuật một lần. Vất vả, Tống Thư Hàng lấy ra một phần sắp xếp gọn hoạt tuyển nước suối, giao cho Liễu Yêu. Không có gì tốt tặng, cũng chỉ có thể đưa tiễn một chút hạch tâm thế giới thổ đặc sản. Mặt khác, bá Tống Thánh Quân, trong trường học bùn đất tựa hồ phát sinh chút dị biến. Khinh Vũ tiếp nhận nước suối về sau, nghĩ nghĩ lại đem việc này đưa ra. Dị biến, mảnh này mặt đất sao? Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn lập tức liền nhớ tới Thực Uyên Các bên ngoài những cái kia tà vọng. Hương vị tựa như thiêu. Khinh Vũ điểm nhẹ nhánh cây. Tống Thư Hàng đưa tay, ấn trên mặt đất. Thần trí của hắn thẩm thấu tới lòng đất, hướng phía dưới kéo dài. Quả nhiên, tại thổ địa chỗ sâu, có cùng loại Thực Uyên Các bên ngoài những cái kia tà vọng lưu lại khí tức. Bất quá cái kia tà vọng có thể là cảm ứng được phía trên có Liễu Yêu Khinh Vũ tồn tại, đã sớm tránh đi biến mất không thấy gì nữa. Tà vọng loại vật này lan tràn tốc độ so tưởng tượng nhanh hơn. Theo lý thuyết thiên đạo quyền hành vừa mới bắt đầu héo rút, thế giới nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ. Hiện thế chịu ảnh hưởng chắc chắn sẽ có cái giảm sóc kỳ. Không nghĩ tới thế giới căn bản cũng không cho giảm sóc thời gian. Đương nhiên, cũng có thể là giảm sóc kỳ đã qua rồi. Bá Tống Thánh Quân, thổ địa là nhận ô nhiễm sao? Liễu Yêu Khinh Vũ dò hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, khối này thổ địa tạm thời không có việc gì, chỉ là có tà vọng từng lưu lại khí tức. Bất quá, liên quan tới tà vọng sự tình, ta hiểu rõ không nhiều. Ta được tìm người hỏi một chút tình huống. Mặt khác, đã Giang Nam địa khu đều xuất hiện tà vọng, không biết Văn Châu thành phố bên kia tình huống như thế nào. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho đệ tử Tước Yêu Tiểu Thải gọi điện thoại. Sư phụ, tìm ta có việc sao? Tiểu Thải sức sống bắn ra bốn phía, nàng tại nghe đồng thời tựa hồ còn tại luyện đao pháp, hô hô đao kình âm thanh không ngừng vang lên. Văn Châu thành phố bên kia tình huống bây giờ như thế nào? Tống Thư Hàng dò hỏi. Bình an vô sự, sư phụ ngươi bên kia xuất hiện tình trạng rồi. Tiểu Thải trả lời. Ta bên này có tà vọng ẩn núp. Ngươi tại Văn Châu thành phố lúc cũng chú ý một chút, nếu có tình huống lập tức hướng ta đưa tin. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tà vọng, thứ này làm sao xuất hiện? Ta hiểu được sư phụ, ta ngay lập tức sẽ đi liên hệ phụ cận Nho gia đệ tử. Tiểu Thải trả lời. Tại Tống Thư Hàng quê quán phụ cận, có một chỗ Nho gia mới mở không lâu học đường. Nguyên bản cái này học đường bên trong chỉ có tam phẩm cảnh giới Nho gia đệ tử trấn thủ. Về sau, theo bá Tống Huyền Thánh chính là Nho gia thánh nhân chuyển thế sự tình tại Nho gia nội bộ truyền ra về sau, hiện tại chỗ này học đường bên trong có ngũ phẩm cấp Nho gia cao thủ lưu lại. Ngẫu nhiên còn sẽ có các hệ Nho gia chân quân trải qua, làm quan trọng xa xa nhìn một cái Nho gia thánh nhân Tống Thư Hàng lần này chuyển thế xuất sinh điểm thánh nhân sinh ra chi địa. Tiểu Thải tựa hồ tiếp xúc qua tà vọng, nghe được tà vọng thời điểm, nàng liền ngay lập tức nhớ tới đi liên hệ Nho gia đệ tử. Thấy Tiểu Thải biến như thế đáng tin, Tống Thư Hàng trong lòng cũng yên tâm một chút, tốt. Mai kia ta liền sẽ về Văn Châu thành phố. Đến lúc đó, ta vì ngươi chế tạo bản mệnh pháp khí, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị kỹ càng trạng thái. Không chỉ có là Tiểu Thải, chờ Sở Sở tấn thăng đến tam phẩm về sau, cũng có thể bắt đầu chuẩn bị bản mệnh pháp khí rèn đúc vật liệu. Kết thúc cùng Tước Yêu Tiểu Thải trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng lại thật nhanh trong đầu kêu gọi Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, có hay không tại? Vừa hô xong, Tống Thư Hàng lại đột nhiên nhớ tới Bạch Tiền Bối lần trước nói, cũng không có việc gì đừng cứ mãi hỏi có hay không tại, có việc liền trực tiếp nói, đừng lãng phí thời gian. Thế là hắn nhanh chóng bổ sung báo cáo, Bạch Tiền Bối, một, tà vọng thứ này muốn làm sao đối phó hữu hiệu nhất suất? Có hay không biện pháp có thể đem tà vọng tìm cho ra? Hai, có hay không biện pháp có thể đem thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả thoáng kiềm chế một chút? Ba, Bạch Tiền Bối người cái kia còn có hay không bát phẩm thánh viên lông đuôi? Một hơi phát xong về sau, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Loại cảm giác này tựa như là hướng thần minh cầu nguyện đồng dạng, đem nguyện vọng của mình một, hai, ba báo lên. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Tiền Bối cũng cùng thần minh không có gì khác biệt cửu U Chúa Tể, thiên đạo mặt khác. Người đối cửu U Chúa Tể bốn chữ có phải là tồn tại cái gì hiểu lầm? Bạch Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên thật coi ta là cầu nguyện dùng thần đăng rồi. Tống Thư Hàng thấy Bạch Tiền Bối mắc câu. Không đúng, là đáp lời về sau, lập tức đưa ra mình đã sớm chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu. Bạch Tiền Bối, kỳ thật ta gần nhất tu chân công năng thăng cấp về sau, đạt được rất nhiều thú vị công năng. Trong đó có một cái là nhiều người group chat công năng.
Sau đó thì sao? Bạch tiền bối bình tĩnh nói, hắn đối loại công năng này cũng không cảm thấy hứng thú. Thăng cấp về sau, làm server ta, có thể có được rất nhiều quyền hạn. Chờ ta cảnh giới lại đề thăng một điểm, chúng ta liền nghĩ biện pháp để béo cầu đại lão quét quét qua ta mã hai chiều, nhìn xem có thể hay không đưa nó ra nhập hảo hữu của ta liệt biểu. Đón lấy, ta liền tổ một cái bầy, bên trong chỉ có chúng ta cùng béo cầu đại lão. Sau đó, ta đem béo cầu đại lão cho cấm ngôn. Hai chúng ta tại bầy bên trong dùng sức đuổi nó. Thế nào, Tống Thư Hàng đề nghị. Đương nhiên, thêm béo cầu đại lão tiến hảo hữu liệt biểu sự tình, trước mắt vẫn chỉ là cái kế hoạch. Trước mắt Tống Thư Hàng tự thân cảnh giới không đủ, lo lắng thêm béo cầu đại lão về sau, đại lão hội giống Trình Lâm tiên tử như vậy tao thao tác không ngừng. Cho nên, hắn chuẩn bị các loại cảnh giới lại đề thăng một chút, đem tu chân nói chuyện phiếm hệ thống hoàn thiện về sau, lại đem béo cầu đại lão gia nhập hảo hữu liệt biểu. Kể từ đó, liền có thể thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, hậu trường lặng lẽ khóa chặt béo cầu đại lão. Lấy đạt tới biết người biết ta diệu dụng. Thú vị, cái này thú vị. Quả nhiên tại đối béo cầu trong chuyện này, bạch tiền bối có được vô tận sức sống cùng hứng thú, cái phương án này ta lại nghĩ biện pháp thay ngươi hoàn thiện một chút. Chỉ cần nghĩ đến béo cầu không cẩn thận bị kéo vào bầy về sau, tức không có lui bầy công năng, lại bị cấm ngôn, chỉ có thể bị hắn cùng Tống Thư Hàng cuồng đối chẳng diện. Bạch tiền bối tâm hoa nộ phóng. Tả vọng tình báo cùng xử lý phương pháp, ta một hồi phái hamster hào đưa đi cho ngươi. Nếu như gặp gỡ thú vị tả vọng, ngươi liền đem nó phong ấn, giao cho hamster hào mang về cho ta. Thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả, áp chế một chút cũng rất đơn giản. Một hồi ta đồng thời để hamster hào cho ngươi đưa cái nhẫn, bổ sung năng lượng 1 giờ, liền có thể sử dụng 24 giờ. Bát phẩm thánh viên lông đuôi. Chờ ngươi cầm tâm ma kiếp phần món ăn đến đổi đi. Bạch tiền bối một đối một trả lời. Tạ ơn bạch tiền bối, tâm ma kiếp phần món ăn ta đã chuẩn bị kỹ càng vật liệu, khoảng thời gian này ta đi cùng biệt tuyết tiên cơ hảo hảo nghiên cứu một chút, tranh thủ đưa nó chế tác càng thêm mỹ vị. Tống Thư Hàng trả lời. Ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài gần phía trước bối. Nhận biết Cửu Châu Nhất Hào quần nhiều như vậy tiền bối, sau đó lại nhận biết bạch tiền bối, Trình Lâm tiên tử. Cái gì đều có thể bán đại lão, tam nhãn tiền bối chờ một hệ liệt đại lão tiền bối, quả thật nhân sinh chuyện may mắn. Bá Tống Thánh Quân tìm tới giải quyết tà vọng phương pháp sao? Liễu Yêu Khinh Vũ thấy Tống Thư Hàng đứng dưới tàng cây ngẩn người, dò hỏi. Phương án giải quyết đến rồi, Tống Thư Hàng mỉm cười. Hắn đưa tay mở ra hạch tâm thế giới. Hamster tà ma nhảy lên mà ra. Hôm nay nó, y như dĩ vãng xoái khí. Thậm chí còn đổi một thân càng thêm xoái khí phiêu giật kiếm khách bào, cộng thêm tao đỏ áo choàng. Ngũ phẩm về sau, nhiễm chân đạo hữu càng thêm xoái khí. Tống Thư Hàng tán thán nói. Kia là tự nhiên, hamster tà ma xoái khí vẩy lên áo choàng, hôm nay bá Tống Hào nói chuyện thật là dễ nghe, đến, bá Tống Hào ngươi đưa tay. Ta đem đồ vật cho ngươi. Ngươi có thể gọi ta Tống Tôn giả, bá Tống cái này thánh hào dù sao cũng là hàng lởm thánh hào. Tống Thư Hàng đưa tay nói. Hamster tà ma. Lăn a. Chuột hamster tà ma đem cái viên kia có thể tạm thời áp chế thiên hạ không ai không biết ngày hiệu quả chiếc nhẫn, cùng một bản sách thật dày giao cho Tống Thư Hàng về sau, liền đem món kia tao màu đỏ áo choàng vãng thân thượng cuốn một cái, tiến vào ẩn thân trạng thái. Sau đó, hắn còn cần tại bên cạnh đứng ngoài quan sát hiệp trợ. Đúng, lấy đứng ngoài quan sát phương thức hiệp trợ Tống Thư Hàng đi ứng đối tà vọng. Nếu như có tương đối thú vị tà vọng, hắn tự nhiên sẽ hiện thân, đem tà vọng phòng ấn mang về cho chủ nhân. Nếu như không có đáng giá cất giữ tà vọng, vậy nó liền sẽ ở một bên đứng ngoài quan sát. Hiệp trợ bá Tống Hào dày vò tà vọng. Chuột hamster tà ma cái này áo choàng là kiện bảo bối, vừa tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, liền ngay cả Tống Thư Hàng đều không thể phát giác được sự tồn tại của nó. Thư Hàng, nhìn thấy nhiễm chân đạo bạn cái này áo choàng sao, tao màu đỏ món kia. Không đầu thông nương lên tiếng nói. Tống Thư Hàng. Ta lại không mù, đương nhiên thấy được. Nhà khác lão bản, cho trang bị đều như thế ra sức, ngươi cũng không cần yếu thế. Sở dĩ Thư Hàng trên người ngươi có đẳng cấp này trang bị, cũng nhớ kỹ đem ta vũ trang một chút. Miễn cho ta về sau ra ngoài lăn lộn, làm mất mặt ngươi. Ta thế nhưng là bá Tống công ty số một nhân viên A. Không đầu thông nương vỗ Tống Thư Hàng cổ nói. Tống Thư Hàng. Đẳng cấp này trang bị ta đều hâm mộ đến chảy nước miếng, từ chỗ nào đi chuẩn bị cho ngươi một thân. Mà lại,
Thông nương ngươi đã là chính thức nhân viên, mà không phải yêu sủng. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thông Nương, lần này hắn khống chế lại lực đạo, không có đem Thông Nương đập dẹp. Tiềm ý tứ là, nhân viên cùng sủng vật đãi ngộ là không giống nhau. Thông Nương luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình, từ khi khôi phục sự tự do, trở thành Tống Thư Hàng lão bản dưới cờ nhân viên về sau, nàng đãi ngộ có phải hay không càng ngày càng kém. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đang do dự muốn hay không đem thật vất vả lấy được tự do vứt bỏ, một lần nữa bán mình đương yêu sủng. Nhưng tốt tại lúc mấu chốt, viên kia tự do tâm, để cho nàng không có làm ra lựa chọn sai lầm. Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó mở ra quyển kia sách thật dày. Đây là một bản kỹ càng giới thiệu tà vọng phổ cập khoa học sách báo. Phía trên ghi lại hàng trăm hàng ngàn loại tà vọng đặc thù, nhược điểm, khắc chế chi pháp, bắt chi pháp. Có thể nói, quyển sách này bên trong cơ hồ đã bao hàm trên thị trường thường gặp tất cả tà vọng loại hình. Mà lại, Bạch Tiền Bối rất quan tâm đem văn tự phiên dịch thành tiếng Trung. Tống Thư Hàng lật vài tờ về sau, không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Cũng không phải là hắn không thích đọc sách, tương phản, bất kể là sách gì, hắn đều có thể nhìn say sưa ngon lành. Quyển sách này có thể làm cho Tống Thư Hàng vượt qua cho tới chưa tươi đẹp thời gian. Nhưng là, theo trên sách chỗ ghi chép, mỗi loại tà vọng không giống nhau, cảm ứng, bắt khác biệt tà vọng phương thức cũng không giống nhau. Vậy nếu như đối mặt không biết tà vọng lúc, cũng không thể đem thư tịch bên trên tất cả ghi lại tà vọng cảm ứng pháp toàn bộ dùng một lần a. Chỉ là đứng đấy thi triển 1000 loại tà vọng cảm ứng pháp đều phải tốn nửa ngày thời gian. Sở dĩ, còn cần phối hợp kinh nghiệm sao? Tống Thư Hàng nói khẽ. Một cái kinh nghiệm lão đạo lão thợ săn cùng chỉ hiểu được đi săn lý luận mới thợ săn là hai cái thứ nguyên tồn tại. Mà đem tri thức chuyển hóa làm kinh nghiệm của mình, cần một cái quá trình. Thật sự phiền não, chẳng lẽ liền không có một loại phương pháp, có thể cảm ứng, truy tung tất cả tà vọng sao? Tống Thư Hàng nói. Có, chỉ muốn thực lực ngươi đủ cường đại, đơn giản nhất thần thức vừa quét qua, cái gì tà vọng cũng không có tự ẩn trốn. Trên thế giới này, chỉ muốn đủ cường đại, chính là có đặc quyền. Chuột hamster tà ma thanh âm vang lên, nếu như ngươi cũng không đủ cường đại, vậy liền nghĩ biện pháp biến giống như ta manh, liền có thể xin thu hoạch được chuyên dụng trinh sát pháp khí. Khóa chặt tà vọng. Tống Thư Hàng. Ta tâm lý tuổi tác đã qua manh tuổi tác. Nói lên trinh sát pháp khí, Tống Thư Hàng liền nhớ tới một vật hắn sờ lên mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn, không biết thánh nhân trong mắt vật trang sức, đến lúc đó có thể hay không phát huy được tác dụng. Mặt khác, tri thức chính là lực lượng. Tranh thủ dùng mới vừa buổi sáng thời gian, đem quyển sách này lên tri thức toàn bộ nhớ kỹ đi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ sách vở. Hiện tại, đi trước mua bữa sáng, đem bản thân bạn ngủ đánh thức khinh vũ mỗi ngày cho bọn hắn mang bữa sáng, nếu như mình hôm nay đột nhiên không mang theo lời nói, bạn ngủ nhóm nhất định sẽ rất không thích ứng. Thuận tiện cũng nhìn xem, mấy tháng này Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức cùng Thổ Ba mập bao nhiêu. Giang Nam Đại học thành phụ cận, một chỗ khu dân cư. Kỳ Song Tuyết vuốt mắt mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra. Đơn giản bữa sáng đã trên bàn bày biện. Ba ba đâu? Kỳ Song Tuyết đem bản thân tóc vàng đóng tốt, lên tiếng hỏi. Ở bên ngoài rèn luyện đây, mụ mụ chính đùa chơi lấy sủng vật mèo, đồng thời quay đầu nhìn về tiểu viện, trong mắt mang theo ý cười. Ở nơi đó, một vị tóc vàng nam tử trung niên quơ nặng nề đại kiếm, đang tại đâu ra đấy thi triển một loại nào đó kiếm pháp. Kỳ Song Tuyết che cái trán, không đành lòng nhìn thẳng. Mỗi khi nhìn thấy ba ba chuyên tâm luyện kiếm pháp thời điểm, nàng liền sẽ tại nội tâm nho nhỏ oán trách một lần vị kia Tống sư phụ. Trước kia ba ba luyện thời đại đang triệu hoán thời điểm thì cũng thôi đi, dù sao là tập thể dục theo đài, luyện một chút cũng có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nhưng về sau không biết lúc nào, ba ba cứ nhiên lại hướng Tống sư phụ học được một bộ kiếm pháp, sau khi trở về mỗi ngày bắt đầu quơ đại kiếm, nghe gà nhảy múa. Luyện một chút thời đại đang triệu hoán không phải rất tốt nha, thật sự không tiến lên hóa thành múa thanh xuân. Thả lý tưởng cũng được a. Mẹ ngươi cũng không khuyên một chút ba ba, Kỳ Song Tuyết nhỏ giọng nói. Tại sao phải kình, không phải chơi rất vui sao? Mụ mụ cười nói. Joseph là thâm thụ Trung Quốc công phu văn hóa hấp dẫn cái kia bối phận. Mà lại, luyện kiếm cũng không tệ nha. Chí ít mấy tháng nay, trượng phu nhìn qua đều cường tráng một vòng. Ngươi quá sủng ái ba ba, Kỳ Song Tuyết nhỏ giọng nói. Ta đã ăn xong, đi trường học. Hôm nay muốn hay không đi giới công trình học hệ tìm xem vị kia Tống sư phụ, nhượng hắn đổi giáo ba ba những vật khác.
sáng sớm trong sân luyện đại kiếm, thực sự có chút quá quái dị. Kỷ Song Tuyết đơn giản trang điểm một lần, đẩy cửa đi ra ngoài, ta xuất phát, ba ba. Trên đường cẩn thận a. Joseph lên tiếng, trong tay luyện kiếm động tác nhưng không có ngừng lại. Thánh quang a, cái kia tà ác nhìn đáng giá một chiến. Mơ hồ trong đó, Kỷ Song Tuyết nghe được ba ba trong miệng tại như vậy nói thầm lấy. Kỷ Song Tuyết, đừng hiếp đáp ta không hiểu rõ Trung Quốc công phu khái niệm a. Thánh quang thứ này là Trung Quốc công phu bên trong đồ vật sao? Vị kia Tống sư phụ đơn giản hỏng nước chảy. Nhưng nghĩ lại, đối phương là bị phụ thân của mình quấn đến không được, cho nên mới dạy bảo cha mình thời đại đang triệu hoán cùng bộ kiếm pháp kia. Nàng liền thở dài, không tức giận được đến nàng loại tính cách này là theo nàng mẫu thân. Đẩy ra nhà mình tiểu viện đại môn, Kỷ Song Tuyết bước ra một bước. A, à, sương lên, nàng nghi ngờ nói. Chỉ thấy ngoài cửa, sương mù nồng đậm, tầm nhìn thậm chí thấp hơn 3 mét cự ly. Nhưng là, nàng vừa quay đầu lại, trong nhà trong tiểu viện một điểm sương mù đều không có a. Kỷ Song Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì phía ngoài sương mù nồng đậm như vậy, nhà mình trong tiểu viện lại không chút nào một tia sương mù. Chẳng lẽ là ba ba luyện kiếm thời điểm, bởi vì thân kiếm so sánh lớn, đuổi đi sương mù. Một lát sau, Kỷ Song Tuyết dùng sức vuốt vuốt mặt mình, nàng cảm giác mình cũng bị ba ba lây bệnh, kiếm cũng không phải quạt điện, nào có mạnh như vậy sức gió. Thế nào, Joseph gặp nữ nhi đứng ở cổng bất động lúc, dùng tương đối tiêu chuẩn tiếng Trung hỏi. Bên ngoài sương lên, Kỷ Song Tuyết trả lời. Sương lên, hôm nay dự báo thời tiết không nói có sương mù à. Joseph nghi ngờ thu kiếm, hướng cổng vị trí đi đến. Mà tại cha con giao lưu ở giữa, ngoài phòng sương mù biến càng ngày càng đậm, tầm nhìn lại một bước giảm xuống. Mà lại, sương mù còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Tràng diện này cũng có chút quỷ dị. Liền Kỷ Song Tuyết cũng cảm giác đến dị dạng cùng không thoải mái. Kỳ quái, Joseph cau mày nhìn qua cái này sương mù. Hắn nói thế nào cũng là trải qua sóng to gió lớn, được chứng kiến chân chính cao thủ tồn tại. Joseph đưa ra trong tay mình đại kiếm, hướng phía trong sương mù quấy. Chỉ lúc này, trong sương mù đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu. Kỷ Song Tuyết vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, từ sát vách nhà hàng xóm vị trí, truyền đến nặng nề tiếng đập cửa. Sau một lát, nhà hàng xóm Abo thanh âm vang lên, ai vậy? Lại nói tiếp chính là nặng nề cửa sắt bị mở ra thanh âm hàng xóm Abo nhà cửa sắt nhiều năm rồi, mỗi lần mở cửa thời điểm đều sẽ phát ra rất kêu lên thanh âm. Joseph vừa định lên tiếng ngăn cản, lại không kịp. A, à, thật là lớn sương mù. Nhà hàng xóm Abo thanh âm tiếp tục vang lên. Joseph lớn tiếng kêu lên, cẩn thận chút, cái này sương mù có chút không bình thường. Nhưng mà, thanh âm của hắn tựa hồ bị cách trở, cũng không có truyền lại đến hàng xóm trong tai. Không ai à, cái kia vừa rồi ai tại gõ cửa. Nhà hàng xóm Abo lên tiếng nói. Sau đó, nặng nề cửa sắt chậm rãi quan bế. À, ngay tại cửa sắt phải nhốt lên thời điểm, một tiếng kinh ngạc tiếng kêu vang lên. Lại nói tiếp chính là hàng xóm té ngã thanh âm. Kỷ Song Tuyết vội vàng ngẩng đầu, đối đứng tại lầu hai cửa cửa sổ mẫu thân kêu lên, mẹ, người có nhìn thấy sát vách tình huống sao? Mẫu thân khe khẽ lắc đầu, toàn bộ phòng ở đều bị sương mù bao vây lấy, nàng chỉ có thể nhìn thấy chính nhà mình tiểu viện, liền sát vách tình huống đều thấy không rõ. Sự kiện linh dị, Kỷ Song Tuyết không từ cái lạnh run, trước kia vừa xem hết một bộ phim kinh dị, trong lòng đang có bóng tối đây. Joseph rất tỉnh táo. Hắn một tay cầm kiếm một tay chậm rãi quan bế cửa sân vừa rồi hàng xóm chính là tại đóng cửa thời điểm phát ra tiếng kêu thảm, ngã nhào trên đất. Sở dĩ, hắn cần phòng bị trong sương mù đồ vật tại đóng cửa lúc đánh lén. Đem cửa sân đóng kỹ về sau, Joseph nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra hắn điện thoại di động bên trong có sư phụ số điện thoại. Nhưng là, điện thoại không có tín hiệu. Gặp quỷ, Joseph nói. Cái này, có thể triệt để kết luận phía ngoài sương mù rất có vấn đề. Trước trở về phòng, Joseph trầm giọng nói, đồng thời hắn đưa tay ra hiệu thê tử đem cửa sổ toàn bộ đóng lại. Đang lúc trên lầu Joseph thê tử vừa đóng lại cửa sổ thời điểm, ba một tiếng, tựa hồ có cái gì đâm vào pha lê bên trên. Pha lê bị xô ra vết rách. Trong sương mù có cái gì? Thê tử khẩn trương kêu lên. Joseph một tay cầm kiếm, che chở nữ nhi trở về phòng. Đối bình thường phụ thân đến nói,
nữ nhi là so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng hơn tồn tại, bản thân ngoài ý muốn nổi lên không quan hệ, nhưng nữ nhi tuyệt đối không thể bị thương tổn. Kỷ Song Tuyết được đưa về phòng, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, tổng hoài nghi mình còn đang nằm mơ, có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Ba ba ba. Trên lầu cửa sổ không ngừng vang lên tiếng va đập. Sát vách khác mấy hộ nhà hàng xóm cửa sổ thậm chí đã truyền đến vỡ vụn thanh âm. Mơ hồ trong đó còn có hoảng sợ tiếng kêu, nhưng để cho tiếng tựa hồ lại bị ngăn cách, nghe rất xa xôi. Để ngươi mụ mụ xuống lầu, trên lầu pha lê trèo trống không được bao lâu. Joseph quả quyết nói. Phụ thân chấn định, trong lúc vô hình cho Kỷ Song Tuyết một loại ủng hộ, nàng toàn bộ hành trình không có kinh hoàng. Joseph cầm thật chặt đại kiếm. Sương mù, bắt đầu từ cửa sân bên trong chảy vào. Một màn này, đơn giản giống như là phim kinh dị khai mạc. Hiện thực thường thường so phim càng hí kịch hóa, là cái đạo lý sao này. Joseph lẩm bẩm nói, lần sau hắn có phải hay không muốn cho mình tại Giang Nam địa khu nhà thay đổi kiếm chống đạn. Hoa! Sương mù tăng nhanh thẩm thấu tốc độ. Thoáng qua ở giữa liền bao phủ cả cái tiểu viện. Joseph trừng tròng mắt. Tại cái nào đó sát na, hắn đột nhiên phát giác được trong sương mù có màu đen cái bóng, hướng hắn đánh tới. Tới tốt lắm, Joseph dùng sức cầm kiếm, phát ra một tiếng to lớn gào thét, thánh quang A, cái kia tà ác nhìn đáng giá một chiến. Thánh quang chảm ác kiếm. Cái này thánh quang chảm ác kiếm cùng bình thường tu sĩ kiếm pháp rất không lên cùng, nó kiếm quyết bên trong ẩn chứa ngôn linh lực lượng. Gào thét lực lượng càng lớn, thì càng có thể dẫn dắt ra một thức này thánh quang chảm ác kiếm uy lực. Trái lại, nếu như chỉ là mặc niệm, một kiếm này uy lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Sau lưng Kỷ Song Tuyết trong lòng trong nháy mắt lo lắng cái này kiếm thuật nghe xong cũng cảm giác là đùa giỡn, phụ thân lại tin là thật, dùng hắn đi đối phó sương mù. Lo lắng phụ thân bình yên nàng, nhanh chóng quay người nhìn về phía phụ thân vị trí. Tại nàng xoay người sát na, phảng phất là ảo giác, mơ hồ trong đó nàng phảng phất thật sự nhìn thấy kiếm của phụ thân bên trên, có quang mang nhàn nhạt hiển hiện. Đại kiếm mang theo lấy quang mang, chém về phía sương mù. Chi trong sương mù, vang lên hét thảm một tiếng. Hiển nhiên trong sương mù đồ vật bị hung hăng thống kích đến. Đông! Cái kia trong sương mù đồ vật bị một kiếm chém bay, đụng phải trên cửa viện, phát ra nổ vang. Mà một kiếm này về sau, Joseph tựa như hư thoát. Mồ hôi như là không cần tiền bình thường từ trên người hắn tuôn ra. Thậm chí liền ngay cả mấy tháng này rèn luyện. Rắn chắc một vòng cơ bắp, đều trong nháy mắt rút lại, cả người đều gầy đi trông thấy. Nói thật, loại này giảm béo pháp cùng gầy xuống hiệu suất, tuyệt đối là toàn thế giới mập mạp nhóm tha thiết ước mơ thủ đoạn. Xa xa Giang Nam Đại học thành bên trong. Vừa cho bạn cùng phòng mang theo bữa sáng, thừa dịp còn chưa lên khóa, đang tại yên lặng đọc sách Tống Thư Hàng, ngẩng đầu lên, hướng phía Joseph nhà vị trí nhìn lại. Có khí hơi thở, Tống Thư Hàng truyền âm nói. Tại bên hông hắn có một khối tiểu bảng hiệu dùng truyền âm trả lời, là tà vọng cùng loại thánh quang lực lượng đang đối kháng với. Nhưng này thánh quang quá yếu. Cái này tiểu bảng hiệu là bia đá đạo hữu thu nhỏ biến thành. Mời bia đá đạo hữu tạm thời thủ hộ nhục thể của ta. Tống Thư Hàng nói. Có ta ở đây, người yên tâm. Bia đá trên người đạo hữu có văn tự yên lặng phát sáng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng nguyên thần xuất khiếu. Bằng nhanh nhất tốc độ độn hướng vừa rồi khí tức bộc phát chỗ. Thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, nguyên thần của hắn đã vô cùng cường đại, không giống ngũ phẩm lúc yếu ớt như vậy. Đồng thời, còn có một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bị hắn triệu hoán tới, cùng hắn nguyên thần cùng một chỗ hành động. Trên bờ vai thông nương hơi suy nghĩ một chút, đưa tay đem cửu tu phượng hoàng đao cũng thanh toán ra ngoài, để nó đi theo Tống Thư Hàng. Nguyên thần trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Thời gian một cái nháy mắt đã đến hiện trường. Tới mục đích về sau, Tống Thư Hàng nguyên thần đứng ở trong hư không, ngưng thị phía dưới. Lúc này, mảnh này khu dân cư bị một tầng nồng đậm sương mù bao phủ bất quá, đi qua mảnh này khu dân cư bên ngoài người bình thường, lại đối mảnh này sương mù như không có gì, bình tĩnh từ bên cạnh đi qua. Bọn hắn không nhìn thấy mảnh này sương mù. Liền ngay cả khu dân cư bên trong thanh âm, đều bị sương mù phong tỏa, không cách nào truyền lại ra ngoài giới. Thế giới thật sự phải đổi, Tống Thư Hàng nói khẽ. Một ngày bên trong, Giang Nam địa khu nhiều bộc phát tà vọng dùng tam lãng tiền bối lời nói tới nói, đây ít nhất là gờ chén điểm đại hung. Đến vào xem, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tại Tống Thư Hàng bên người xoay tròn lấy.
cửu tu phượng hoàng đao đồng dạng xa xa theo tới, gia nhập tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đại quân, vây quanh Tống Thư Hàng Nguyên Thần vui sướng chuyển động. Ngươi làm sao cũng tới. Tống Thư Hàng Nguyên Thần nhẹ nhàng sờ lên cửu tu phượng hoàng đao. Cửu tu phượng hoàng đao phát ra một trận vui sướng nhẹ lánh tiếng. Đi thôi, độn vào xem, nếu không không cách nào đoán ra tà vọng chân thân. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Phía dưới mảnh này sương mù, là tà vọng chỗ thả ra chướng nhãn pháp, cũng không phải là tà vọng bản thể. Cái này tà vọng mới sinh, cũng không cường đại. Lấy hắn thất phẩm tôn giả cảnh giới khổng lồ công đức chi lực hộ thể, tự nhiên không sợ loại này mới sinh tà vọng. Tại cửu tu phượng hoàng đao cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thủ hộ xuống, hắn bước vào sương mù, khóa chặt trước đó yếu ớt thánh quang bộc phát vị trí. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng hồi ức bạch tiền bối cho hắn quyển kia tà vọng phổ cập khoa học bảo điển lên nội dung, đem phía dưới cái này tà vọng tin tức, cùng trên sách nội dung từng cái so sánh, hy vọng có thể xác định tà vọng chân thân. Nguyên thần vào trận về sau, nhanh chóng lướt đến yếu ớt thánh quang lập lòe qua tọa độ chỗ. Sau một khắc, Tống Thư Hàng nguyên thần hơi sững sờ. Phía dưới vị kia quen thuộc tóc vàng nam tử trung niên, hai tay nắm lấy đại kiếm, chính đại khẩu thở dốc. Lại là hắn thủ tịch ký danh đệ tử, Joseph, Gai, Mạc Bá Tang. Vừa rồi thánh quang, là từ trên thân Joseph bạo phát. Tống Thư Hàng kinh ngạc nhìn qua Joseph. Mình đích thật dạy bảo qua hắn một chiêu thánh quang kiếm thuật thánh quang chảm ác kiếm. Nhưng là Joseph tuổi tác đã rất lớn, đã sớm bỏ qua tu luyện tuổi tác. Thánh quang chảm ác kiếm trong tay hắn, nhiều nhất luyện cái giá đỡ, theo lý thuyết căn bản không có khả năng tu luyện ra năng lượng. Bất kể là thánh quang, tu sĩ trúc cơ khí huyết, đều không phải là hơn 40 tuổi Joseph có thể luyện đi ra đồ vật. Nhưng Joseph cứng rắn là chém ra thánh quang. Hiện thực loại vật này, tổng không cách nào dùng lý luận đi tới định nghĩa. Tống Thư Hàng cười nói. Joseph chém ra một kích thánh quang chảm ác kiếm về sau, tiêu hao rất lớn. Đó có thể thấy được trong thân thể của hắn dự trữ khí huyết chi lực lập tức bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí còn bị tiêu hao. Nếu là khí huyết không chiếm được bổ sung, đón lấy đến Joseph không phải bệnh nặng một trận không thể. Mà tại Joseph trước mặt, có một đầu dữ tợn bóng đen, chính co quắp tại cửa sân chỗ, cảnh giác nhìn qua hắn. Cái này bóng đen, nhìn qua như là mao cầu, lại có được hai cái to lớn lợi chảo. Trên người nó có một đạo vết thương. Vết thương bên trong có thánh quang khí tức lưu lại. Lợi chảo tà vọng tại cửa sân bên trong bồi hồi, như là sói đói tại chằm chằm vào con mồi. Nồng vụ chướng nhãn pháp, che giấu thân hình của nó, Joseph không cách nào rõ ràng khóa chặt vị trí của nó. Bất quá loại này cấp thấp chướng nhãn pháp, căn bản là không có cách mê hoặc Tống Thư Hàng. Chi lợi chảo tà vọng trước quát to một tiếng, hướng về Joseph đánh tới. Nhưng là bổ nhào vào một nửa thời điểm. Hắn lại lặng yên không âm thanh chuyển đổi một vị trí, vây quanh Joseph khía cạnh. Cái này tà vọng lại còn hiểu được dương đông kích tây. Hư nhược Joseph quả nhiên bị trước đó cái kia một tiếng chi tiếng hấp dẫn, ánh mắt chằm chằm vào lợi chảo tà vọng ban đầu vị trí, hồn nhiên không biết lợi chảo tà vọng từ khía cạnh hướng hắn đánh tới. Sắc bén tà ác móng vuốt, tàn nhẫn hướng Joseph phần eo móc đi. Quá mức a, Tống Thư Hàng nguyên thần sắc mặt cứng đờ. Đánh người không đánh mặt. Đâm người không đâm thận. Điểm ấy tố chất đều không có, còn làm cái gì tà vọng. Thế là, Tống Thư Hàng nguyên thần mắt trái sáng lên, một tia sáng cấp tốc quét về phía tà vọng. Mặc dù không có nhục thân nho ra thánh nhân chi nhãn gia trì, nhưng hắn hiện tại đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, chắc lần này cường giả dám định thuật xuống dưới, thấp hơn thất phẩm tồn tại đều muốn thể nghiệm một đợt tình thương của mẹ. Mà cái này mới sinh tà vọng, đơn thể tố chất cũng liền nhị phẩm tà hữu, căng hết cỡ tam phẩm. Cường giả dám định thuật đánh chúng tà vọng về sau, cái này tà vọng ba một chút rơi xuống tại đất. Hắn hình cầu thân thể bành trướng một vòng, trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Mà Joseph bén nhạy nghe được lợi chảo tà vọng rơi xuống đất thanh âm, hắn quơ đại kiếm, dùng sức hướng phía thanh âm vang lên chỗ chém tới. Một kiếm này vừa vặn chạm tại tà vọng bành trướng trên thân thể. Chi 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 lợi chảo tà vọng tiếng kêu rên liên hồi, lần nữa điên cuồng lui lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Nhưng là, lấy cảnh giới của nó căn bản là không có cách phát giác được Tống Thư Hàng thất phẩm nguyên thần. Dò xét một vòng về sau, hắn không có phát hiện bất luận cái gì vật thể, liền nghi ngờ cúi đầu xuống mới sinh tà vọng, trí lực cũng không phải là quá cao. Chi 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 lúc này, chung quanh vang lên một trận tiếng kêu. Từ sát phách,
có hơn 10 chỉ lợi trảo tà vọng bay tới, chui vào đến Joseph nhà viện tử. Những thứ này lợi trảo tà vọng, là quần sinh trạng thái. Trong sân nhỏ, nồng đậm sương mù lui tán là Tống Thư Hàng một kích kia cường giả giám định thuật hiệu quả. Cường giả giám định thuật hiệu quả cực kỳ bá đạo, không chỉ có để lợi trảo tà vọng tiếp nhận yêu thống khổ, càng trực tiếp đem phương viên 5 mét bên trong chướng nhãn pháp nồng vụ xua tan. Sương mù tản ra về sau, Joseph sắc mặt cứng đờ, pháp chết chắc. Hắn thấy được 11 con quái vật, chính nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Bản thân liều mạng chém ra một kiếm, cũng không làm rơi một con quái vật. Mà đồng dạng cường đại quái vật, vẫn còn có 10 cái. Cái này còn thế nào chơi? Joseph đắng chát nhìn qua mắt sau lưng. Nhà của hắn, thê tử của hắn, nữ nhi của hắn, hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất hết thảy, đều ở sau lưng. Đã lui không thể lui. Không thể lui lại. Cho dù là chết, cũng không thể lui lại. Joseph gắt gao nắm lấy đại kiếm, nhưng thể nội cảm giác suy yếu không ngừng dâng lên, ngày bình thường bỏ rơi hổ hổ sinh uy đại kiếm, bây giờ lại biến vô cùng nặng nề. Liền mí mắt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Đáng tiếc, nếu như có thể hướng sư phụ lại nhiều học một chiêu nửa thức. Nếu như có thể giống sư phụ cường đại như vậy, Joseph lẩm bẩm nói. Trước mắt, 11 con lợi trảo tà vọng nhìn ra Joseph suy yếu. Tại một sát na, bọn chúng đồng bộ hướng Joseph phát động công kích. 11 đối móng vuốt sắc bén, muốn đem Joseph xé thành mảnh nhỏ. Joseph gào thét lớn, dùng hết tất cả khí lực giơ cao đại kiếm. Nắm chặt, một mực nắm chặt kiếm của ngươi, có thể là sắp chết, xuất hiện nghe nhầm, Joseph bên tai cứ nhiên nghe được sư phụ thanh âm. Môi khô khốc một bên, có một giọt thủy rơi xuống, thuận cổ họng của hắn, chảy vào thân thể. Phảng phất có một cổ tân sinh lực lượng, từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra. Huy kiếm sư phụ thanh âm vang lên lần nữa. Đồng thời, có vô hình lực lượng tại dẫn dắt thân thể của hắn, nhượng hắn bày ra một cái hoàn toàn mới huy kiếm tư thế. Joseph thuận thế, dùng sức đem kiếm chém ra. Lóa mắt đến chói mắt thánh quang, từ trên kiếm của hắn tăng vọt. Thánh quang hóa thành to lớn thập tự giá, đem trước người 11 con lợi trảo tà ma toàn bộ bao phủ tại trong kiếm quang. Thánh quang kiếm thuật thức thứ hai, thánh quang thập tự kiếm. Kiếm quyết, làm vinh quang mà chiến. Trên đại kiếm chỗ lấp lánh thánh quang, như là trong đêm tối thánh hỏa. Huy kiếm Joseph toàn thân tắm rửa tại thánh quang bên trong, tựa như trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ. Lại thêm trước đó uống xong điểm này hoạt tuyền nước, trong cơ thể hắn thâm hụt khí huyết bị cấp tốc bổ sung, thân thể hoạt tính hóa, thậm chí ngay cả khóe mắt nếp nhăn đều trở thành nhạt rất nhiều. Vì vinh quang mà chiến, Joseph hô to kiếm quyết. To lớn, chói mắt thập tự thánh quang kiếm khí, đem cái kia 11 con lợi trảo tà vọng bao phủ. 11 con lợi trảo tà vọng nội tâm một mảnh thật lạnh lấy bọn chúng hiện tại trí lực, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Rõ ràng là một cái suy yếu đến ngay cả đứng đều đứng không vững ra hỏa, vì cái gì đột nhiên lại có thể chém ra kinh khủng như vậy một kiếm. Bọn chúng muốn trốn tránh, nhưng ở thập tự thánh quang chém xuống thời điểm, bọn chúng liền bị khóa định. Ngay sau đó, thập tự thánh quang kiếm khí hung mãnh chạm trên người chúng, đem lợi trảo tà vọng cắt chém xé nát. Lần này, 11 con lợi trảo tà vọng ngay cả kêu thảm âm thanh cũng không kịp phát ra. Bọn chúng bị cắt nát thân thể nhao nhao rơi xuống đất, rơi đập tại tiểu viện trong đất bùn, tại mặt đất phiến đá bên trên lưu lại một cái màu đen ấn ký. Joseph đại kiếm trong tay, suy yếu rủ xuống đất. Lần này hắn triệt để bị móc sạch. Kiếm khí tiêu tán. Nhưng là, thánh quang nhưng không có dập tắt. Bọn chúng hóa thành hỏa diễm, bám vào lợi trảo tà vọng bị cắt nát trên thân thể, đem tà vọng triệt để đốt cháy, không cho bọn chúng có lần nữa tới qua cơ hội. Sống, còn sống. Joseph mỏi mệt nhìn về phía trước. Hắn yên lặng nhìn xem bị thánh quang đốt cháy tà ma thi thể. Cảm giác vừa rồi phát sinh hết thảy, đều phảng phất giống mộng. Thế là, ba Joseph không chút do dự cho mình một bàn tay. Đau nhức, hàm răng đều bị mình phiến đau. Mặt khả năng đều sưng lên. Nhưng là, không phải là mộng, thật còn sống. Còn sống thật là tốt. Sau lưng, Kỷ Song Tuyết cùng xuống lầu mụ mụ. Đã trải qua nhìn ngây người. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Joseph mỗi ngày khổ luyện kiếm thuật lại có cường đại như vậy. Cái kia thập tự thánh quang chạm, lạc ấn tại các nàng xem mắt màng bên trên, vung đi không được. Một khắc này, thân là phụ thân, trượng phu Joseph, quả thực như là phim ảnh bên trong nhân vật chính. Là sư phụ,
nhất định là sư phụ. Joseph dựng đại kiếm, mở miệng nói. Vừa rồi, tại thời khắc sắp chết, hắn nghe được sư phụ thanh âm. Thậm chí thân thể đều thuận một loại thần bí dẫn đạo, bày ra xuất kiếm tư thế. Càng quan trọng hơn là, cái này thức thứ hai, thánh quang thập tự kiếm, hắn chỉ là một cái máy phát xạ, cũng không phải là chân do hắn chém ra. Cái này nhất định chính là Trung Quốc công phu bên trong cách không truyền công sư phụ thông qua truyền công, để hắn chém ra vừa rồi một kiếm. Joseph ngẩng đầu chung quanh, nhưng là ngay cả trúc cơ đều không có hoàn thành hắn, không cách nào nhìn thấy Tống Thư Hàng nguyên thần. Chẳng lẽ, sư phụ là tại ở ngoài ngàn dặm, đối với hắn cách không truyền công? Joseph lâm vào trầm tư. 11 con lợi chảo tà vọng bị gạt bỏ về sau, bao phủ cư xá chướng nhãn mê vụ cũng bắt đầu dần dần tán đi. Tống Thư Hàng nguyên thần bình tĩnh nhìn qua Joseph. Joseph là cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Lấy hơn 40 tuổi tác, tại không có trúc cơ, chỉ dựa vào một đầu rất luyện thánh quang kiếm thuật thức thứ nhất, thánh quang chảm ác kiếm tình huống dưới, vậy mà có thể tiếp xúc đến thánh quang lực lượng. Có thể là thiên phú, cũng có thể là thể chất đặc thù. Nói như vậy, nói không chừng Joseph là cái bị mai một thánh quang thiên tài tu luyện cũng không nhất định. Như vậy, tới tìm ta đi. Tống Thư Hàng nguyên thần hướng về trong phòng bước đi. Mặc dù đã trải qua bỏ qua tu luyện tuổi tác, nhưng nếu như Joseph thật sự có lòng cầu đạo, nhận lấy hắn cái này đệ tử cũng không sao. Có lẽ tương lai thành tựu sẽ không quá cao, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới nhất phẩm hoặc nhị phẩm cảnh giới. Nhưng không quan trọng, hữu duyên so cái gì đều trọng yếu. Tả hữu bất quá tiêu hao một điểm tôi thể dịch cùng khí huyết đan. Mà lại, chất lỏng dịch chính hắn cũng sẽ chế tác. Tống Thư Hàng đi vào Kỷ Song Tuyết cùng nàng mẫu thân trước mặt, đưa tay điểm hướng các nàng mi tâm. Truyền thụ từ bạch tiền bối xóa đi ký ức thuật phù văn sáng lên. Muốn xóa đi sao? Tống Thư Hàng ngón tay có chút dừng lại. Dưới tình huống bình thường, vì không đem người bình thường cuốn vào tu chân giới hỗn loạn bên trong, gặp gỡ cùng loại sự kiện lúc, đại bộ phận tu sĩ chọn xóa đi ký ức loại thủ đoạn này. Làm như vậy không thể nói là tốt là xấu. Nói tóm lại là vô số tiền bối tu sĩ tổng kết ra kinh nghiệm. Xóa không xóa đi đều như thế. Lúc này, hamster tà ma thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng nguyên thần vang lên bên tai. Tống Thư Hàng cười khổ nói, Nhiễm Chân, người đột nhiên nói chuyện lúc có thể nhắc nhở trước một chút sao. Hamster tà ma món kia tao đỏ áo choàng ẩn hình công năng quá mạnh, không kém gì cái gì đều có thể bán đại lão nguyên trang cái chăn. Cho dù là nguyên thần trạng thái, Tống Thư Hàng cũng không cảm ứng được đối phương. Không thể, hamster tà ma nhanh vui mừng mà nói, người bình thường nhận tà vọng xương mù ảnh hưởng về sau, một hồi ý thức liền sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Nó vừa dứt lời, Kỷ Song Tuyết cùng nàng mẫu thân liền che lấy đầu, chau mày. Lại nói tiếp, hai người mềm mềm ngã xuống đất, lâm vào trạng thái hôn mê. Đợi các nàng sau khi tỉnh lại, thụ tà vọng ảnh hưởng, vừa rồi ký ức sẽ thay đổi mơ hồ. Thậm chí thể chất hư nhược lời nói không chừng sẽ còn bệnh nặng một trận. Vận khí tốt, thể chất mạnh, nói không chừng có thể lưu lại một chút mảnh vỡ ký ức. Hamster tà ma nói bổ sung. Dạng này cũng tốt, Tống Thư Hàng nguyên thần khẽ gật đầu. Nếu các nàng có thể nhớ kỹ Joseph liều chết chống cự tà vọng dáng vẻ, liền không thể tốt hơn. Nơi cửa Joseph nghe được sau lưng tiếng vang, quay người nhìn thấy vợ mình cùng nữ nhi hôn mê trên mặt đất, một trận kinh hoàng. Hắn kéo lấy đại kiếm xông vào phòng, đem khóa cửa bên trên mặc dù kinh hoàng. Nhưng hắn còn không có thất thố, còn biết phòng bị khả năng xuất hiện lần nữa lợi chảo tà vọng. Tống Thư Hàng nguyên thần bước ra phòng ở, hắn đưa tay vạch một cái, từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra một thanh thánh ấn đao gỗ, đưa nó chôn ở Joseph nhà viện tử lòng đất. Vốn là muốn tại Giang Nam địa khu lưu mấy cái tọa độ, ở đây trước lưu một cái cũng tốt. Sau đó, hắn đứng dậy hướng sát phách mấy hộ nhân ra bước đi. Nhận lợi chảo tà ma tập kích. Sát phách mấy hộ cư dân đều lâm vào trạng thái hôn mê, toàn thân suy yếu. Còn tốt người tới sớm một bước, trễ chút, tất cả cư dân có thể sẽ bị tà vọng mang đi, từ bốc hơi khỏi nhân gian. Hamster tà ma lên tiếng nói. Thân là một con thuần chủng cửu u tà ma, hamster hào chính nghĩa giá trị lại ở vào trung lập trạng thái, cái này tại cửu u thế giới cũng là đầu cơ kiếm lợi. Những này lợi chảo tà vọng là cái gì chủng loại? Tống Thư Hàng dò hỏi. Hắn đem trong đầu mình đã ghi lại tà vọng phổ cập khoa học bảo điển nội dung đối ứng một lần, bất quá không có tìm ra lợi chảo tà vọng tư liệu. Dù sao kia bản thật dày bảo điển, hắn mới nhìn 1/10 không đến. Một loại hồn loại cấp thấp tà vọng,
tên khoa học liền gọi quỷ trảo như ngươi thấy, sẽ bị chính khí, thánh quang loại hình thuộc tính lực lượng khắc chế. Loại này tà vọng không có địa bàn cố định, lưu lãng tứ xứ, như là đàn thú. Hamster tà ma lên tiếng nói. Dọn dẹp sạch sẽ sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Hamster tà ma đáp, chỉ cần sương mù tiêu tán, chính là bị triệt để dọn dẹp, cái kia sương mù là bọn chúng chỗ dung thân. Bất quá dưới tình huống bình thường, quỷ trảo đều là trên trăm con cùng lúc xuất hiện, lần này chẳng lẽ là bởi vì mới sinh nguyên nhân, số lượng tương đối thưa thớt. Hamster tà ma lại bổ sung một câu. Trên trăm con, Tống Thư Hàng trong lòng bất an, thần thức toàn lực triển khai, bao phủ toàn bộ cư xá, thậm chí thật sâu thẩm thấu xuống lòng đất. Tại hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, không cảm ứng được tà vọng khí tức. Chẳng lẽ, thật sự là mới sinh nguyên nhân đi? Đang khi nói chuyện, từ ngoài cửa sổ có một đạo đao quang cướp về. Là cửu tu phượng hoàng đao, nó lại sung sướng tại Tống Thư Hàng bên người xoay tròn. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cửu tu phượng hoàng đao lúc nào rời đi bên cạnh hắn rồi? Nó không phải một mực tại bên cạnh mình, cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng một chỗ vây lấy mình quay quanh sao? Chẳng lẽ là ngươi làm? Tống Thư Hàng đưa tay vỗ vỗ cửu tu phượng hoàng đao. Ông cửu tu phượng hoàng đao phát ra một trận đao minh. Xem ra, 89 phần 10 là nó nguyên nhân, cho nên cư xá bên trong lợi trảo tà vọng bị triệt để khu trừ. Đạo khí không hổ là đạo khí. Tống Thư Hàng nguyên thần tay phải trượt đi, một phát dưỡng đao thuật rơi trên người cửu tu phượng hoàng đao. Cửu tu phượng hoàng đao đao minh âm thanh biến càng vang dội. Tà đạo, hamster tà ma nhỏ giọng thầm thì nói. Đây là đao đạo. Tống Thư Hàng phản bác cự hào lão tổ một mình sáng tạo đao đạo. Dứt lời, hắn đi vào hôn mê cư dân bên người, kích hoạt tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tự mang chữa trị pháp thuật, vì mỗi cái hôn mê cư dân soát một phát. Chỉ dũ thuật là cái thứ tốt có bệnh trị bệnh, không có bệnh cũng có thể khu trục hạ tà vọng xương mù tổn thương. Lại nói, bá Tống Hào, người đối với người bình thường sử dụng nạp điện thuật không ổn đâu. Hamster tà ma ở một bên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nạp điện thuật, ta tại sử dụng chỉ dũ thuật A. Cái gì, ngươi trừ nạp điện thuật bên ngoài, lại còn sẽ chỉ dũ thuật. Hamster tà ma cả kinh nói. Tống Thư Hàng, cái này một đâm, trái tim bị đâm đau nhức. Chờ ta đem thành phố cấp trưởng tâm lôi tu luyện thành công về sau, nhất định phải làm cho ngươi kiến thức hạ nó uy lực kinh khủng. Để ngươi ngày đêm bị thành phố cấp trưởng tâm lôi ác mộng bao phủ. Trước đó hắn trưởng tâm lôi đã trải qua có đại thôn cấp uy lực, hiện tại tấn thăng thất phẩm tôn giả, trưởng tâm lôi uy lực nhất định có thể lại đề thăng một đoạn, biến thành chấn cấp trưởng tâm lôi không có vấn đề. Đợi đem khu dân cư tất cả hôn mê cư dân đều soát xong trị liệu về sau, Tống Thư Hàng nguyên thần đạp lên không trung, hướng phía dưới nhìn xuống. Những cái kia vỡ vụn cửa sổ loại hình, không thuận tiện bồi bổ. Hamster tà ma lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nói. Ta không có chữa trị cửa sổ kiếm kỹ năng, mà lại ta cũng không phải Hoàng Sơn mụ mụ, có thể bảo chứng cư dân bình an như vậy đủ rồi. Chuyện còn lại, liền từ những người khác đến phiền não đi. Yếu gà, ta chủ tại chỗ, chỉ cần trong nháy mắt phung lên, tất cả cửa sổ liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Hamster tà ma nói. Tống Thư Hàng. Hắn cảm giác thành phố cấp trưởng tâm lôi khả năng còn có chút không đủ, hắn muốn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tỉnh cấp trưởng tâm lôi làm ra đến. Để hamster tà ma biết lôi pháp khủng bố. Đi Tống Thư Hàng nguyên thần lướt lên, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trở về ký túc xá. Nguyên thần xuất khiếu không tầm thường A, ta thật vất vả vừa mới bay tới A, lại lập tức phải bay trở về. Ẩn thân trạng thái hamster tà ma thở dài, ngự lên cây tăm kiếm, phi tốc cướp về Giang Nam Đại học thành. Ngự kiếm phi hành so nguyên thần lược độn muốn chậm nhiều lắm. Giang Nam Đại học ký túc xá. Tống Thư Hàng nguyên thần quý vị. Hắn từ từ mở mắt, trong túc xá ba cái bạn cùng phòng chính chậm rãi. Nha, Thư Hàng ngươi lại sáng sớm đã dậy rồi. Bữa sáng là cái gì, thật là thơm. Cao Mỗ Mỗ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng khép lại tà vọng phổ cập khoa học bảo điển, hướng về phía hắn mỉm cười, lập tức liền muốn lên khóa, các ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút đi. Về thời gian tuyệt đối tới cùng, yên tâm đi. Cao Mỗ Mỗ từ trên giường bỏ xuống. Nào đó, ngươi có phải hay không lại mập? Ngươi từ trên giường bò xuống lúc, ta cái giường này bên trên đều tại chấn động. Thổ ba mơ mơ màng màng nói. Cao Mỗ Mỗ, ngươi không phải cũng giống nhau sao?
Tống Thư Hàng hai mắt lướt qua ba vị bạn cùng phòng, trong lòng một mảnh vui mừng cùng hắn nghĩ đồng dạng, Liễu Yêu Khinh Vũ đem ba vị bạn cùng phòng nuôi khá tốt. Có Khinh Vũ tại, ba vị bạn cùng phòng ăn khỏe mạnh, giấc ngủ chất lượng cũng đặc biệt tốt. Ngày mùa hè không cần lo lắng con muỗi, mùa đông không cần lo lắng nhiệt độ không khí. Liền ngay cả Dương Đức, rõ ràng ở bên ngoài thuê phòng ở, nhưng bây giờ phần lớn thời gian nhưng vẫn là thích về ký túc xá đến ở. Chờ sau khi tốt nghiệp, ba vị bạn cùng phòng nếu là đột nhiên rời đi Khinh Vũ, không biết bọn hắn có thể thích ứng hay không. Lại nói, hôm nay Thư Hàng người có chút kỳ quái. Thổ Ba rời giường đánh răng xong về sau, đột nhiên lên tiếng nói. Dù sao ta không phải Khinh Vũ a. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, hôm nay đang nhìn một quyển sách, khả năng nhận lấy trong sách nội dung ảnh hưởng. Không, ta nói là hôm nay nhìn thấy ngươi lúc, muốn mở miệng gọi ngươi bá ma. Thổ Ba lên tiếng nói. Ta cũng vậy, nhưng ta muốn mở miệng gọi bá nho. Cao Mỗ Mỗ nói bổ sung. Dương Đức ngươi đây, có hay không loại cảm giác này? Thổ Ba hỏi. Dương Đức trên mặt lộ ra nụ cười không tự nhiên, ta cùng Thổ Ba ngươi đồng dạng, muốn mở miệng gọi bá ma. Bá ma cùng bá nho vậy thì thôi, nhưng vì cái gì hắn muốn mở miệng gọi bá? Bá, Tống. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động một chút, hắn nhìn về phía mình ngón út bên trên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hiệu quả vẫn còn, thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả hẳn là bị áp chế. Là lượng điện không đủ, ta đem chiếc nhẫn giao cho ngươi thời điểm, lượng điện liền không nhiều lắm. Hamster tà ma thanh âm vang lên lần nữa, mơ hồ trong đó nghe được thanh âm của nó có chút thở hổn hển. Tống Thư Hàng. Cho nên, muốn nạp điện sao? Đi đi, lên lớp. Dương Đức lớn tiếng nói hắn không muốn lại đề lên bá bá Tống cái đề tài này, thế là cưỡng ép mang tiết tấu. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, thuận Dương Đức tiết tấu, tạm thời tránh đi đề tài này. Đồng thời tay phải hắn không ngừng tại trên mặt nhẫn ma sát, điên cuồng sử dụng nạp điện thuật, vì chiếc nhẫn này bổ sung năng lượng. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất nhập học. Tống Thư Hàng cùng ba cái bạn cùng phòng chiếm cứ vị trí cũ. Sau đó, Tống Thư Hàng tại kia bản tà vọng phổ cập khoa học bảo điển bên trên thả ra một cái đơn giản huyễn thuật, đưa nó ngụy trang thành sách giáo khoa, thừa dịp giờ đi học, cố gắng đem trên sách nội dung ghi lại. Đồng thời, hắn đem phách toái bảo đao tế ra, để phách toái ở vào ẩn hình trạng thái, ngự đao phi hành, tại đại học thành phạm vi tiến hành tuần tra, lục soát ẩn núp tà vọng. Phách toái đao từng vòng tuần tra. Tà vọng không thấy được, ngược lại là tìm được mấy vị thú vị thân ảnh. Ba vị trên bờ vai treo phù văn thân ảnh, thân phụ ẩn hình pháp thuật, lặng lẽ chui vào Giang Nam Đại học thành. Chúng ta dạng này chui vào không có vấn đề sao? Nghe nói nơi này là vị kia đạo trường, là hắn hồng trần lịch luyện chỗ. Một vị thiếu niên gầy teo nhỏ giọng nói. Chúng ta chỉ là tới tìm kiếm tà vọng, bá Tống Huyền Thánh hẳn là sẽ không để ý a. Đừng đề cập vị kia danh tự, sẽ mang thai. Mà lại nơi này là vị kia đạo trường, người nhắc lên hắn thánh hào, khẳng định sẽ bị cảm ứng được. Trong hư không, bá Tống bảo đao khẽ chấn động. Muốn hay không thỏa mãn hạ ba vị này đạo hữu nguyện vọng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hai vị huynh trưởng, các ngươi đã tại sách vị kia tên. Nhỏ gầy bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền tâm tắc nói. Liền không thể thêm chút tâm sao. Bắt yêu nhân nhóm tại đầu sắt bên trên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ nhiều không. Bên cạnh hai vị lớn tuổi chút bắt yêu nhân nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Lục Phong người cái này ngốc thiếu, trước khi ra cửa đã lặp đi lặp lại nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên đề cập vị kia thánh hào, ngươi vì cái gì lại phải sách. Vị kia nói để danh chữ sẽ mang thai bắt yêu nhân hạ giọng nói. Lục Phong phản bác, nhưng ta không sách mang thai, nhắc lên mang thai cái này từ mấu chốt chính là ngươi. Nếu không, hôm nay chúng ta rút lui trước đi, ta cảm giác đã có ánh mắt đang nhìn chăm chú chúng ta. Trương Tiểu Phiền nói khẽ. Bọn hắn nói không chừng đã bị bá Tống Huyền Thánh để mắt tới. Lại thêm bên người hai vị này huynh trưởng thuộc về đóng cửa khổ tu hình, ngoại trừ đuổi bắt yêu tà bên ngoài, cái gì cũng không biết. Đối nhân tình lõi đời lại không hiểu, đầu sắt vô cùng. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là khu trừ tà vọng, nói không chừng còn không có gặp tà vọng, bọn hắn liền bị bá Tống tiền bối giáo làm người. Cảm giác vẫn là trở về điều chỉnh bên dưới trạng thái, trọng trấn cờ trống. Vị kia nhắc lên mang thai bắt yêu nhân hơi suy nghĩ một chút về sau, trầm giọng nói, nếu không, chúng ta trực tiếp đi tiếp bá Tống tiền bối đi. Bên cạnh vị kia gọi Lục Phong bắt yêu nhân lắc đầu nói, muốn đi ngươi đi,
ta liền xem như từ trên lầu nhảy đi xuống, cũng sẽ không đi gặp bá. Bá! Hắn kém chút lại phải gọi ra vị kia thánh danh. Nhỏ gầy bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền thở dài, ta có một cái đề nghị, chúng ta vẫn là đừng như vậy lén lút tiến đến. Đã vị kia tại Hồng Trần lịch luyện, vậy chúng ta liền lấy chính quy thân phận tiến đến, cứ như vậy, chỉ cần chúng ta đừng vượt tuyến, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Chính quy thân phận, học sinh chuyển trường, bắt yêu nhân Lục Phong xoa cằm nói. Trương Tiểu Phiền mắt nhìn một mặt đại hồ tử Lục Phong, sau một lúc lâu nói, thân phận linh hoạt điểm, dự thính sinh, giao lưu sinh hoặc là tương tự thân phận, thậm chí có thể là công nhân vệ sinh, hộ lý nhân viên, chỉ cần là chính quy thân phận là được. Ta đi thao tác một cái đi. Ba vị ẩn thân bắt yêu nhân, lại tạm thời thối lui. Tống Thư Hàng. Vừa rồi hắn thật sự có muốn đương một lần cầu nguyện đèn thần suy nghĩ, bất quá ngẫm lại vẫn là tạm thời coi như thôi. Cái này ba cái bắt yêu nhân mục tiêu là Giang Nam Đại học thành bên trong ẩn giấu tà vọng. Nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Bất quá vẫn là cần nhắc nhở trước bọn hắn, đừng quá nóng, đặc biệt là Liễu Yêu Khinh Vũ còn cắm rễ ở trong rừng cây. Thế là, Tống Thư Hàng đưa tay tại bản thân mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Thứ ba thần nhãn kích hoạt. Hắn một đạo ý niệm thông qua thứ ba thần nhãn, trực tiếp truyền đạt đến ba cái bắt yêu nhân trong đầu viễn trình số liệu tin tức quán thâu. Chính lặng lẽ tạm thời lui cách, chuẩn bị lấy chính quy thân phận lại đi vào trường học ba vị bắt yêu nhân, đột nhiên thân hình cứng đờ. Ở tại bọn hắn bước ra trường học đại môn trong nháy mắt, có một đạo vô cùng uy nghiêm, vô cùng kinh khủng ý niệm, trực tiếp phù hiện ở ý thức của bọn hắn bên trong. Cái kia đạo ý niệm, cuồn cuộn vô hạn, như là vũ trụ. Đối mặt cái kia đạo ý niệm, bọn hắn phảng phất như là vô hạn trong vũ trụ, một điểm không đáng chú ý bụi bặm. Ba vị bắt yêu nhân kém một chút liền muốn không chịu nổi. Tốt tại, đạo này đáng sợ ý niệm cũng không có ác ý, chỉ là đơn giản tại hướng bọn hắn truyền lại mấy cái tin tức. Nam sinh ký túc xá sau trong rừng cây, có một gốc liễu thụ yêu, đó là Bạch Thánh Quân sủng vật, đừng quấy rầy nàng. Trong trường học thỉnh thoảng sẽ có một gốc hành lá yêu đi dạo, đó là của ta nhân viên, đừng đánh nàng chủ ý. Nếu như nhìn thấy một đầu ngự kiếm phi hành chuột hamster, cũng đừng có to gan ý nghĩ, nếu không ai cũng cứu không được các ngươi. Bắt yêu nhân tại đối mặt yêu vật lúc, sẽ có một loại sôi trào xúc động. Bất quá theo thời gian trôi qua, đương thời bắt yêu nhân đã cùng thời kỳ viễn cổ khác biệt, loại này xúc động đã có thể ức chế. Tin tức truyền lại hoàn tất về sau, cái kia uy nghiêm ý niệm liền thu hồi, tiêu tán. Ba vị ẩn thân bắt yêu nhân như chút được gánh nặng, ba người há mồm thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Tu vi yếu nhất Trương Tiểu Phiền thậm chí đến dựa vào vách tường, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Liễu thụ yêu, hành yêu, chuột hamster yêu. Vừa rồi ý niệm, chính là bá Tống Huyền Thánh sao. Quá kinh khủng, cái kia ý niệm như là vô hạn vũ trụ, để cho ta căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không sai. Bá Tống Huyền Thánh căn bản không phải phổ thông huyền thánh. Hắn là đang tại thực tiễn bản thân đạo đỉnh phong kiếp tiên, lúc nào cũng có thể bước ra chính mình đạo, chứng đạo trường sinh giả. Ba vị bắt yêu nhân liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, bá Tống Huyền Thánh cũng không có ngăn cản chúng ta tiến vào Giang Nam Đại học thành. Vừa rồi đạo này tin tức, chẳng khác gì là cho phép chúng ta tiến vào. Trương Tiểu Phiền lên tiếng nói. Sở dĩ, mới có thể cảnh cáo bọn hắn. Đừng đi đụng chạm sinh hoạt tại Giang Nam trong đại học ba cái sủng vật. Trước về, chuẩn bị chính quy thân phận lại đi vào. Nhưng đến lúc đó hành động tuyệt đối không nên quá mức. Trương Tiểu Phiền lại bổ sung. Nghỉ ngơi một lát sau, ba vị bắt yêu nhân trạng thái khôi phục một chút, lặng lẽ thối lui. Theo thời gian kim đồng hồ quý vị, buổi sáng chương trình học kết thúc. Tà vọng cũng không có hiện thân. Tống Thư Hàng khép lại trong tay tà vọng phổ cập khoa học bảo điển. Một cái buổi sáng thời gian, hắn rốt cục đem toàn bộ nội dung nhớ cho kỹ. Thậm chí trong đầu đem tất cả tà vọng khu trừ, phong ấn phương án thôi diễn một lần. Hiện tại hắn bao nhiêu tính cái trên lý luận chuyên gia. Sau đó, liền nhìn thực chiến hiệu quả. Thư Hàng, làm sao còn đang ngẩn người? Ăn cơm đi, Thổ Ba lên tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng cười khoát tay áo, tới, đúng rồi. Xế chiều hôm nay, chúng ta gọi thức ăn ngoài a. Cao Mỗ Mỗ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gần nhất một mực đem đồ ăn thu hút phải chú ý dinh dưỡng phối hợp bày ở bên miệng Tống Thư Hàng, vậy mà lại lựa chọn gọi thức ăn ngoài. Gần nhất ta có một vị, hảo bằng hữu, mở nhà gọi thực uyên các nhà hàng,
ta xem một chút có thể hay không gọi đặc biệt bán tới. Tống Thư Hằng nói, Sở Sở tại Biệt Tuyết Tiên Cơ nơi đó tu luyện, vừa vặn có thể cho Sở Sở luyện tay một chút. Tống Thư Hằng lấy điện thoại di động ra, mở ra phần mềm chat. Sau đó, theo thói quen điểm mở Cửu Châu Nhất Hào Quần. Quần bên trong hôm nay vẫn như cũ náo nhiệt. Bắc Hà tán nhân, dược sư cung cấp phương pháp cũng không được sao. Tố Tố tâm hệ thương sinh, không được, không có hiệu quả. Sầu người, nhà ta đệ tử hiện tại đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào bay. Tố Tố tiên tử là lần trước cùng Vân Trung tiên khách đạo trưởng cùng một chỗ xuất quan cái vị kia tiên tử, là thương sinh đạo phó tông chủ. Các tiền bối đang nói chuyện gì? Tống Thư Hàng ngón tay nhanh chóng huy động, kéo ra nói chuyện phiếm ghi chép, phi tốc xem một lần. Lại là tà vọng. Thậm chí ngay cả một số tu sĩ môn phái phụ cận, đều xuất hiện tà vọng. Những thứ này tà vọng, có bị tu sĩ thuận tay giải quyết, nhưng có chút ít lưu ý tà vọng, nhất thời nửa khắc tìm không thấy phương pháp giải quyết. Thương sinh đạo bên cạnh, liền xuất hiện một con sông lớn kỳ quái tà vọng. Cái này tà vọng trong một đêm hiển hiện, vây quanh thương sinh đạo hộ tông đại trận lượn quanh một vòng. Cái này sông lớn tà vọng, không ăn phong ấn pháp thuật. Mà lại bản thân sức khôi phục siêu cường, pháp thuật công kích đến đi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà lại mấy đợt về sau liền sẽ đối tương tự pháp thuật sinh ra kháng tính. Tống Thư Hàng xoa cằm, trong đầu nhanh chóng đem sông lớn tà vọng cùng trong đầu tư liệu so sánh. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Dược sư, thất thu tiền bôi có tra được tư liệu sao? Dược sư gần nhất đang dùng giọng nói đưa vào văn tự, rõ ràng chính hắn cảm giác tiếng phổ thông còn rất tiêu chuẩn, nhưng biến thành văn tự sau khi được thường sẽ xuất hiện chữ sai. Còn không bằng để Giang Tử Yên thay đánh tới nhanh. Thuận tiện còn có thể làm chút chuyện vui sướng. Gần mấy trăm năm bên trong xuất hiện tà vọng bên trong, không có này chủng loại hình. Ta vẫn còn tiếp tục tìm, cho ta chút thời gian. Cảm giác có chút đầu mối. Thất Tu Thánh Quân trả lời. Thất Tu Thánh Quân thân là Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong học thức uyên bác nhất thành viên, các thành viên gặp gỡ khó mà giải quyết vấn đề thường thường sẽ nghĩ tới hắn. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ta bên này tìm được một phần cùng loại tà vọng ghi chép. Nhưng chỉ là đơn giản đề một câu, không giảng thuật tà vọng là thế nào được giải quyết. Sự tình tại 700 năm trước, tại địa Trung Hải ven bờ vị trí xuất hiện qua tương tự như Giang Hà tà vọng. Cho dù là ngũ phẩm linh hoàng cấp pháp thuật công kích, đối với nó cũng không có hiệu quả. Thất Tu tiền bối, ngươi tìm xem nhìn có hay không 700 năm trước tương quan ghi chép. Ta đi xem một chút đoạn thời gian đó tư liệu, Thất Tu Thánh Quân trả lời, mặt khác, liên hệ với Bạch Đạo Hữu hay chưa? Đông Phương Lục tiên tử trả lời, Bạch tiền bối vẫn là không có hồi phục. Lại nói, có phải hay không là cái này tà vọng phi thường quỷ dị, Bạch tiền bối tránh hung su cắt năng lực phát động rồi. Diệt Phượng công tử lên tiếng nói. Tố Tố tâm hệ thương sinh, công tử đừng dọa ta. Trước mắt đầu này sông lớn tà vọng còn không có động tác khác, chỉ là bao quanh hộ tông đại trận, làm cho không người nào có thể vượt qua sông lớn. Chúng ta thương sinh đạo chỉ là cái môn phái bình thường, có thể chịu không được dày vò. Tố Tố tiên tử, người có thể chụp tấm hình sông lớn tà vọng ảnh chụp tới sao? Tống Thư Hàng tại quần bên trong đưa vào đạo hắn vừa đi theo Cao Mỗ Mỗ ba người về ký túc xá, một bên trên điện thoại di động nhanh chóng đưa vào. Tu sĩ cường đại giác quan có thể cam đoan hắn bên cạnh chơi điện thoại liền bước đi cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Vừa rồi, Tống Thư Hàng đang tán gẫu trong ghi chép lật lên trên lật, không tìm được tà vọng ảnh chụp. Ta cái này có mấy chương hình ảnh, cái này truyền cho ngươi. Tố Tố tiên tử trả lời. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc, Thư Hàng, Bạch tiền bối không cùng ngươi ở chung một chỗ sao? Không có đâu, Bạch tiền bối tại thú tu giới. Sở dĩ điện thoại khả năng liên lạc không được, các ngươi có thể lên ta thành lập Cửu Châu Nhị Hào Quần, dùng Nhị Hào Quần liên hệ Bạch tiền bối A. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nghe được Tống Thư Hàng hồi phục về sau, Bạch Hạc chân quân tâm tình sảng khoái. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Tống Thư Hàng không nhắc lên việc này lời nói, bởi vì thiên đạo phòng tối tác dụng, Hoàng Sơn tôn giả trong lúc nhất thời không nhớ tới hắn được đề thăng làm Cửu Châu Nhị Hào Quần quần chủ, sự hắn đều tận lực không đi nghĩ Cửu Châu Nhị Hào Quần. Hiện tại Tống Thư Hàng vừa nhắc tới, Hoàng Sơn tôn giả tâm can liền bắt đầu chứng đau. Bắc Hà tán nhân, ta thử qua, nhưng Nhị Hào Quần lại tại thăng cấp trạng thái, cự ly thăng cấp hoàn tất còn có 3 ngày. À, tại sao lại thăng cấp? Tống Thư Hàng nghi ngờ đem ý thức chui vào tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong. Gia tăng virus dự cảnh công năng mô đun,
dự tính thăng cấp cần 3 ngày thời gian. Tống Thư Hàng. Đúng, là chính hắn mời Long Lạc nữ sĩ lâm thời thêm virus dự cảnh công năng, vì phòng ngừa thiên đạo di thuế cầu đối với hắn khởi xướng công kích từ xa. Lúc này, Tố Tố tiên tử đã đem ảnh chụp phát đến quần bên trong, lại cho Tống Thư Hàng nói chuyện riêng phát một phần. Nàng còn đem sông lớn tà vọng một số đặc thù lại phát một lần. Cái này tà vọng sông lớn có được một số quỷ đà tường đặc thù, xâm nhập trong đó về sau, vô luận xâm nhập bao sâu, chuyển lại sẽ hồi quy nguyên vị. Nhưng chỉ cần từ hắn trên không lướt qua, lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Tống Thư Hàng xoa cằm, chằm chằm vào những hình này cùng manh mối. Một lát sau, có kỹ càng tình báo cùng ảnh chụp, hắn rất mau đem cái này sông lớn tà vọng cùng mình trong đầu số liệu đối ứng. Hẳn là hắn, bị chém đứt long mạch biến thành đoạn long tà vọng, bất kể là từ hình thái vẫn là đặc thù bên trên đều không có khác biệt. Sau đó nó phương án giải quyết, Tống Thư Hàng não hải điều thủ tín hơi thở. Đồng thời, hắn hướng chuột hamster hào truyền âm nói, nhiễm chân. Bạch tiền bối cho ta tà vọng phổ cập khoa học bảo điển bên trên nội dung, có thể truyền ra ngoài a. Ngươi tùy ý, tà vọng đối với chúng ta tới nói chỉ là hiện thế bên trong chơi vui hơn đồ vật. Chỉ cần mang mấy con thú vị hình về cửu thế giới thí nghiệm là đủ. Chuột hamster tà ma trả lời. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn biết lại là đáp án này, bất quá cẩn thận hỏi thăm một câu là lễ phép. Dù sao bản này tà vọng bảo điển bên trên, không chỉ có được liên quan tới tà vọng chi thức, còn có được nhiều loại phong ấn chi pháp, hoàn toàn có thể đưa về công pháp một loại. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tống Tôn Giả, Tố Tố Tâm Hệ Thương Sinh. Tố Tố tiên tử. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này sông lớn tà vọng hẳn là đoạn long tà vọng. Hắn là từ đại biểu khí vận long mạch bị người vì chặt đứt về sau, trong năm tháng dài đằng đẵng ngưng tụ mà thành. Bởi vì bản thân nó liền đại biểu cho khí vận, sở dĩ đối phó hơi có chút cấn tay. Phổ thông pháp thuật đối với nó hiệu quả không lớn. Cái kia muốn làm sao giải quyết hắn? Tố Tố tiên tử nhanh chóng trả lời. Đơn giản nhất chính là lấy vượt qua hắn cực hạn chịu đựng lực lượng. Một hơi đưa nó đánh tan. Hoặc là, tìm một cái có được đại khí vận đạo hữu, nhưng hắn hướng đoạn long tà vọng bên trong đứng một chút, cái này đoạn long tà vọng tự sụp đổ. Tống Thư Hàng trả lời. Ném một cái bạch tiền bối đi vào. Đồng quái tiên sư trả lời. Bắc Hà tán nhân, ta cảm giác ném một cái đồng quái đi vào hiệu quả cũng không tệ. Vậy điểm bạch tiền bối ảnh chụp đi vào có thể có hiệu quả không? Bạch Hạc Chân Quân đề nghị. Tố Tố tâm hệ thương sinh. Nhưng là hiện tại bạch tiền bối liên lạc không được a. Tố Tố tiên tử không cần hoảng, đoạn long tà vọng bản thân là long mạch biến thành. Sở dĩ, người có thể dùng phong ấn long mạch kim châm phong long trận trước đối với nó tiến hành hạn chế, để nó không cách nào lại nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời kim châm phong long trận còn có thể đối đưa nó đóng đinh tại nguyên chỗ, không có đạt được bổ sung tà vọng, liền sẽ không ngừng suy yếu. Tống Thư Hàng lại về nói bổ sung. Kim châm phong long trận là một cái ngũ phẩm phong ấn trận pháp, bình thường dùng để hạn chế long mạch hoặc là linh mạch, tu chân giới người biết không ít. Kim châm phong long trận ta hội ta lập tức đi thử xem. Tống Tôn Giả, tạ ơn Tố Tố tiên tử nhanh chóng hồi phục, hạ tuyến đi nếm thử. Tống Thư Hàng mỉm cười. A thoải mái. Chính là loại cảm giác này. Loại này trở thành một cái đáng tin đại tiền bối cảm giác, thoải mái thấu. Ân. Chờ Tố Tố tiên tử thật sự đem sông lớn tà vọng định trụ về sau, hắn còn có thể cho tiên tử phi kiếm chuyển phát nhanh một khối hành ngọn đi, nhìn xem có thể hay không vỡ vụn cái kia tà vọng sông lớn. Thông nương thế nhưng là tam nhãn tiền bối kim khẩu xác định có được thiên đạo chi tư tồn tại. Còn có Xích Tiêu tử đạo trưởng, cũng là đem thông nương xem như tương lai thiên đạo bồi dưỡng. Đây chính là có được thiên đạo khí vận hành ngọn, trấn áp tà vọng sông lớn hẳn có thể được. Lại nói, Thư Hàng. Người có phải hay không bị trộm ních rồi? Tuyết Lang động chủ đột nhiên lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng. Tuyết Lang tiền bối câu nói này, quả thực giống như là tại Tống Thư Hàng đáy lòng bên trên rỉa một cái kịch liệt đau nhức. Tống Thư Hàng cảm giác, nếu như tương lai mình còn có thể sinh ra tâm ma lời nói, vậy nhất định sẽ cùng trở thành một cái đại tiền bối cái này siêu tập có quan hệ. Đã từng bắt đầu, khẳng định hơi hơi đắng chát lại khiến người dư vị vô tận hương vị. Nghĩ như vậy thời điểm. Tống Thư Hàng đột nhiên có chút mong đợi. Tâm ma kiếp, là tu sĩ tu luyện kiếp sống bên trong rất khó né qua một quan. Dù là đạo tâm lại kiên định, cũng sẽ có tâm ma quấy nhiễu khả năng. Hắn hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Ăn cơm, nói chuyện phiếm, thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh.
cơm trưa là thông qua thánh ấn đao gỗ vì Từ Tiêu, Từ Biệt Tuyết Tiên Cơ Thực Uyên các cái kia mang tới sở luyện tập thức ăn. Những này luyện tập thức ăn, đều là dùng linh lực ẩn chứa lượng cực nhỏ nguyên liệu nấu ăn làm chủ chế tác mà thành, bởi vì sở trù nghệ còn không có đạt tới tiêu chuẩn, nhóm này luyện tập thức ăn không đủ hoàn mỹ, cho nên cũng sẽ không đối ngoại gửi bán. Cho nên trải qua Biệt Tuyết Tiên Cơ cho phép sau, những này luyện tập thức ăn đều bị Tống Thư Hàng lấy đi. Biệt Tuyết Tiên Cơ thậm chí đều không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Tống Thư Hàng lưu lại cái kia phần thịt kho tàu thiên kiếp cùng phong ấn tam phẩm lôi kiếp, đối Biệt Tuyết Tiên Cơ đến nói, quả thực là mở ra tiên chủ tân đại môn. Nàng hiện tại chính vùi đầu đau khổ nghiên cứu thịt kho tàu thiên kiếp thực đơn, càng là nghiên cứu, nàng liền càng cảm giác sáng tạo cái thiên kiếp này thực đơn tiền bối, gan to bằng trời lại tràn đầy sức sáng tạo. Chỉ có chân chính tiên chủ mới có thể đọc hiểu phần này thực đơn phía sau ẩn chứa tin tức, cùng sáng tạo phần này thực đơn tiền bối vĩ đại. Cảm giác này, giống Tống Thư Hàng loại này tiên chủ người ngoài ngành, là không thể nào hiểu được. Biệt Tuyết Tiên Cơ hiện tại nhớ Tống Thư Hàng trong tay hoàn chỉnh thiên kiếp thực đơn thân là tiên chủ, ăn trong chén nhìn xem trong nồi chính là cơ bản thao tác. Cho nên, Tiên Cơ hiện tại đối Tống Thư Hàng phá lệ thân thiết, một chút việc nhỏ bên trên càng là hữu cầu tất ứng. Buổi chiều nhập học, Tống Thư Hàng trước khi đến nhập học phòng học trên đường, thần thức liền bắt giữ một chương quen thuộc khuôn mặt mới. Là vị kia nhỏ gầy bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền. Hắn lần này thông qua chính quy thủ tục, lấy một vị dự thính sinh thân phận, tiến vào Giang Nam Đại học thành. Dự thính sinh thân phận, để hắn có thể không theo chương trình học, đến mình muốn phòng học khách mời, thuận tiện lục soát Tả Vọng tung tích. Bất quá, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình buổi chiều tùy tiện một tuyển. Lựa chọn phòng học chính là bá Tống Huyền Thánh buổi chiều lên lớp địa phương. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, đây chính là duyên nha. Hắn nhẹ nhàng xoay tròn lấy trên ngón tay bạch tiền bối cho hắn chiếc nhẫn, áp chế thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả. Tại phát giác được Trương Tiểu Phiền về sau, Tống Thư Hàng liền cố ý tránh đi đối phương cảm ứng, cùng bạn cùng phòng từ cửa sau tiến vào phòng học, tận lực không làm cho bạo động. Trừ Trương Tiểu Phiền. Một vị khác gọi Lục Phong bắt yêu nhân cùng cái thứ ba đồng bạn, lấy công nhân vệ sinh cùng bảo an thân phận, xen lẫn vào Giang Nam Đại học. Chỉ cần không làm cho hỗn loạn liền tốt, Tống Thư Hàng mỉm cười, một lần nữa lấy ra một bản thật dày sách lớn. Bản này sách lớn, là viễn cổ ngôn ngữ giáo trình. Hắn bây giờ đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, lại không học thêm chút viễn cổ ngôn ngữ, liền muốn trở thành tôn giả sỉ nhục. Càng quan trọng hơn là... Đã từng bạch tiền bối và vài vị tiền bối, đều nhắc nhở qua hắn, để hắn sớm một chút đem viễn cổ ngôn ngữ nắm giữ. Viễn cổ ngôn ngữ, mỗi một cái văn tự bản thân liền ẩn chứa lực lượng, bọn chúng đối bát phẩm huyền thánh giải đọc pháp tác rất có ích lợi. Có thể nói viễn cổ ngôn ngữ là đỉnh tiêm thất phẩm tôn giả cùng bát phẩm huyền thánh môn bắt buộc. Buổi chiều chương trình học, tại Tống Thư Hàng nghiêm túc học tập bên trong, nhanh chóng trôi qua. Học tập khiến người vui vẻ. Chính là viễn cổ ngôn ngữ tương đối khó đọc. Đơn giản biết chữ vẫn được, nhưng muốn đem bọn chúng đọc lên đến, dẫn dắt ra lực lượng của bọn chúng, liền không dễ dàng. Mặt khác, con kia tà vọng cũng không có hiện thân, cũng không biết là cái gì loại hình tà vọng. Tan lớp, Thư Hàng, đi, thổ ba kêu. Tống Thư Hàng thu hồi viễn cổ ngôn ngữ, đuổi theo bạn cùng phòng, đồng thời lặng lẽ tránh đi vị kia Trương Tiểu Phiền cảm giác. Ban đêm có sắp xếp sao? Cao Mỗ Mỗ hỏi. Lúc này Dương Đức nói, gần nhất vẫn là ở tại ký túc xá đừng đi ra, ta vừa lấy được tin tức, Giang Nam Đại học thành phụ cận một cái cư xá phát sinh thần bí vụ án, nhiều hộ cư dân nhà pha lê, đại môn bị nện, cư dân lâm vào hôn mê. Vụ án phát sinh địa điểm khoảng cách đại học thành khá gần, có thể là đội gây án, cẩn thận chút. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, là Joseph cư xá sự tình. Tính toán thời gian, hôm nay thu xếp tốt thê nữ về sau. Mai kia Joseph liền sẽ nghĩ biện pháp tìm đến hắn đi. Đúng rồi. Nói lên tà vọng, Tố Tố tiên tử cái kia đoạn long tà vọng thế nào? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra. Tố Tố tiên tử tại xế chiều hơn một giờ thời điểm liền hướng hắn phát cái tin nàng dựa theo Tống Thư Hàng phương pháp, sử dụng kim châm phong long trận ứng đối đoạn long tà vọng về sau, quả nhiên nguyên bản một mực đang chậm rãi trưởng thành đoạn long tà vọng liền bị định chết, không còn trưởng thành, không di động nữa. Thậm chí, bị định trụ đoạn long tà vọng, đã bắt đầu chậm rãi suy yếu bắt đầu. Chỉ là suy yếu tốc độ chậm chạp, nếu như không xử lý, chỉ sợ muốn 10 năm 8 năm cái này đoạn long tà vọng mới có thể triệt để tiêu tán. Tố Tố tiên tử hiện tại đang muốn biện pháp liên hệ bạch tiền bối,
nhìn xem có thể hay không mời Bạch tiền bối đến các nàng Thương Sinh đạo làm khách. Đồng thời, Tố Tố tiên tử hướng Tống Thư Hàng hỏi thăm nơi ở chỉ, chuẩn bị gửi ít đồ làm tạ lễ. Tạ lễ, càng tục càng tốt ra, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản muốn cho bóng ma lãnh chúa bồi thường tiền, bị hắn khắc mất. Hiện tại hắn còn cần nghĩ biện pháp kiếm bút tiền, trả nợ. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hàng cho Tố Tố tiên tử phát cái tin, tiên tử, thuận tiện tiếp thu phi đao truyền thư sao. Thư Hàng đạo hữu rốt cục thượng tuyến rồi. Ta tùy thời thuận tiện tiếp thu phi kiếm truyền thư, mặt khác Thư Hàng đạo hữu ngươi cho ta một cái ngươi thu kiện địa chỉ đi. Tố Tố tiên tử nhanh chóng hồi phục. Vừa tan học, khi đi học không có chú ý nhìn điện thoại. Tống Thư Hàng cười trả lời. Tố Tố tiên tử. Ta cho ngươi phi kiếm truyền thư một cái đại khí vận bảo vật, nhìn xem có hay không biện pháp phá vỡ cái kia đoạn long tà vọng. Thừa dịp mới mẻ, trễ ta sợ bảo vật này suy sụp, hiệu quả sẽ đánh mất. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng thời hắn phụ lên dược sư lầu nhỏ thu kiện địa chỉ. Thông nương trước đây không lâu vừa bị hắn không cẩn thận băng cái hành nhọn xuống tới, còn mới mẻ, vừa vặn cho Tố Tố tiên tử phi đao truyền thư đi qua. Ước định cẩn thận tọa độ về sau, Tống Thư Hàng hướng phía Tố Tố tiên tử Thương Sinh đạo vị trí bắn bảo đao phách toái. Phách toái trên đao có thần binh kỳ giám lạc ấn tại. Chờ phách toái bảo đao tới mục đích về sau, Tống Thư Hàng còn có thể tùy thời thông qua dịch chuyển không gian. Trực tiếp nhảy vọt đến Thương Sinh đạo vị trí. Đến lúc đó mang lên hamster hào, nhìn xem đoạn long tà vọng có ăn ngon hay không. Không đúng, là nhìn xem nó có hay không tư cách bị Bạch tiền bối nhìn chúng. Kỳ thật giống như biệt tuyết tiên cơ. Từ khi tiếp xúc đến thiên kiếp thực đơn về sau, Tống Thư Hàng nhân sinh quan cũng lần nữa mở ra tân đại môn. Hiện tại, hắn tiếp xúc đến một chút quỷ dị sự vật về sau. Đều sẽ không tự chủ được hướng có ăn ngon hay không cái đề tài này dựa sát vào ngay cả thiên kiếp đều có thể ăn, dựa vào cái gì tà vọng liền không thể ăn. Đưa tiến phách toái bảo đao về sau, Tống Thư Hàng lặng lẽ từ ban công trở lại ký túc xá, thoải mái nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát. Này, lúc này, không đầu thông nương đột nhiên từ đầu giường nhảy lên một cái, dùng tinh tế bàn chân đá hướng Tống Thư Hàng mặt to. Tống Thư Hàng khóe mắt liếc qua ngắm nàng một chút, thờ ơ. Có đôi khi, thờ ơ nhất là đả thương người. Thông nương chân nhỏ ra sức đá vào Tống Thư Hàng trên mặt, sau đó. Chính nàng thống khổ ngồi xổm xuống, phát ra tinh tế tiếng kêu thống khổ. Vô luận là vật lý vẫn là tâm lý, thông nương đều bị thương rất nặng. Tống Thư Hàng truyền âm hỏi, làm gì đột nhiên nghĩ quẩn. Muốn đá mặt ta? Người đem ta ngọn hành gửi đi nơi nào? Thông nương quơ quả đấm nhỏ nói. À, người phát hiện, Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Hắn tránh đi thông nương a. Là nhiễm chân hamster nói cho ta biết, thông nương tức không nhịn nổi, vừa hung ác, nhẹ nhàng đá đá Tống Thư Hàng ra mặt không dám dùng quá sức phản chấn thụ thương chính là nàng. Tống Thư Hàng, hamster hào ra hỏa này. Cuối cùng cũng có một ngày hắn muốn đâm thấu nó tâm. Bởi vì Giang Nam Đại học phụ cận ngoài ý muốn nổi lên nguyên nhân, đêm nay túc xá ba cái tốt bạn liền ở tại trong túc xá, chơi đùa trò chơi, tâm sự. Loại này đã lâu phổ thông nói chuyện phiếm tràng cảnh, khiến Tống Thư Hàng thể xác tinh thần buông lỏng. 10 giờ tối, Liễu Yêu Khinh Vũ ẩn thân xuất hiện, tại ban công vị trí hướng Tống Thư Hàng phất tay. Tống Thư Hàng cảm ứng được nàng về sau, liền lấy cớ đứng dậy, đi vào ban công mở ra cửa sổ. Xảy ra chuyện gì sao? Là tà vọng hiện thân? Tống Sách nhẹ giọng hỏi. Khinh Vũ lắc lắc nhánh cây nói, không có, tà vọng cũng không có hiện thân. Bất quá 10 giờ đến, Cao Mỗ Mỗ bọn hắn là thời điểm đi ngủ. Tống Thư Hàng. Hắn nhìn đồng hồ. 10 giờ đúng. Không sai, là 10 giờ, một cái trước kia hắn cùng ký túc xá bạn cùng phòng nhất thanh tỉnh, nhất này thời gian. Đây là cỡ nào nghiêm khắc thời gian biểu. Ngủ sớm dậy sớm, có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Thụ Yêu Khinh Vũ nhắc nhở mặt khác, mỗi đến cái này thời gian điểm, cũng là nàng muốn hấp thu nguyệt quang tinh hoa thời điểm. Cho nên. Mỗi đến 10 giờ, nàng liền sẽ phóng thích đặc thù hương khí, để túc xá ba cái bạn cùng phòng sớm một chút chìm vào giấc ngủ. Tống Thư Hàng quay người nhìn về phía ba vị bạn cùng phòng. Ngủ sớm dậy sớm, có lợi thân thể khỏe mạnh. Đi thôi, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thế là, Khinh Vũ lặng lẽ vào nhà, bắt đầu phóng thích mùi thơm ngát. À, lại đến cái này thời gian điểm sao? Cao Mỗ Mỗ gãi gãi đầu, cảm giác bối rối dâng lên. Hai tháng này.
ba người bọn họ chẳng biết lúc nào dưỡng thành một cái thói quen tốt, mỗi đến 10 giờ thời gian, liền sẽ không tự chủ được mệt rã rời. Giấc ngủ chất lượng phi thường tốt. Không bao lâu, ba vị hảo hữu nhao nhao kết thúc trong tay hạng mục công việc. Quan trò chơi, bảo tồn chương trình, bảo tồn bản thảo, ngáp một cái, rửa sạch đi ngủ. Thụ Yêu Khinh Vũ thỏa mãn đong đưa một chút, hướng Tống Thư Hàng quơ quơ nhánh cây, lại lặng yên rời đi. Tống Thư Hàng trở lại ký túc xá, ngắm nhìn mình đầu giường vị trí không đầu thông nương cũng ngủ thiếp đi. Ký túc xá lập tức an tĩnh lại. Tống Thư Hàng đều cảm giác có chút không quen. Một lát sau, hắn đứng dậy đi vào Cao Mỗ Mỗ giường ngủ bên cạnh, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ về phía Cao Mỗ Mỗ đầu. Hắn cũng không có sờ đầu người yêu thích. Làm như thế nguyên nhân, là có một kiện chuyện quan trọng cần nghiệm chứng. Sờ soạng cả buổi sau. Vọng Thiên, không được, hoàn toàn không biết muốn làm sao kiểm nghiệm. Thất phẩm Tống Tôn giả một mặt thổn thức. Thân là thất phẩm tôn giả lại ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng đều không hiểu, chột dạ. Không có cách, đành phải bên trên đại chiêu. Tống Thư Hàng tay phải quyền sáo đầu ngón tay mở ra, lộ ra đầu ngón tay. Giám định bí pháp thôi động. Đại giới thanh toán. Giám định Cao Mỗ Mỗ đại giới, thực sự không có ý nghĩa. Tống Thư Hàng trên ngón tay hiện một đạo tiểu hoa ngấn. Ngay cả bì đều không có phá cái chủng loại kia. Điều này nói rõ Cao Mỗ Mỗ giá trị cũng chỉ giá trị nhiều như vậy. Đồng thời, giám định kết quả phản hồi đến đầu óc hắn. Cao Mỗ Mỗ, nam, Giang Nam sinh viên đại học, không phải đồng tử chi thân. Tư chất tu luyện, yếu ớt, ghi chú 1, đã hoàn toàn bỏ qua tu luyện hoàng kim tuổi tác, nguyên dương đã tiết, tư chất tu luyện yếu. Ghi chú 2, trừ phi nghịch thiên cải mệnh, nếu không cả đời khó mà đột phá nhất phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, coi như cho Cao Mỗ Mỗ đỉnh cấp công pháp tài nguyên, căng hết cỡ cũng liền nhất phẩm cảnh giới. Tu chân con đường này, ở phương diện này rất là vô tình. Về phần nghịch thiên cải mệnh loại chuyện này, ngay cả trường sinh giả đều làm không được. Trừ phi, thiên đạo xuất thủ, tựa như lúc trước Bạch Tiền Bối vận dụng thiên đạo quyền hành, vì hắn hỏa kim đan long văn đồng dạng. Nhưng khi nay thiên đạo, không bóp chết hắn cái này cấn tay tiểu tùng thử cũng không tệ rồi, lại thế nào khả năng vì hắn bằng hữu nghịch thiên cải mệnh. Tống Thư Hàng thu tay lại đến thổ ba cùng Lý Dương Đức bên cạnh, dùng giám định bí pháp thay bọn hắn kiểm nghiệm tư chất. Lâm thổ ba, nam, Giang Nam sinh viên đại học, không phải đồng tử chi thân. Tư chất tu luyện, nghèo nàn, ghi chú, giống như trên. Tống Thư Hàng, thổ ba vậy mà so Cao Mỗ Mỗ thảm hại hơn, tư chất tu luyện là nghèo nàn. Lý Dương Đức, nam, Giang Nam sinh viên đại học, không phải đồng tử chi thân. Tư chất tu luyện, trung nhược. Ghi chú, giống như trên. Tống Thư Hàng. Một đêm bỏ ba bạn cùng phòng, liền đem nghèo nàn, yếu ớt, trung nhược đều chiếm đủ. Nếu như lại đến cái mạnh yếu, có phải là liền đem yếu thiên phú tu luyện toàn chiếm? Yếu ớt. Khi lặp đi lặp lại suy tư cái chữ này lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện mình không biết cái này yếu chữ. Người đang làm gì? Bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi. Kiểm nghiệm bạn cùng phòng thiên phú tu luyện. Mặc dù bọn hắn bỏ qua tu luyện hoàng kim tuổi tác, nhưng ta vẫn là hy vọng bọn họ có thể có thiên phú tu luyện, sau đó ta có thể dẫn bọn hắn một thanh. Dù sao, ta hiện tại bao nhiêu cũng coi là cái tôn giả. Tống Thư Hàng thở dài nói, nhưng là, không di chuyển được a. Trừ phi hắn có được thiên đạo quyền hành, lại thay bọn hắn. Thậm chí là cha mẹ của mình, coi trọng người, nghịch thiên cải mệnh. Hiện giai đoạn, hắn là bất lực. Bọn hắn bỏ qua tu luyện hoàng kim tuổi tác, bản thân liền đã không có gì tu luyện khả năng. Ta từ viễn cổ đến bây giờ, nhìn qua nhiều như vậy người tu luyện, chân chính thành đại khí, đều là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Sau trưởng thành mới bắt đầu tu luyện, nghĩ có thành tựu, quả thực nằm mơ. Bia đá đạo hữu nói. Tống Thư Hàng. Bia đá hào, bá Tống Hào chính là năm nay mới bắt đầu tu luyện. Hamster tà ma thanh âm vang lên. Thanh âm bên trong tràn đầy cảm giác mệt mỏi mỏi mệt không phải nhục thân, là tâm linh. Bia đá đạo hữu. Bạch Tiền Bối trước đó nhắc nhở ta, để ta có thời gian đem hiện thế sự tình, an bài một chút. Vốn cho rằng là rất dễ dàng sự tình. Tống Thư Hàng nói, mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần, liên hệ Hoàng Sơn Tiền Bối. Thư Hàng, tìm ta có việc. Hoàng Sơn Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn Tiền Bối, ta muốn hướng ngươi mượn một nhóm tiểu hào. Mượn 30 tả hữu là được. Hắn chuẩn bị dùng cái này hơn 30 hào, xây 3 cái bầy.
lại đem ba vị bạn cùng phòng đơn độc kéo vào bầy bên trong. Về phần kết quả như thế nào, liền nhìn đám bạn cùng phòng mình tạo hóa. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Sơn Tôn giả trả lời. Không biết có phải hay không ảo giác, Tống Thư Hàng tựa hồ từ Hoàng Sơn tiền bối hồi phục bốn chữ bên trong, ngửi thấy cảnh giác hương vị. Hoàng Sơn tiền bối làm sao lại cảnh giác ta? Khẳng định là ảo giác. Dù sao mấy tháng trước thời điểm, Hoàng Sơn tiền bối cũng bởi vì hắn đáng tin, cho hắn phát đại hồng bao lễ vật. Là như vậy, Hoàng Sơn tiền bối, ta chuẩn bị dùng cái này 30 tài khoản, sáng tạo ba cái khác biệt quần. Tống Thư Hàng trả lời. Có tin ta hay không kéo đen ngươi? Hoàng Sơn Tôn giả nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Hoàng Sơn tiền bối ngươi hiểu lầm, ta sáng tạo cái này ba cái quần là muốn làm chính sự. Ta đang nghĩ, bây giờ ta đã là thất phẩm cảnh giới, cho nên muốn đem trong thế tục một số để ý người, sự xử lý một chút. Trong đó, ngoại trừ cha mẹ của ta thân thuộc bên ngoài, còn có một số để ý bằng hữu. Tỷ như ta ba cái ký túc xá hảo hữu, việc tu luyện của bọn họ tư chất tương đối nghèo nàn. Sở dĩ ta nghĩ xây cái quần đem bọn hắn kéo vào, nghĩ biện pháp âm thầm chỉ điểm một chút bọn hắn. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Hắn muốn lấy kinh nghiệm của mình vì mô bản, cho ba vị ký túc xá hảo hữu sáng tạo tiếp xúc tu chân thế giới cơ hội. Thậm chí tương lai, hắn còn có thể cho ba vị bạn cùng phòng một cái càng lớn phát triển bình đài. Đến lúc đó, tương lai sẽ lớn bao nhiêu tạo hóa, liền nhìn ba vị bạn cùng phòng cố gắng của mình. Chủ yếu là bản thân trước mắt không có nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, có thể làm có hạn. Hoàng Sơn Tôn giả nghe đến đó về sau, vui mừng nói, còn tốt. Ngươi thực chất bên trong tính cách ngược lại là không có thay đổi, gánh vác được có tình có nghĩa bốn chữ. Cuối cùng còn không có bệnh tận xương tủy, khả năng còn có cứu giúp giá trị. Hoàng Sơn Tôn giả lại nói, tài khoản phương diện, ta chỗ này tất cả tài khoản đều có thể cho ngươi. Gần nhất không rảnh Bồi Vân Vũ chơi đùa. Mà lại lần này cũng không muốn phong ấn hắn quá lâu, qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị đem hắn thả. Tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối, Tống Thư Hàng cảm kích nói. Hoàng Sơn tiền bối ở trong mắt hắn, vĩnh viễn là cái kia đáng tin trưởng bối nhân vật. Mặt khác, người dùng tiểu hào sáng lập quần về sau, chuẩn bị làm sao thao tác. Người luôn không khả năng một mực dựa vào chính mình thao tác nhiều như vậy tiểu hào, mình và bản thân nói chuyện phiếm A. Hoàng Sơn Tôn giả hỏi. Ta nghĩ đến đi làm một nhóm con rối thế thân tới thủy quần. Sau đó ta hạch tâm thế giới bên trong cũng có mấy vị tiểu tinh linh có thể giúp đỡ bận bịu, còn có công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử cùng da đen vũ nhu tử, còn có ta linh quỷ, các nàng đều có thể đụng số lượng. Tống Thư Hàng trả lời. Trên người hắn vật trang sức số lượng phong phú, đại gia tập thể trợ giúp một chút. Sau đó hắn lại nghĩ biện pháp làm một nhóm thủy quần khôi lỗi đến một chút nhân khí. Miễn cưỡng đụng một cái 30 người nói chuyện phiếm quần cũng không có vấn đề. Lúc này, Hoàng Sơn tiền bối nói, nếu như ngươi muốn thủy quần dùng con rối thế thân, trong tay của ta vừa vặn có một nhóm, cùng nhau gửi cho ngươi, tạm thời cho ngươi mượn sử dụng đi. Ngươi chỉ cần tại những thứ này thủy quần con rối thế thân bên trong lưu lại một sợi thần thức, bọn chúng liền có thể theo ngươi ý nghĩ bắt đầu hành động. Những thứ này con rối thế thân là ta trước kia học tập chế tác khôi lỗi thế thân lúc thất bại tác phẩm. Mặc dù không thể dùng để chiến đấu, nhưng dùng để làm chút sự tình đơn giản vẫn là không có vấn đề. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục, tạ ơn tiền bối. Hoàng Sơn tiền bối vẫn như cũ là cái kia vô vi bất trí tiền bối. Cửu Châu Nhất Hào quần thiếu đi ai cũng không thể bớt Hoàng Sơn tiền bối, hắn là Cửu Châu Nhất Hào quần xương sống, quần bên trong sau cùng mấy khỏa lương tâm. Đương nhiên, ta nhóm này khôi lỗi cũng không phải không công cho ngươi mượn. Hoàng Sơn Tôn giả nói bổ sung. Cửu Châu Nhất Hào quần nguyên tắc muốn thu hoạch liền phải có nỗ lực. Tiền bối, ta không có tiền, có thể trước thiếu sao? Tống Thư Hàng sờ soạng bản thân sạch sẽ túi, chột dạ nói. Khắc Kim Nhất Kích thêm bia đá đạo hữu Trấn Thần Bạch Nhật, hai đại đốt tiền nhà giàu, để Tống Thư Hàng hiện tại liền khỏa toái linh thạch đều không có, lúc đầu có cơ hội tại Diệt Phượng công tử cái kia đạt được một món linh thạch tiền thu, kết quả Khắc Kim Nhất Kích liền lông dê đều tế ra đi. Linh thạch tiền thu đều cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. À, ta nhớ được chút thời gian trước, hàng hỏa đạo hữu không phải cho ngươi bổ một nhóm linh thạch sao? Mức còn rất lớn đi, Hoàng Sơn Tôn giả hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng phát cái cười thảm biểu lộ, khắc kim khắc rơi, trước mấy ngày đại gia không phải đem ta quên sao? Ta đó là tiến vào thiên đạo phòng tối tường kép, ở nơi đó đỗi một đợt đại lão di thuế, linh thạch đều thiêu khô. Hoàng Sơn Tôn giả.
nghe quái lòng chua xót. Yên tâm đi, ta không muốn tiền của ngươi. Hoàng Sơn Tôn giả an ủi, tháng sau, cũng chính là năm tới tháng một trung điện, ta muốn tổ đội đi vào sâu trong vũ trụ sông một cái hóa linh di tích. Hiện tại đang cần cái cường lực phòng ngự hình thành viên, thế là ta liền nhớ tới ngươi. Hoàng Sơn Tôn giả nói. Hóa linh di tích, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Hóa linh di tích chỉ là mặt trang Lý Đạo Quân bản thân lấy tên xưng, di tích cụ thể tên là Thái Cổ Ngôn Ngữ, Lý Đạo Quân cũng không nhận ra. Lần này hắn hẹn ta, để cho ta lại kéo mấy cái cường lực đạo hữu, muốn lại tiến cái di tích kia. Nghe nói, cái di tích kia bên trong có được làm tu sĩ bản mệnh pháp khí đản sinh ra yếu ớt ý thức, hoặc là làm yếu ớt pháp khí ý thức có nhất định tỷ lệ tiến hóa làm khí linh vật chất. Lý Đạo Quân lần trước mang theo một khối nhỏ đi ra. Lần này muốn lại tiến chỗ càng sâu thăm dò. Hoàng Sơn Tôn giả trả lời. Há, nguyên lai là mặt trăng Lý Đạo Quân. Tống Thư Hàng nghĩ tới. Lần trước trên mặt trăng lúc, Bạch Tiền Bối chúng vị kia người theo dõi trong miệng, tìm được một số tình báo. Trong đó có một thiên, là cùng mặt trăng Lý Đạo Quân có liên quan. Không có vấn đề, Hoàng Sơn Tiền Bối. Đến lúc đó kháng quái nhiệm vụ liền bao tại trên người ta. Tống Thư Hàng bảo đảm nói. Hắn đối với mình tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vĩnh bất hãm lạc thánh thành phòng ngự vẫn rất có tự tin. Mà lại, người bản mệnh pháp khí là tam thập tam thú tổ hợp hình. Muốn để chúng nó toàn bộ sinh ra khí linh, độ khó cực lớn. Đến lúc đó, xông vào này cái di tích lúc, người cũng phải bắt cho được cơ hội. Hoàng Sơn Tiền Bối dặn dò. Hoàng Sơn Tiền Bối đây là đánh lấy thu đại giới danh hào, trên thực tế căn bản là tống cơ duyên tới. Ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Hoàng Sơn Tiền Bối. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời. Hừm, người minh bạch ta ý tứ liền tốt, cho ta cái địa chỉ, ta để cho ta đưa hàng cho ngươi. Hoàng Sơn Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, nhu thuận biểu lộ ta bây giờ đang ở Giang Nam Đại học thành. Tại sao lại về trường học? Cũng đúng, người bây giờ đã là thất phẩm cảnh giới. Có thể ở trường học lưu lại thời gian không nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác phải biết quý trọng điểm ấy thời gian. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một sự kiện, khôi lỗi thế thân khởi động lúc, là cần linh thạch. Ngươi cũng không thể đang mong đợi khôi lỗi thế thân uống gió Tây Bắc liền có thể khởi động đúng không? Hoàng Sơn Tôn giả trả lời. Tống Thư Hàng. Chờ thực lực của hắn cường đại về sau, nhất định phải nghiên cứu một cái uống gió Tây Bắc liền có thể khởi động khôi lỗi thế thân, chuyên vì cùng khổ tu sĩ phục vụ. Hoàng Sơn Tôn giả, mặt khác, nói chuyện phiếm tiểu hào tài khoản cùng mật mã, ta gói cái văn kiện phát ngươi. Một lát sau, Hoàng Sơn Tiền Bối cho Tống Thư Hàng phát cái văn kiện. Phía trên lít nha lít nhít, có tiếp cận 300 cái tài khoản. Cái này 300 cái tài khoản bên trong, ẩn giấu đi Vân Vũ đạo trưởng nước mắt. Tống Thư Hàng từ cái này 300 cái tài khoản bên trong ngẫu nhiên lựa chọn 3 cái. Bạch Nhận Kiếm Khách, Hồng Mai Chân Quân, Đông Phương Nguyệt Giả. Hoàng Sơn Tôn giả cái này 300 cái tài khoản bên trong, phong cách nào danh tự đều có. Giới tính, tuổi tác cũng là nhiều mặt. Liền cái này 3 cái đạo hiệu, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn muốn dùng cái này 3 cái tài khoản, sáng tạo 3 cái khác biệt phong cách group chat, để bọn chúng trở thành quần chủ hào. 3 cái tài khoản bên trong, cái kia Bạch Nhận Kiếm Khách đạo hiệu, nghe đặc biệt mang cảm giác Tống Thư Hàng chuẩn bị đem cái này 3 cái đạo hiệu nhớ kỹ, đến lúc đó vạn nhất hắn tại một ít tràng cảnh cần đổi thân phận, còn có thể mang tới sử dụng. Ôn nhu ánh trăng. Từ trong cửa sổ chiếu nhập, Tống Thư Hàng mở ra mình máy tính, đăng lục Bạch Nhận Kiếm Khách tài khoản. Chẳng biết tại sao, tại đăng lục cái này tài khoản thời điểm, hắn nội dung chỗ sâu vậy mà lại có chút ít khẩn trương. Phảng phất leo lên cái này tài khoản, hắn liền có thể thật biến thành Bạch Nhận Kiếm Khách. Leo lên tài khoản về sau, Tống Thư Hàng trước sáng lập một cái ngẫu nhiên con số bảy tên, lại một hơi tăng thêm 93 cái tài khoản nhập bầy Hoàng Sơn Tiền Bối cho tài khoản, vừa vặn có thể chia 3 nhóm. Mà lại 300 cái tài khoản lẫn nhau ở giữa đã sớm tăng thêm hảo hữu, xây bầy thao tác tương đương dễ dàng. Sau đó, bầy tên là cái gì tốt đâu? Tống Thư Hàng nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ. Thêm Cao Mỗ Mỗ lúc, khẳng định không thể dùng cái này ngẫu nhiên số lượng tạo thành bầy tên. Nhất định phải đổi cái tên rất hay. Tống Thư Hàng ngón tay tại trên bàn phím huy động, không bằng. Cửu Châu Tam Hào Quần. Không ổn không ổn. Cửu Châu, số lượng, hào bầy hẳn là muốn biến thành một cái hệ liệt, mà lại quần chủ nhất định phải là Hoàng Sơn Tiền Bối. Tương lai có thể sẽ có Cửu Châu Tam Hào Quần, Tứ Hào Quần, Ngũ Hào Quần, nhưng không nên dùng tại nơi này. Vậy liền sáng tạo cái phù hợp Cao Mỗ Mỗ tính cách bầy tên đi.
Tu chân viết lách giao lưu quần, tiên nhân kịch bản quần, nhà y quần, võ giả điện ảnh diễn viên quần. Tống Thư Hàng suy nghĩ Cao Mỗ Mỗ phong cách, trong đầu cố gắng cấu tứ. Cuối cùng, ngón tay hắn tại trên bàn phím sao động, đưa vào một cái phù hợp nhất Cao Mỗ Mỗ phong cách bảy tên la. Sai sai, Tống Thư Hàng lại đè lại backspace khóa, đem đưa vào văn tự xóa bỏ, sau đó nghiêm túc đưa vào giang hồ họa quyển. Hắn nghĩ kỹ, lấy võ hiệp vỏ ngoài, đóng gói tu chân nội hạch, tới tiếp xúc ba vị bạn cùng phòng dù sao, so với thừa phong ngự kiếm tu chân truyền kỳ, võ thuật thần công loại vật này, càng có thể làm người tiếp nhận một chút. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể có được hắn ngay lúc đó kinh lịch liên tiếp tiếp xúc A thập lục lôi kiếp, vũ nhu tử, linh quỷ, luyện dược đan phương các loại sự kiện, trong vòng một đêm băng rơi thế giới quan. Mà lấy Cao Mỗ Mỗ tính cách, cùng loại giang hồ họa quyển loại phong cách này bày tên, khẳng định càng có thể để cho hắn tiếp nhận. Sau đó, muốn trước dùng bạch nhận kiếm khách tài khoản, thêm Cao Mỗ Mỗ làm hảo hữu. Lại đem hắn kéo vào đến giang hồ họa quyển bày bên trong đi. Tống Thư Hàng mở ra hảo hữu thăm dò công năng, đưa vào Cao Mỗ Mỗ nói chuyện phiếm tài khoản. Tìm tới Cao Mỗ Mỗ tài khoản về sau, Tống Thư Hàng điểm xuống về xe, gửi đi hảo hữu xin hắn cái này nhẹ nhàng vừa gõ về sau, Cao Mỗ Mỗ liền đem đạp lên một đầu siêu phàm thoát tục con đường tu chân. Liền cùng lúc trước, Hoàng Sơn Tôn giả thâu sai Vũ Nhu Tử tài khoản, đem hắn thêm làm hảo hữu đồng dạng. Dùng trong tiểu thuyết khoa trương miêu tả thủ pháp đến nói, ngón tay hắn nhẹ nhàng vừa gõ nháy mắt, chính là Cao Mỗ Mỗ nhân sinh bước ngoặt. Chính nghĩ như vậy thời điểm, giao diện nhảy chuyển. Sau đó, một cái hảo hữu nghiệm chứng cửa sổ bắn ra. Muốn thêm Cao Mỗ Mỗ làm hảo hữu, cần nghiệm chứng ba cái vấn đề. Vấn đề 1, mọi người tốt, cảm tạ các vị thêm hảo hữu của ta. Vấn đề 2, nhưng là thực sự rất xin lỗi. Vấn đề 3, hảo hữu liệt biểu đã trải qua thêm đầy, đã trải qua thêm không được người, xin thứ lỗi. Tống Thư Hàng, ngón tay của hắn đều cứng đờ. Hắn không nghĩ tới khả năng này quên phần mềm chat còn có chức năng này. Cái này ba cái tốt bạn nghiệm chứng vấn đề, rõ ràng Cao Mỗ Mỗ không muốn lại thêm hảo hữu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ta còn có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Trong đầu hắn cái kia một loạt phương án, đang tiến hành bước đầu tiên thời điểm, liền chết từ trong trứng nước. Kịch bản không sai, nhưng bất đắc dĩ các diễn viên căn bản không theo kịch bản tới. Ta hẳn là may mắn mình lúc ấy không có cả cái này hảo hữu nghiệm chứng sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Nếu như hắn lúc đó, cũng giống Cao Mỗ Mỗ dạng này, làm ba cái hảo hữu nghiệm chứng công năng, hoặc là mở ra cự tuyệt thêm hảo hữu công năng. Sau đó ngay lúc đó Hoàng Sơn tiền bối thêm hắn hảo hữu thời điểm. Một thêm, cần nghiệm chứng. Tiếp lấy Hoàng Sơn tiền bối nhìn kỹ, phát hiện mình thêm nhầm người. Thế là, Tống Thư Hàng không thể lại thêm vào Cửu Châu nhất hào quần. Như dạng này phát triển tiếp, hắn hiện tại, chỉ sợ vẫn là một cái bình thường học sinh, trải qua bình thường, không tính phong phú cũng không có quá lớn gợn sóng nhân sinh a. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng một trận hoảng sợ. Chỉ cần nghĩ đến nếu như chính mình không cách nào theo trình tự nhận biết Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục, Dược Sư Tiền Bối, Bạch Tiền Bối. Cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần Tiền Bối, nội tâm của hắn liền cảm giác bị hai con bàn tay vô hình nắm lấy, hung hăng vặn vẹo khó chịu. Loại cảm giác này, có phải là muốn ra tâm ma? Diệu A, không sai được, đây nhất định là ta tâm ma đản sinh một cái ban đầu điểm, nếu như ta không có gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần cái này thiết lập. Bình thường phát triển tiếp, 80% phía trên sẽ hóa thành tâm ma của ta. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, đem điểm ấy ghi chép lại. Bia đá đạo hữu. Mẹ nó, bá Tống Hào não mạch kín nhảy quá tao. Bất quá, ta có thể gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, thật sự là quá tốt. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Tài khoản của ta cùng Vũ Nhu Tử chỉ kém một chữ số, thật sự là quá tốt. Hoàng Sơn tiền bối lúc ấy không có đem ta đá ra ngoài bầy. Thật sự là quá tốt. Gặp gỡ Tô Thị A Thập Lục tứ phẩm thiên lôi kiếp, thật sự là quá tốt. Có thể nhìn thấy Dược Sư tiền bối phát tấm kia đan phương, thật sự là quá tốt. Các tiền bối an bài hắn đi đón Bạch tiền bối xuất quan, thật sự là quá tốt. Ở sâu trong nội tâm loại kia cảm động, không cầm được dâng lên. Chết một lần lại một lần, tiếp nhận thế gian cực hạn thống khổ, khổ đến cực hạn, mỗi ngày có thể còn sống sót chính là may mắn. Hối hận không? Không có, chưa từng có một tia hối hận. Từ lúc ấy dùng sức đánh xuống bàn phím,
Tại Cửu Châu Nhất Hào Quần lần thứ nhất phát biểu đến bây giờ, Tống Thư Hàng chưa từng hối hận lựa chọn của mình. Hoàng Sơn tiền bối, ta có thể gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần thật sự là quá tốt, tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối lúc ấy không có đem ta đá ra ngoài quần. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, hướng Hoàng Sơn tiền bối phát cái tin tức. Đối diện Hoàng Sơn tôn giả một mặt mộng bức, phát một chuỗi vấn đề tới. Thư Hàng tiểu hữu uống lộn thuốc. Lại nói, Hoàng Sơn tiền bối ngươi lúc đó tính một quẻ, là dạng gì quẻ? Sau đó quyết định đem ta lưu lại, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Chuyện này, hắn kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, chỉ là một mực không có cơ hội hỏi ra lời. Hôm nay thừa dịp trong lòng cảm động, thuận tiện hỏi thăm hạ tình huống lúc đó. Đến cùng là dạng gì quẻ tượng, để Hoàng Sơn tiền bối quyết định đem thân là người bình thường hắn, lưu tại Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, để lại cho hắn đại tạo hóa. Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên cái kia một quẻ kết quả. Nhưng là, đối diện Hoàng Sơn tiền bối lại thật lâu chưa hồi phục hắn. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại tuyến, tin tức đều là hồi phục lập tức. À, chuyện gì xảy ra, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hoàng Sơn tiền bối lâu như vậy không về tin tức, chắc chắn sẽ không là rớt mạng. Tỉ mỉ hắn bắt đầu phỏng đoán tiền bối trong lòng chẳng lẽ là Hoàng Sơn tiền bối không muốn trả lời. Như vậy là nguyên nhân gì, sẽ để cho Hoàng Sơn tôn giả không nghĩ thấu lộ quẻ tượng kết quả. Cái kia một quẻ, hẳn là ẩn giấu đi bí mật gì. Đối diện, Hoàng Sơn tôn giả động phủ bên trong. Một mặt ngưng trọng Hoàng Sơn tôn giả, ngón tay đang trèo mở tốt bạn liệt biểu, điểm tại Tống Thư Hàng ảnh chân dung bên trên, lôi ra xóa bỏ hảo hữu tuyển hạng. Hắn lúc này, nội tâm tựa hồ đang tại làm dãy dụa cùng lựa chọn. Hắn là nghiêm túc đang suy nghĩ. Cùng một thời gian, đậu đậu từ Hoàng Sơn tôn giả trong khe cửa lặng lẽ chui vào, chuẩn bị tìm một chút ăn. Vừa vào nhà lúc, mắt sắc hắn vừa hay nhìn thấy Hoàng Sơn tôn giả ngón tay chỉ tại Tống Thư Hàng ảnh chân dung bên trên, điểm ra xóa bỏ hảo hữu tuyển hạng hình ảnh. Đậu đậu chấn kinh rồi. Hoàng Sơn đại ngốc lại bị bức đến muốn xóa hảo hữu. Trời sập. Hoặc là Tống Thư Hàng tác cái xưa nay chưa từng có đại tử. Thế là, đậu đậu cực nhanh rời khỏi Hoàng Sơn tôn giả gian phòng, hưng phấn mà cho Tống Thư Hàng phát cái tin. Thư Hàng, người đã làm gì sự, đem Hoàng Sơn bức đến loại tình trạng này. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Sơn bị buộc thành dạng này, mau nói đi ra để cho ta nghe một chút. Đối diện Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta cái gì cũng không làm a, ta hôm nay cũng không có tại quần bên trong lãng. Ban ngày lúc, ta còn hỗ trợ giải quyết tố tố tiên tử môn phái bên cạnh đoạn long tà vọng nguy cơ, tràn đầy chính năng lượng. Đợi đã, chẳng lẽ là ta vừa rồi hỏi cái kia liên quan tới quẻ tượng vấn đề. Vừa về xong đậu đậu về sau, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Làm sao có thể, nếu như ngươi cái gì cũng không làm, Hoàng Sơn làm sao lại điểm mở ảnh chân dung của ngươi, thậm chí đều điểm mở xóa bỏ hảo hữu tuyển hạng. Hắn một mặt ngưng trọng, là nghiêm túc đang suy nghĩ việc này. Đậu đậu nhanh chóng đưa vào. Vọng, vọng thiên, Tống Thư Hàng nội tâm bị khiếp sợ loạn thất bát tao. Cái kia một quẻ đến cùng ẩn giấu đi cái gì, cứ nhiên để Hoàng Sơn tiền bối đạt tới muốn xóa hắn hảo hữu địa phương. Chẳng lẽ... cái kia một quẻ quan hệ đến Hoàng Sơn tiền bối không muốn cáo người hắc lịch sử. Giống như bạch tiền bối tóc dài vấn đề. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng không thời gian cân nhắc như vậy nhiều. Nếu như hắn lại không tự cứu, Hoàng Sơn tiền bối liền thật muốn đem hắn xóa hảo hữu hoặc là kéo đen. Thế là hắn thật nhanh tại trên bàn phím gõ nhập, Hoàng Sơn tiền bối, ta đột nhiên cảm giác thần bí phi thường trọng yếu. Đối diện, Hoàng Sơn tôn giả sững sờ. Càng là có cảm giác thần bí thì càng sẽ làm cho người cảm giác mỹ hảo, ta vừa rồi truy hỏi kỹ càng sự việc, cũng là tướng. Liên quan tới tiền bối lúc trước tính toán cái kia một quẻ đến tột cùng là cái gì, ta đã không muốn đi tác vấn đáp án. Bởi vì ta đã lưu tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, lại bởi vì các tiền bối nguyên nhân, đạt được bây giờ đại tạo hóa. Nội tâm của ta một mảnh không hối hận, Tống Thư Hàng ngón tay nhanh chóng sao động, nhanh đến gõ ra tàn ảnh tới. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Hoàng Sơn tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, cửa này tạm thời là vượt qua. Cứ như vậy, hắn còn có thể lẳng lặng nằm tại Hoàng Sơn tiền bối hảo hữu liệt biểu bên trong, an tĩnh đương một cái tiểu đạo hữu. Trong lúc đang suy tư, Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên lại trả lời, ta vừa rồi nửa ngày không trả lời cái ngươi tin tức, ngươi nên đã đoán được một chút gì đi. Dù sao Thư Hàng tiểu hữu ngươi nội tâm kỳ thật phi thường cẩn thận,
suy luận năng lực cũng rất tốt. Tống Thư Hàng nhìn thấy lời này lúc, nội tâm cứ nhiên cảm động hết sức, không nghĩ tới Hoàng Sơn Tiền Bối đối với hắn đánh giá cao như thế. Đoán được cái gì? Hoàng Sơn Tiền Bối ngươi đang nói cái gì? Bất quá, hắn vẫn là nhanh chóng hồi phục. Không sao, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hoàng Sơn Tôn Giả chậm rãi nói. Tống Thư Hàng. Làm sao cảm giác Hoàng Sơn Tiền Bối là muốn cam chịu? Ban đầu ở quyết định muốn hay không đem ngươi lưu tại Cửu Châu Nhất Hào Quần thời điểm, ta một hơi tính toán ba quẻ. Hoàng Sơn Tôn Giả tiếp tục trả lời. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Ba quẻ. Vì quyết định làm lúc chỉ là phổ thông sinh viên hắn, có thể hay không lưu tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, Hoàng Sơn Tiền Bối vậy mà như thế cẩn thận. Lúc trước thứ nhất quẻ, cùng thần điểu cùng cây cối có quan hệ. Hoàng Sơn Tôn Giả tiếp tục nói. Tống Thư Hàng xoa cằm hơi suy nghĩ một chút, thần điểu cây cối. Là hắn. Phượng Hoàng cùng cây ngô đồng. Hắn nhanh chóng trả lời. Hừm, sở dĩ thứ nhất quẻ đại biểu cho ngươi đem dục hỏa trọng sinh, về sau kinh nghiệm của ngươi cũng cùng thứ nhất quẻ phù hợp, ngươi là ta đã thấy chết nhất chịu khó đạo hữu. Một phương diện khác, ngươi tại gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần về sau, đích thật là dục hỏa trọng sinh. Cái này một quẻ, đại biểu cho ngươi cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần thật là có duyên. Hoàng Sơn Tôn Giả trả lời. Tống Thư Hàng. Mà thứ hai quẻ cùng thời gian có quan hệ, phân biệt đại biểu cho ban ngày cùng ban đêm. Hoàng Sơn Tôn Giả tiếp tục nói. Tống Thư Hàng cau mày suy tư, cùng thời gian có quan hệ. Ban ngày cùng đêm tối. Bạch cùng đen. Chẳng lẽ là Bạch Tiền Bối? Tống Thư Hàng đột nhiên linh quang lóe lên, dò hỏi. Đúng, đúng là như thế, ta lúc ấy cho rằng cái này một quẻ cùng Bạch Đạo Hữu có quan hệ. Sở dĩ, đang tính đến cái này một quẻ thời điểm, liền quyết định đem ngươi lưu lại. Càng đem tiếp Bạch Đạo Hữu xuất quan nhiệm vụ, an bài cho ngươi. Hoàng Sơn Tôn Giả trả lời. Hoàng Sơn Tôn Giả cảm giác Tống Thư Hàng giải thích phi thường có đạo lý, thậm chí hắn đều bắt đầu tin tưởng. Cái kia thứ ba quẻ đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Thứ ba quẻ, thì là cùng quay đầu, ánh đèn, người có quan hệ. Trên thực tế, cái này thứ ba quẻ, ta đến bây giờ còn không có triệt để nghĩ thấu, không hiểu ý tứ của nó. Đây cũng là ta vừa rồi do dự muốn thế nào hướng ngươi giải thích nguyên nhân. Hoàng Sơn Tôn Giả trầm giọng nói. Tống Thư Hàng lần nữa lâm vào trong trầm tư. Quay đầu, đèn đuốc, nhân vật. Cái này một quẻ hoàn toàn chính xác không tốt giải thích. Bất quá, mặc dù không thể giải ra thứ ba quẻ, nhưng phía trước hai quẻ, đã đầy đủ để cho ta đem ngươi lưu lại. Hoàng Sơn Tôn Giả mỉm cười, đưa tay nâng chung trà lên, nhấp khẩu tiên trà. Thì ra là thế, tạ ơn Hoàng Sơn Tiền Bối vì ta giải hoặc. Mặt khác, Hoàng Sơn Tiền Bối, ta nghĩ dùng Tiểu Hào tăng thêm ta bạn cùng phòng, nhưng hắn gần nhất lại thiết lập hảo hữu nghiệm chứng, có cái gì tự nhiên điểm phương pháp, đem hắn tăng thêm. Tống Thư Hàng hỏi. Nếu như vật lý không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi có thể vận dụng một số tiểu pháp thuật. Linh hoạt sử dụng ngươi tu sĩ thân phận, Hoàng Sơn Tôn Giả nhắc nhở. Ta hiểu được, tạ ơn Tiền Bối chỉ điểm, Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn Tôn Giả, không khách khí. Tiền Bối cùng hậu bối ở giữa, bầu không khí hài hòa, bắt đầu giao lưu thông thuận. Kết thúc cùng Hoàng Sơn Tiền Bối trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng tay lấy ra giấy trắng, ở phía trên viết. Thần điểu cây cối. Ban ngày đêm tối. Quay đầu ánh đèn người. Cái này ba quẻ khẳng định không giống Hoàng Sơn Tiền Bối giảng đơn giản như vậy. Bởi vì nếu như chỉ là đơn giản như vậy đáp án, Hoàng Sơn Tiền Bối tuyệt đối sẽ không làm đến muốn xóa hắn hảo hữu cấp độ. Người chính là như vậy sinh vật, tràn đầy tò mò. Đặc biệt là mắt thấy muốn biết đáp án cũng chỉ cách một lớp giấy lúc, liền sẽ cấp thiết muốn đem đáp án tìm cho ra. Cũng chính là tràn đầy tò mò, thúc giục lấy nhân loại phát triển. Đối diện, Hoàng Sơn Tôn Giả nhấp một hớp tiên trà. Nói đến một nửa lúc, kém chút ngay cả chính ta đều tin. Trong lòng của hắn ám đạo. Đồng thời, Hoàng Sơn Tôn Giả mắt liếc sau lưng không ngoài dự liệu lời nói, Đậu Đậu hẳn là lặng lẽ liên hệ Thư Hàng tiểu hữu đi. Đậu Đậu là hắn một tay nuôi nấng, hắn một vỉnh lên cái mông, Hoàng Sơn Tôn Giả liền biết hắn hôm nay muốn kéo cái nào loại cứt. Chính là bởi vì biết Đậu Đậu nhất định sẽ lặng lẽ liên hệ Tống Thư Hàng tiểu hữu. Sở dĩ Hoàng Sơn Tôn Giả thuận nước đẩy thuyền, hướng Tống Thư Hàng miêu tả chỉ tốt ở bề ngoài ba quẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba quẻ, nhất định có thể để Thư Hàng tiểu hữu buồn rầu một đoạn thời gian. Ân,
như loại này tiểu cơ linh quỷ, chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn giảng ba quẻ đáp án. Người trẻ tuổi quá thừa tinh lực cùng tò mò, sẽ thúc giục lấy hắn đi tìm chân tướng. Tuổi trẻ thật tốt, Hoàng Sơn Tôn giả nói khẽ. Càng quan trọng hơn là, vô luận Tống Thư Hàng tiểu hữu tìm được dạng gì chân tướng, lại vĩnh viễn cũng không có cơ hội tự mình hướng mình xác minh đáp án. Bất kể là cái nào khoản chân tướng, không có đi qua xác minh, liền không cách nào xác định nó có phải hay không chân tướng, cái này rất sầu người. Giang Nam Đại học thành bên trong. Tống Thư Hàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lặng lặng ngẩn người. Thời gian đã là ngày mùng 5 tháng 12, rạng sáng. Đến, đột nhiên, Tống Thư Hàng nói khẽ. Cái gì đến rồi, chuột hamster hào tinh tế thanh âm vang lên hắn tựa hồ tại đi ngủ, bị Tống Thư Hàng một câu đến làm tỉnh lại. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói, ta trước kia cho Tố Tố tiên tử phát xạ phi đao truyền thư đã tới. Phi đao truyền thư nghe luôn cảm giác là muốn đem dao đâm tại vị kia Tố Tố tiên tử trên người một dạng, quả nhiên vẫn là phi kiếm truyền thư nghe dễ nghe. Chuột hamster hào mơ mơ màng màng nói. Tống Thư Hàng, cái này đều có thể đâm ta một đợt tâm. Lúc này, hắn điện thoại di động màn hình hơi sáng lên. Là Tố Tố tiên tử gửi tới tin tức, Tống đạo hữu, người phi đao ta nhận được. Nhưng là phía trên không đồ vật a. Có cái gì, a đúng, ta tựa hồ quên nhắc nhở tiên tử. Tiên tử ngươi nhìn kỹ, bảo đao bên trên hẳn là kề cận một đoạn hành ngọn. Vậy chính là có đại khí vận bảo bối. Tống Thư Hàng nói. Tố Tố tiên tử. Nếu không phải Thư Hàng đạo hữu chỉ điểm nàng dùng kim châm phong long trận định trụ đoạn long tà vọng, nàng nhất định coi là Thư Hàng đạo hữu là đang trêu đùa nàng. Tiên tử ngươi thử đem điểm ấy hành ngọn tế nhập đoạn long tà vọng nhìn xem hiệu quả. Cái này hành tiêm lai lịch, không thể tầm thường so sánh, hẳn là sẽ có hiệu quả mới đúng. Tống Thư Hàng trả lời. Nhìn thấy Tống Thư Hàng nói như vậy, Tố Tố tiên tử gật đầu lựa chọn tin tưởng, ta cái này đi thử xem. Xa xôi thương sinh đạo trong môn phái. Tố Tố trước đem bảo đao phách toái thu hồi, treo ở bên hông. Sau đó nàng giữ ngón tay kề cận điểm này hành ngọn, hướng đoạn long tà vọng vị trí bước đi. Phó tông chủ, ngài có biện pháp giải quyết cái này đoạn long tà vọng sao? Phụ trách duy trì trận pháp, giám thị đoạn long tà vọng thương sinh đạo đệ tử, nhìn thấy Tố Tố phó tông chủ tới, nhãn tình sáng lên. Trước kia, chính là Tố Tố tiên tử sử dụng trận pháp, định trụ đoạn long tà vọng. Nàng lần này tới, là có phương án giải quyết sao? Có một cái phương án, chuẩn bị thử một chút, cái này đoạn long tà vọng thực sự quỷ dị, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có thể các loại thủ đoạn đều nếm thử một lần. Tố Tố tiên tử bình tĩnh nói. Có câu nói này tại, mặc kệ một hồi nàng thành công hay là thất bại, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Dù sao liên quan tới đoạn long tà vọng khó chơi chỗ, cả cái thương sinh đạo đệ tử đều tận mắt chứng kiến qua. Tố Tố tiên tử duỗi ra đầu ngón tay, nhắm ngay đoạn long tà vọng. Trước mắt bao người, nàng không tốt trực tiếp đem điểm này hành ngọn ném vào tà vọng bên trong nói thế nào nàng cũng là phó tông chủ, nhất định phải duy trì hình tượng bản thân. Thế là, nàng bắt đầu thi pháp, tại Tố Tố tiên tử giữa hai tay có một cái phức tạp pháp thuật thành hình. Pháp thuật hạch tâm bên trong, bao vây lấy điểm này hành ngọn. Đây là cái gì pháp thuật? Bên cạnh trông coi trận pháp thương sinh đạo đệ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có thể là phó tông chủ mới nghiên cứu ra được pháp thuật. Có đệ tử suy đoán nói. Đi, lúc này, Tố Tố tiên tử khẽ kêu một tiếng. Trong tay nàng có chói mắt cột sáng, trực tiếp đánh vào đến đoạn long tà vọng sông lớn bên trong. Đồng thời, điểm này hành ngọn cũng lặng lẽ thuận cột sáng bị đánh nhập đoạn long tà vọng. Nhìn như cường đại cột sáng, đánh vào đoạn long tà vọng thời điểm, lại như bùn nhưu vào biển, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức về sau, cột sáng quang mang, triệt để tiêu tán. Mà đứt long tà vọng không có chút nào biến hóa. Thất bại sao, Tố Tố tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Dù cho bị định trụ, cái này sông lớn tà vọng vẫn như cũ như thế khó chơi. Bên trên thương sinh đạo đệ tử phát ra tiếng thở dài. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, đoạn long tà vọng trong sông, xuất hiện một đoàn lục quang. Lấy lục quang kia làm trung tâm, đoạn long tà vọng bị bài xích ra. Tố Tố tiên tử nhãn tình sáng lên, có hiệu quả. Điểm này hành ngọn, không để nàng thất vọng. Ao ao ao. Tại như là sóng lớn bốc lên thanh âm bên trong, sông lớn tà vọng bị đoạn mở. Liền phảng phất bị người từ giữa đó chém một đao. Đoạn long tà vọng nước sông hướng về hai bên phải trái dựng thẳng lên, tách ra.
Tà vọng nước sông tại hai bên hình thành tường nước, lộ ra đáy sông hạ ruộng cạn. Nguyên bản bị đoạn long tà vọng phong tỏa thương sinh đạo, cùng ngoại giới ở giữa mở ra một cái thông đạo. Thành công, thành công! Thương sinh đạo đệ tử phát ra tiếng hoan hô. Tố Tố tiên tử mỉm cười. Nàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lên hướng bước vào đầu kia bị cắt ra tà vọng trong sông con đường, đi thẳng tới cái kia đoàn lục quang tán phát vị trí. Ở nơi đó, một điểm không đáng chú ý ngọn hành, tản ra sâu kín lục quang. Lại thiếu một cái nhân tình a, Tố Tố tiên tử nói khẽ. Sau đó nàng đưa tay lấy ra một cái pháp khí con dấu, nhẹ nhàng đem con dấu đặt ở hành ngọn bên cạnh, dùng pháp khí con dấu đem hành ngọn thủ hộ. Đồng thời lại tại hành ngọn bên cạnh vây lên cột đá, đưa nó vây quanh. Có cái này hành ngọn tại, cái này tà vọng sông mới có thể bị tách ra. Nếu như hành ngọn bị phá hư, cái kia tà vọng sông lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Phân phó, bất luận kẻ nào không đến tiếp xúc pháp khí này con dấu cùng cột đá. Tố Tố tiên tử chuyển hơi, dặn dò. Sau lưng thương sinh đạo đệ tử liên tục gật đầu. Bọn hắn có thể nhìn ra, tách ra tà vọng sông lớn chính là điểm này lục quang, chỉ muốn đầu óc không rút, đương nhiên sẽ không đi tiếp xúc, phá hư lục quang kia. Tố Tố tiên tử khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nàng nhanh chóng trở lại động phủ mình, hướng Tống Thư Hàng đạo hữu báo cáo việc này. Cái này hành ngọn, đơn giản thần. Tống Thư Hàng thu đến Tố Tố tiên tử phản hồi về sau, nhẹ gật đầu. Sự thật chứng minh thông nương, quả nhiên là có đại khí vận tồn tại. Sau đó, hắn muốn càng hà khắc huấn luyện thông nương mới được, tranh thủ tương lai một ngày nào đó, tại tranh đoạt thiên đạo đại lão trong đống, có thể có một chỗ của nàng. Sau đó, hắn bắt đầu liên hệ Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, người đối đoạn long tà vọng có hứng thú sao? Tống Thư Hàng trong đầu liên hệ Bạch Tiền Bối. Ta bây giờ đối với quay đầu càng có hứng thú. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, cúi đầu nhìn về phía giấy trắng. Thứ ba quẻ, quay đầu ánh đèn người. Chẳng lẽ, thứ ba quẻ đáp án tại Bạch Tiền Bối trên người? Nếu như quay đầu đại biểu là Bạch Tiền Bối, như vậy nhân đại biểu hẳn là bản thân. Dù sao mình trước mắt là Bạch Tiền Bối tiếp xúc đến duy nhất nhân loại, dù sao không phải mỗi nhân loại đều có được hắn dạng này thô kệch thần kinh, đối mặt cửu u chúa tể. Như vậy ánh đèn đại biểu cho chính là cái gì? Chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng đang tại suy tư vấn đề, đột nhiên nghe được Bạch Tiền Bối đặt câu hỏi về sau, vô ý thức trả lời, chuẩn bị. À, ánh đèn sao? Đối diện Bạch Tiền Bối. Một lát sau. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, Bạch Tiền Bối trả lời. Sau một khắc, mấy đạo thất thải ánh đèn, chiếu xạ trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Lúc này, chuột hamster hào từ ẩn hình trạng thái hiện thân, hắn chính phồng má, song chảo liều mạng xoa động lên, từ hắn móng vuốt bên trong có thất thải quang mang rọi sáng ra đến, rơi trên người Tống Thư Hàng. Thân là tà ác cửu u tà ma, chuột hamster hào tu luyện là thuần chính cửu u tà năng. Vì có thể làm cho đen kịt màu sắc cửu u tà năng biến hóa ra thất thải nhan sắc, hắn cũng là đã dùng hết toàn lực. Đây chính là ánh đèn sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Sau một khắc, có một đạo lực lượng quỷ dị quấn quanh ở trên cổ của hắn. Đó là một loại nguyền rủa lực lượng. Vượt qua không gian mà đến, quấn ở cổ của hắn, có chút uốn éo. Cát! Tống Thư Hàng cổ phát ra tiếng vang lanh lảnh, giống cú mèo đầu một dạng vòng vo 180 độ. À, gãy mất, muốn gãy mất. Tống Thư Hàng hạ giọng kêu thảm, hắn không dám gọi quá lớn tiếng, sợ đem ngủ say ba cái bạn cùng phòng đánh thức. Thống khổ lại không thể thỏa thích kêu thảm, trong đó tư vị đắng chát vô cùng. Cho đến bây giờ, Tống Thư Hàng như cũng không biết Bạch Tiền Bối tại sao phải đột nhiên nhéo hắn cổ. Chuyện gì xảy ra? Ta lại tại lúc nào chọc giận Bạch Tiền Bối? Ngươi thống khổ thời điểm thật là đẹp trai. Chuột hamster hào đình chỉ móng vuốt xoa động. Phát ra tiếng cười âm trầm, hắn hôm nay rốt cục lại phát hiện Tống Thư Hàng cái thứ hai nhìn vui mắt chuột trạng thái. Cái kia chính là Tống Thư Hàng tại thống khổ gào thảm thời điểm, thật là khiến hắn chăm xem không chán. Tống Thư Hàng. Hơn 10 hơi thở về sau, trên cổ quấn quanh nguyền rủa chi lực mới dần dần thối lui. Tống Thư Hàng thuần thục đầu ở cổ mình, nhẹ nhàng nhất chuyển, đưa nó vòng vo trở về. Ngươi vì cái gì như thế thuần thục? Ngươi đến cùng bị người vặn qua bao nhiêu lần cổ? Bia đá đạo hữu nhịn không được lên tiếng nói. Mới lần thứ hai, mà lại lần thứ nhất lúc ấy thì pháp quy tiểu thư phụ thân, thì pháp còn thất bại. Tống Thư Hàng sờ lấy cổ mình,
thống khổ nói, chủ yếu là trước đó không lâu ta tại thiên phạt bên dưới thất thân, chỉ còn lại có cái đầu. Khi đó toàn không ít điểm kinh nghiệm, thiên phạt thứ này thực sự khủng bố, ngoại trừ chết bên ngoài, căn bản không có ứng đối chi pháp. Nếu là tương lai có thể tìm ra ứng phó thiên phạt biện pháp liền tốt, đến lúc đó hắn liền có thể đem thiên phạt cùng thiên kiếp cùng một chỗ mang lên tu sĩ bản ăn. Lại nói, Bạch Tiền Bối vẫn còn chứ? Ta mới vừa ở Đoạn Long Tà Vọng nơi đó đâm cái mắt, tùy thời có thể lấy truyền tống đi qua. Nếu như người đối Đoạn Long Tà Vọng cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta liền đi đưa nó thu. Tống Thư Hằng tiếp tục triệu hoán Bạch Tiền Bối, dò hỏi. Nếu như Bạch Tiền Bối nhúng tay, chỉ là Đoạn Long Tà Vọng dễ như trở bàn tay, kể từ đó liền có thể giải quyết triệt để Tố Tố tiên tử môn phái phiền phức. Ta đối Đoạn Long Tà Vọng không có hứng thú, loại này bị chém đứt long mạch biến thành tà vọng, tiếp xúc nhiều lời nói, sẽ bị nhiễm lên bất hạnh thuộc tính. Mặc dù ta là cửu u chúa tể, có thể miễn dịch, nhưng ta cũng không phải người cô đơn. Bạch Tiền Bối trả lời. Tiếp xúc nhiều sẽ thay đổi bất hạnh, vậy liền không thể ăn nó. Tống Thư Hàng nghe vậy, tiếc nuối nói. Liền liên tiếp sờ nhiều đều sẽ biến bất hạnh, cái kia ăn hắn chẳng phải là đến mỗi ngày tiêu chảy. Đi 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 đi, đừng thứ gì đều nghĩ đến hướng trong bụng nhét, ta cũng không muốn ngày nào nhìn thấy ngươi ở ta nơi này phục sinh lúc, là bởi vì ăn không nên ăn đồ vật chết mất. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Yên tâm đi, Bạch Tiền Bối. Vô luận muốn ăn thứ gì trước, nhất định phải có cẩn thận ta vẫn là sẽ có. Tống Thư Hằng tự tin nói ở phương diện này, hắn cầu sinh dục vẫn là rất cường đại. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt, gần nhất béo cầu trạng thái biến có chút phức tạp, ta bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, có chút suy nghĩ không thấu hắn đến cùng đã làm gì. Phỏng đoán rất có thể cùng thiên biến hóa có quan hệ. Ngươi chú ý một chút, Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Tống Thư Hằng hỏi, Bạch Tiền Bối, liên quan tới người cái kia phong ấn, làm sao giải khai có đầu mối sao? Cái này phong ấn vẫn là như cũ, ở rất thoải mái, muốn giải khai lời nói, phải dựa vào mài nước công phu. Tóm lại, chính ngươi gần nhất làm việc lưu thêm cái tâm nhãn. Bạch Tiền Bối nói. Sau khi nói xong, Bạch Tiền Bối ý niệm liền thu về. Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình hai tay. Lần trước, hắn đối Bạch Tiền Bối cái kia phong ấn cuồng soát dưỡng đao thuật lúc, tựa hồ có chút hiệu quả. Nhưng khi hắn vừa dừng lại soát dưỡng đao thuật lúc, cái kia phong ấn lại lập tức sẽ trở mặt không nhận người. Sở dĩ có biện pháp nào không cường hóa hạ dưỡng đao thuật hiệu quả? Đang suy nghĩ gì đấy? Chuột hamster tà ma không có tiến vào ẩn thân trạng thái, ngồi ở Tống Thư Hàng trên mặt bàn, từ quai hàm bên trong phun ra một quả trái cây, gặm. Tống Thư Hàng nhìn qua hắn phình lên quai hàm không nghĩ tới chuột hamster tà ma cũng cùng phổ thông chuột hamster một dạng, dùng quai hàm tồn trữ đồ ăn. Ngươi làm gì, đừng đánh ta quai hàm bên trong thức ăn chủ ý. Chuột hamster tà ma cảnh giác nói. Tống Thư Hàng dùng ngón tay chọc chọc đầu của nó, ta coi như lại suy sụp, cũng không có khả năng từ ngươi quai hàm bên trong móc đồ ăn a. Ta vừa rồi tại nghĩ, ngoại trừ tóc bàn tay bên ngoài, còn có hay không biện pháp lại tăng cường dưỡng đao thuật hiệu quả, nhìn xem có thể hay không sớm điểm đem Bạch Tiền Bối từ trong phong ấn giải cứu ra. Khó được, người vậy mà lại vì ta chủ khảo lo. Nếu không, ta thưởng ngươi một trái. Chuột hamster hào nói. Cảm ơn, nhưng là không cần. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Sau đó, hắn ổn định lại tâm thần hồi tưởng đến Bạch Tiền Bối nhắc nhở chuyện của hắn. U béo cầu đại lão, gần nhất trạng thái biến cổ quái, khả năng cùng hiện thế thiên đạo biến hóa có quan hệ. Cùng. Vừa rồi Bạch Tiền Bối có phải hay không nói qua, ta ăn đồ hỏng ở hắn nơi đó phục sinh. Tống Thư Hàng đột nhiên nhìn về phía chuột hamster hào. Hẳn là, ta tại cửu u thế giới có một cái phục sinh đại trận. Bạch Tiền Bối thay ta kín đáo chuẩn bị phục sinh. Nếu như trên người ngươi không có sống lại lời nói, chết về sau liền có thể tại cửu u thế giới, trở thành một chỉ cửu u tà ma. Chuột hamster hào liếc mắt nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Phục sinh trở thành cửu u tà ma. Cái kia tạm thời vẫn là từ bỏ. Nốt nhắc nhở. Hảo hữu liệt biểu viễn cổ thiên đình thành viên, Long Quyền Già Lam đã tử vong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.